Hồi 111, đặng sĩ tái mẹo phá Khương Ba ước ra cắt đàn khởi nghĩa đánh tư mã chiêu. Khương Duy rút quân về đóng ở Trung Đê. Quân ngụy đóng ở ngoài thành địch đảo. Vương Kinh Gia tiếp Trần Thái. Đặng ngài vào, tạ ơn đánh giải vây, mở yến tiệc khoản đãi, khao thưởng ba quân. Trần Thái đem công đặng ngài, dâng sớ về tấu với ngụy chủ Tào Mao. Mao phong cho ngài làm an Tây tướng quân, ban cờ tiết, lính chức hộ đông Khương Hiệu Úy cùng với Trần Thái đóng binh ở các xứ Ung Châu và Lương Châu. Đặng Ngải dâng biểu tạ ơn, Trần Thái mở tiệc mừng Đặng Ngải rồi nói, Khương Duy phải trốn về đêm, sức lực đã kiệt, hẳn không dám ra nữa. Ngải cười, nói, ta đoán quân thục có năm lẽ lại ra, Thái hỏi năm lẽ gì, Ngải nói, quân thục dẫu rút lui nhưng vẫn đứng trên thế thừa thắng, quân ta kỳ thực vẫn là thua, lẽ ấy nên ra là một. Quân thục toàn là quân của khổng minh luyện tập đã tinh thông rồi dễ dàng sai khiến. Còn tướng của ta thì đổi luôn, quân lại rèn dậy chưa kỹ, lẽ ấy nên ra là hai. Quân thục đi thuyền, quân ta đi bộ, nhàn hạ vất vả khác nhau, lẽ ấy nên ra là ba. Địch đảo, lũng Tây, Nam An, Kỳ Sơn, bốn sư ấy, cùng là đất chiến thủ. Quân thục hoặc dương đông kích Tây, hoặc trò Nam đánh Bắc, quân ta phải chia ra giữa các mặt, quân thục thì hợp lại một đường kéo đến, lấy sức hợp nhất mà đương với sức chia tư của ta lẽ ấy nên ra là bốn quân thục ra mặt nam an lũng tây thì có sẵn thóc gạo người khương mà ăn ra mặt kỳ sơn lại sẵn có lúa chiêm vừa chín lẽ ấy nên ra là năm trần thái chịu là phải nói ông liệu giặc như thần lo gì quân thục nữa bởi thế đặng ngài cùng với trần thái kết làm anh em không kể tuổi đặng ngài ngày ngày thao luyện quân các xứ ung lương lại lập sinh trại ở các cửa ải đề phòng sự bất chắc. Khương Duy ở trung đê mở tiệc to, hội cả các tướng bàn việc sang đánh Ngụy. Lệnh sử là phản kiến can rằng tướng quân mấy phen ra quân chưa được thành công, mới rồi đánh được trận Thao Tây, người Ngụy đã phục uy danh của tướng quân rồi, việc gì còn lại ra nữa. Vạn nhất xảy điều bất lợi, thì công trước mất phí cả. Duy nói: các người chỉ biết nước Ngụy đất rộng nhiều người, khó lòng lấy được nhưng không biết ta đánh ngụy có năm lẽ thắng. Các tướng hỏi tại sao, Di đáp rằng ta đánh một trận thao Tây, đè bẹp hết nhuệ khí của quân ngụy. Quân ta rút về không tổn hại chút nào, này bằng tiến binh sang có cơ đánh được, là một lẽ. Quân ta đi thuyền, không vất vả gì, quân kia đi bộ mệt nhọc, đó là hai lẽ. Quân ta rèn tập đã lâu, quân kia chẳng qua là ô hợp, không có phép tắc gì, đó là ba lẽ quân ta ra kỳ sơn có sẵn thóc chiêm của giặc đó là bốn lẽ quân kia chia ra giữa các mặt sức lực cản mất quân ta hợp nhất kéo đến quân kia cứu sao cho kịp đó là năm lẽ không nhân dịp này đánh ngụy còn đợi đến bao giờ hạ hầu bá nói đặng ngài tuy còn ít tuổi nhưng cơ mưu sâu sắc nay y được phong chức an tây tướng quân tất đã phòng bị các xứ cả rồi không như ngày trước nữa đâu duy lớn tiếng mắng rằng ta sợ gì hắn các ông đừng tâng bốc nguyện khí của người ta mà làm nhục oai phong của mình. Ý ta đã quyết rồi, ta hãy đánh lấy lũng tây trước. Chúng không ai dám ca nữa. Duy tự dẫn quân đi trước, sai các tướng kéo theo sau. Quân thục bỏ trung đê tiến ra Kỳ Sơn. tiêu mã về báo rằng quân ngụy đã lập chín ngọn trại ở núi Kỳ Sơn rồi. Duy không tin, dẫn vài tên quân lên núi cao xem. Quả nhiên thấy ở trên núi có chín ngọn trại, mỗi dãy dài như hình con rắn. Trước sau nhìn ngó lẫn nhau. Duy ngoảnh lại bảo tả hữu rằng, hạ hầu bá nói quả như thế thực, trại này hình thế hay lắm, chỉ thấy ta và gia cát thừa tướng mới lập được. Này đặng ngài cũng lập nổi, thật không kém thầy ta mấy nỗi. Bèn trở về trại bảo với các tướng rằng, người ngụy đã có phòng bị, biết rằng ta kéo đến. Ta chắc đặng ngài tất cũng ở đấy, các ngươi nên mang cờ hiệu của ta, cắm trại ở ngay giữa hang này. Mỗi ngày cho hơn trăm kỵ ra tiễu mỗi lần ra phải đổi một sắc cờ áo xanh, đỏ, vàng, trắng và cờ ngũ phương cứ lần lượt mà thay. Ta cầm đại binh lẻn ra đường đồng đình đến tắt lấy Nam An liền sai bảo tố đóng ở của hang núi Kỳ Sơn. Duy mang đại quân kéo sang quận Nam An. Đặng ngài biết quân Thục tắt ra Kỳ Sơn đã cùng với Trần Thái hạ trại giữ gìn. Này thấy quân Thục mấy không đến khiêu chiến mà trong một ngày năm phen tiễu mã ra trại hoặc mười dặm hoặc 15 dặm trở về. Ngải đứng trên cao ngắm nghía một hồi, rồi về trước nói với Trần Thái rằng, Khương Duy chắc không ở trong đám này, tất lẻn ra đồng đình chụp lấy Nam An. Quân tiểu mã ra trải, chỉ có mấy đứa thay đổi cờ áo ra vào đấy thôi, ngựa đi ra dáng mỏi mệt cả, chủ tướng tất không phải là tay giỏi. Trần tướng quân nên dẫn quân đến mà đánh, tất phá được trại ấy. Phá xong trại, tướng quân dẫn quân ra đường Đồng Đình, để chặn đường về của Khương Duy. Tôi dẫn quân đi trước đến cứu Nam An, chiếm lấy núi Võ Thành. Nếu được ngọn núi ấy, Khương Duy tất lại xoay ra lấy thành Thượng Nhai. Ở Thượng Nhai có một cây hang gọi là đoạn cốc, đất hẹp núi hiểm, vừa hay được chỗ mai phục rất tốt. Tôi phục sẵn hai toán quân ở đấy, đợi Khương Duy đến núi Võ Thành, đổ ra đánh chắc phá được. Thái nói, tôi dự lũng Tây Hai ba mươi năm nay, cũng không biết tường địa lý như thế ông thật là người tính kế như thần, ông nên đi ngay cho, để tôi đánh trại này. Đặng ngài dẫn quân sớm khuya gấp đường kéo đi, đến tắt núi Võ Thành hạ trại. Bấy giờ quân thục vẫn chưa đến nơi, ngài sai con là đặng trung và tướng tiền hiệu úy là sư toàn, mỗi người dẫn năm ngàn quân phục sẵn trong hang đoạn cốc, dặn dò mẹo mặt cho đi. Hai người lĩnh kế đi luôn, ngài sai ngà cờ im trống để đợi quân thục đến, Khương Duy noi theo con đường Đồng Đình, kéo đến Nam An đến trước núi võ thành duy bảo với hạ hầu bá rằng gần quân nam an có núi võ thành nếu chiếm trước được núi ấy thì có thể đoạn được nam an nhưng chỉ ngại đặng ngài đa mưu tất có phòng bị trước còn đang ngần ngại bỗng nhiên trên núi nổ pháo hiệu rồi tiếng hò reo ầm ầm còi trống vang động tinh kỳ bay ra phấp phới ngụy quân đứng đặc như kiến giữa đám đông có một lá cờ vàng to để tên đặng ngài quân thục thấy vậy kinh hãi quá chừng quân ngụy ở trên núi chia làm mấy ngả đổ xuống thêm mạnh không sao đương nổi cánh tiên quân của thục thua to khương duy thúc trung quân đến cứu quân ngụy lại rốt lên cả trên núi duy đến thẳng dưới chân núi thách đặng ngải xuống đánh quân ngụy nhất định không ai xuống duy sai quân sĩ chửi mắng sỉ nhục mãi đến chiều tối duy vừa sắp thu quân về thì trên núi lại đánh trống thổi còi mà vẫn không thấy quân ngụy xuống duy buồn đánh thốc lên nhưng đá đạn từ trên ném xuống không sao lên được duy trầu trực mãi đến canh ba toan trở về thì trên núi còi trống lại vang động duy rút quân xuống mé dưới sai quân khiêng vận đá gỗ muốn cắm trại giữa nhau bấy giờ quân ngụy mới ầm ầm kéo đến quân thục xôn xao giày xéo lẫn nhau chạy về cho đến trại cũ hôm sau khương duy lại sai quân sĩ đem những xe lương giàn bầy dưới núi võ thành muốn lập trại đóng quân canh hai đêm hôm ấy đặng ngài dẫn 500 quân, mỗi người cầm một bó đuốc, chia làm hai đường xuống núi, phóng hỏa đốt xe. Quân hai bên đánh nhau xô sát một đêm, Duy không sao lập được doanh trại. Duy dẫn quân lui về, bàn với hạ hầu bá rằng Nam An chưa sao lấy được, không bằng hãy lấy thượng nhai trước. Thượng nhai là chỗ chứa lương của quân Nam An, lấy được chỗ ấy, thì Nam An tự nhiên phải nguy. Bèn để hạ hầu bá đóng ở dưới núi Võ Thành duy dẫn tinh binh mãnh tướng đến tắt lấy thượng nhai, đi suốt đêm gần đến sáng, toàn thị núi non hẹp hòi, đường xá gặp gành lắm. Duy hỏi quan hướng đạo rằng đây là xứ gì, hướng đạo nói đây gọi là hang đoạn cốc, Duy thất kinh, nói tên ấy gở lắm, đoạn cốc nghĩa là chặn hang, nếu có người chặn mất cửa hang này thì làm thế nào? Đường khi Duy do dự chưa biết nghĩ sao, chợt có tiếng quân chạy về báo rằng mé sau núi, bụi bay mù mịt, tất có quân mai phục. Duy vội vàng sai thu quân về, thì đã thấy hai toán quân của sư toàn, đặng trung đổ ra. Duy vừa đánh vừa chạy, bỗng tiếng reo hò lại nổi, té ra đặng ngải kéo quân đến. Ba mặt đánh dồn vào, quân thục thua to, may có hạ hầu bá dẫn quân đến cứu, ngụy mới lui. Khương Duy được thoát, muốn lại ra kỳ sơn, hạ hầu bá can rằng trại kỳ sơn đã bị Trần Thái đánh vỡ, bảo tố chết trận quân mã rút hết về hán trung cả rồi. Duy thấy vậy, không dám đi theo đường đồng đình phải lẻn về qua đường tắt. Ngài dẫn quân đuổi theo, Duy cho quân đi trước, mình đón chặn mặt sau. Đang đi, bỗng có một toán quân ở trong núi đổ ra, là tướng Ngụy Trần Thái. Quân Ngụy gieo ầm một tiếng, vây bọc ngay Khương Duy vào ngay giữa trận. Duy bấy giờ người ngựa mệt mỏi cả, sông sáo mãi cũng không ra được. Trường ngực nghe tin Khương Duy bị vây, dẫn vài trăm kỵ đánh thốc vào cứu duy thừa thế phá được trùng vây trương ngực bị quân ngụy loạn xạ bắn chết duy thoát nạn về đến hán trung cảm lòng trung dũng của trương ngực bỏ mình vì việc nước mới dâng biểu xin phong tặng cho con cháu ông ta tướng sĩ trong thục lắm người chết trận đều đổ tội cho khương duy duy chiếu lệ cũ ở nhai đình của võ hầu xin tự giáng chức làm hậu tướng quân mà coi việc đại tướng đặng ngài thấy quân thục lui hết cả rồi mới cùng trần thái mở tiệc ăn mừng khao thưởng ba quân Thái Dương biểu tâu công đặng ngài, từ mã chiêu sai sứ cầm cờ tiết ra phong thêm quan tước cho đặng ngài. Ban đầu cho ấn thụ và phong cho con đặng ngài là đặng Trung làm đính hồng. Ngụy chủ Tào Mau cải niên hiệu chính nguyên thứ ba làm năm Cam lộ thứ nhất. Từ mã chiêu tự phong mình làm thiên hạ binh mã đại đô đốc. Khi ra vào thường có ba nghìn quân thiết giáp và kiêu tướng đi hộ vệ trước sau. Nhất thiết công việc không tâu gì đến triều đình, tự tiện xử đoán ngay ở tướng phù. Từ đó Chiêu thường có ý muốn cướp ngôi nhà ngụy. Chiêu có một người tâm phúc, họ giả tên sung, tự là công lư, con quan kiến oai tướng quân giả quỳ thủa trước, hiện đang làm trưởng sử trong phủ. Sung nói với Chiêu rằng, này chúa công cầm quyền to, lòng người bốn phương vị tất đã tuân theo, nên cho dò hỏi mà trừ dần đi, mới toàn được việc lớn. Chiêu nói, ta cũng muốn thế, ngươi nên giúp ta đi sang mặt đông, giả tiếng làm an ủy quân sĩ đi đánh giặc về liệu mà dò xét tình ý họ xem sao? Giả sung lĩnh mệnh, đến tắt Hoài Nam, vào ra mắt quan Trấn Đông Đại Tướng Quân là Gia Cát Đàn. Đàn tên tự là Công Hiu, người ở Nam Dương, quận Lang Nha, tức em họ Gia Cát Võ Hồng. Trước vẫn làm quan ở ngụy nhân Võ Hầu làm tướng trong thục, cho nên không được trọng dụng. Về sau, Võ Hầu mất, đàn mới được nhắc lên làm quan to, phong là Cao Bình Hầu, tổng nhiếp quân mã hai xứ Hoài Đông và Hoài Nam khi ấy giả sung đến vị đạo quân sĩ, đàn mở tiệc khoãn đãi, rượu uống ngà ngà say, sung nói khơi lên rằng gần nay các bậc hiền lương ở Lạc Dương, ai cũng cho chúa thượng hèn yếu, làm vua không nổi. Có đại tướng quân họ là Tư Mã, ba đời giúp nước, công đức tầy trời, nên thay vào ngôi nhà ngụy, chưa biết ý ngài nghĩ thế nào. Đàn nổi giận nói mày là con giả dụ trâu, đời đời ăn lộc nhà ngụy, sao dám nói càn thế. Sùng nói tảng ra rằng, tôi đem lời người ta nói với ông đấy thôi. Đản nói, triều đình nếu có nạn gì, ta sẽ liều chết để báo ơn. Sùng nín lặng, từ trở ra, về thuật hết đầu đuôi với tư mã chiêu. Chiêu giận, nói, đàn chuột sao dám hỗn thế. Sùng nói, đàn ở Hoài Nam được lòng người đã nhiều, để lâu rất sinh vả, nên trừ ngay đi. Chiêu một mặt đưa mật thư cho thứ sử Dương Châu là Nhạc Lâm, một mặt sai sứ mang chiếu ra vời đàn về triều, phong làm chức tư không đản được chiếu biết là giả sung cao biến mới bắt sứ giả vào tra hỏi sứ giả nói việc này hỏi nhạc lâm thì biết đản nói tư mã tướng quân đã sai người đến dương châu đưa mật thư cho nhạc lâm đản nổi giận sai tả hữu chém sứ giả rồi cất nghìn quân bộ hạ kéo đến dương châu khi đến cửa nam thì thành đã đóng mà cầu treo đã cất về bên kia rồi đản đứng dưới thành gọi cửa nhưng không có người nào đáp lại đàn nổi giận mà rằng, nhạc lâm sất phu, sao dám láo thế, liền sai tướng sĩ đánh thành. Thủ hạ của đàn có hơn 10 người kiện tướng, xuống ngựa lội qua hào, nhảy vót lên cả mặt thành, đánh tan quân canh, mở toang cửa thành cho quân vào. Ra cát đàn dẫn quân vào thành, theo chiều gió phóng hỏa, đánh mãi đến nhà nhạc lâm. Nhạc lâm túng thế, vội vàng trốn chạy lên nhà lồng. Đàn cầm gươm trèo thẳng lên quát rằng, cha mày là nhạc tiến khi xưa chịu ân to nước ngụy không biết nghĩ mà đền báo, lại muốn giúp quân phản nghịch Tư Mã Chiêu à. Lâm chưa kịp đáp lại đã bị đàn giết mất, một mặt đàn viết biểu kể tội Tư Mã Chiêu sai người dâng về Lạc Dương. Một mặt đàn tụ hợp quân Mã Hai xứ Hoài Đông, Hoài Nam cả thảy hơn 10 vạn và 4 vạn quân Dương Châu mới hàng, chứa cỏ tụ lương, dự bị việc tiến quân. Lại sai trưởng sử Ngô Cương đưa con là Gia Cát Thịnh sang làm con tin bên Ngô, xin Ngô cất quân sang cùng đánh Tư Mã Chiêu bấy giờ thừa tướng đông mô là tôn tuấn đã mất em là tôn lâm phụ chính lâm tự là tử không tính khí hung bảo giết bọn đại tư mã đằng giận và tướng quân lã cứ vương đôn vì thế bao nhiêu quyền chính về cả trong tay mình ngô chủ tôn lượng tuy thông minh nhưng cũng không làm sao được ngô cương đem gia cát thịnh đến thành thạch đầu vào lại tôn lâm lâm hỏi tại sao cương thưa rằng gia cát đản là em họ gia cát võ hầu bên thục trước thờ nước ngụy nay thấy từ mã chiêu khinh vua lừa trên bỏ chúa lộng quyền muốn cất quân vào đánh nhưng sợ địch không nổi nên đến xin hàng sợ không có gì làm tin nên cho con là gia cát thịnh sang hồng. vậy xin ngài đem quân sang giúp cho lầm ứng lời sai đại tướng là toàn dịch toàn đoan làm chủ tướng vô thuyên làm hợp hậu chu dị đường tư làm tiên phong văn khâm làm hướng đạo cất bảy vạn quân chia làm ba đội kéo sang ngụy Ngô Cương về Thọ Xuân báo với Gia Cát Đản. Đản mừng lắm, mới giàn binh dự sẵn cả đâu vào đấy. Lại nói, văn biểu của Gia Cát Đản đưa đến Lạc Dương. Từ Mã Chiêu trông thấy nổi giận, muốn tự cất quân đi đánh. Giả sung can rằng Chúa Công thừa cơ nghiệp của cha anh, ân đức chưa ra đến bốn bể. Này để thiên tử ở nhà mà đi, nếu một mai sinh biến, thì hối sao cho kịp. Chi bằng tâu với Thái Hậu, thiên tử cùng đi một thể thì mới không lo gì. Chiêu mừng, nói, lời ấy hợp ý ta lắm, bèn vào tâu với Thái Hậu rằng, ra cát đản mưu phản, tôi đã bàn với các quan văn võ, xin mời Thái Hậu, thiên tử cùng ngự giá thân trinh, để nối trí của tiên đế khi xưa. Thái Hậu sợ, phải nghe, hôm sau, chiêu mời ngụy chủ tào Mao khởi trình. Mao nói, đại tướng quân đô đốc quân mã cả thiên hạ, mặc ý tướng quân sai khiến thế nào cho được việc thì thôi, can gì chẫm phải thân hành nữa. Chiêu nói, ngày xưa võ tổ tung hoành bốn bể, văn đế có trí bao trùm cả bờ cõi, có bụng thôn tính cả tám phương. Phàm gặp đám giặc to nào, tất thân trinh ra đánh. Bệ hạ cũng nên theo đòi tiên quân, quét sạch quân phản tặc, can gì mà sợ. Mao sợ uy quyền tư mã chiêu, đành phải theo lời. Chiêu cất 26 vạn quân ở Kinh Đô, sai trinh nam tướng quân vương cơ làm tránh tiên phong, giám quân thạch bào làm tả quân, bà hộ xa giá, kéo sang Hoài Nam. Tiên phong Đông Ngô là Chu Dị dẫn quân ra địch với quân Ngụy. Vương Cơ đánh nhau với Chu Dị, chưa được ba hiệp cũng chạy. Đường Tư ra đánh được vài hiệp cũng chạy nốt. Vương Cơ thúc quân tràn sang, quân Ngô thua to, lui 50 dặm hạ trại. Tin báo vào thành Thọ Xuân, ra cát đàn ở trong thành, dẫn quân ra hội với Văn Khâm và hai con là Văn Ương, Văn Hổ, đem vài vạn hùng binh lại chống Tư Mã Chiêu ấy là vừa thấy quân ngô thua nháo nhác sẽ xem tướng ngụy lại tung hoành chưa biết được thua thế nào xem đến hồi sau phân giải hồi 112, cứu thọ xuân vu thuyên tử tiết lấy trường thành bá ước dùng binh từ mã chiêu thấy ra cát đản hội với quân ngô kéo lại liền với quan tản kỵ trường sử là bùi tú và hoàng môn thị lang là trung hội đến bàn bạc đánh giặc trung hội nói quân ngô giúp ra cát đản chỉ vì lợi thôi nếu ta lấy lợi mà giữ thì tất đánh được chiều nghe lời sai thạch bào chu thái dẫn hai toán quân phục ở trước thành thạch đầu vương cơ trần khiên lĩnh tinh binh ở mặt sau cho tỷ tướng là thành tốt dẫn vài vạn quân ra trước dụ địch lại sai trần tuấn dẫn xe trưởng châu ngựa lừa la chở đồ tụ sẵn trong trận đợi giặc đến thì bỏ chạy hôm ấy ra cắt đàn sai ngô tướng chu dị ở mặt tả văn khâm ở mặt hữu còn mình đi giữa Đàn thấy quân mã bên ngụy lộn xộn không được tề trình mới thúc quân kéo tràn sang thành tốt chạy lui về đàn kéo quân đuổi đánh bỗng thấy châu ngựa lừa la thả ra nhàn nhản khắp cánh đồng quân ngô tham lợi tranh nhau đuổi bắt không còn bụng nào đánh nhau nữa chợt có tiếng pháo nổ quân hai mặt kéo đến tả thì thạch bào hữu thì chu thái đản giật mình kiếp rút quân về vương cơ trần khiên dẫn tinh binh đổ lại tư mã chiêu tiếp ứng thêm vào đản thua to chạy vào thành thọ xuân đóng cửa giữ vững không dám ra chiêu sai quân bốn mặt vây đánh thành bấy giờ quân ngô lui về đóng ở an phong ngụy chủ xa giá đóng ở hạng thành trung hội nói nay ra cát đản tuy thua nhưng trong thành thọ xuân lương thảo còn nhiều lại có quân ngô đóng ở an phong làm thế ỷ dốt quân ta bốn mặt vây đánh nếu đánh thong thả thì giặc giữ vững đánh kiếp quá thì họ cố chết chống cự với ta. Quân Ngô lại thừa cơ đến đánh, như thế quân ta đánh thành có ích gì? Không bằng ta chỉ đánh ba mặt, trừ ra một lối to cửa nam cho dập chạy, rồi sẽ đuổi theo mà đánh, thì mới toàn thắng được. Quân Ngô từ xa đến đây, lương thảo tiếp ứng không đều, ta dẫn quân khinh kỵ lẻn ra mé sau mà chặn đường, thì không phải đánh cũng vỡ, chiều vỗ vào lưng Trung Hội mà rằng người thật là tử phòng của ta liền sai vương cơ triệt quân mặt cửa nam không vây nữa. Quân ngô đóng an phong, tôn lâm gọi chu dị đến trách mắng rằng có một thành thọ xuân, còn không cứu nổi, thì thôn tính làm sao được trung nguyên. Nếu không đánh được lần nữa thì ta chém đó, chu dị về trại, bàn với vu thuyên. Thuyên nói, nay cửa thành thọ xuân không vây, tôi xin giữ một toán quân lại giúp ra cát đàn chống giữ. Tướng quân ở ngoài này, khiêu chiến với quân ngụy, tôi từ trong thành đánh ra, hai mặt giáp lại thì có thể phá được dị cho làm phải bởi vậy cả bọn toàn dịch toàn đoan văn khâm đều xin vào thành bèn cùng với Vu thuyên dẫn một vạn quân tự cửa nam kéo vào quân ngụy được lệnh không đánh cứ để cho mặt quân ngô vào rồi mới báo tin với tư mã chiêu chiêu nói đây tất là họ vào thành rồi hợp trong ngoài để phá quân ta bèn gọi vương cơ trần khiên đến dặn rằng các ngươi dẫn năm nghìn quân chặn ngang đường chu dị đến rồi theo sau mà đánh. Hai người lĩnh mệnh, Chu Dị dẫn quân đang đi, bỗng ở mé sau nổi tiếng reo, vương cơ, Trần Khiên hai mặt kéo đến. Quân ngô thua to, Chu Dị trở về ra mắt Tôn Lâm, Lâm nổi giận, mắng rằng tướng thua liềng xưởng kia, còn cần ngươi làm chi nữa. Bèn quát võ sĩ lôi ra chém, lại trách con toàn đoan và toàn vĩ rằng nếu không đánh đuổi được quân ngụy đi, cha con mày đừng nhìn đến mặt ta nữa. Tôn Lâm trở về kiến nghiệp trung hội nói với tư mã chiêu rằng nay tôn lâm đã lui về ngoài không có quân cứu lại nên vây thành mà đánh chiêu nghe lời sai quân vây thành toàn vĩ muốn dẫn quân vào thọ xuân thấy quân ngụy to thế lắm nghĩ mình tiến thoái hai đường cũng khó mới ra hàng tư mã chiêu chiêu ra phong cho toàn vĩ làm thiên tướng quân vĩ cảm ơn đức ấy viết thư đưa cho cha là toàn đoan và chú là toàn dịch nói tôn lâm bất nhân không bằng hàng ngụy cho xong rồi buộc thư bắn vào trong thành. Toàn dịch được thư, cùng với đoan dẫn vài nghìn người mở của gia hàng. Gia cát đàn ở trong thành lo buồn lắm, mưu sĩ là tưởng ban, tiêu di hiến kế rằng trong thành lương còn ít mà quân thì nhiều, không thể giữ lâu được, nên cho quân ngô sở ra thành, quyết một trận tử chiến với quân ngụy. Đàn nổi giận, nói ta muốn giữ, mày lại muốn đánh, chẳng là có bụng khác sao? Hễ còn nói đánh nữa thì ta chém đầu hai người ngẩng mặt lên trời than rằng đàn sắp chết đến nơi, chúng ta nên hàng ngụy cho sớm, kẻo chết buồn. Cành hai đêm hôm ấy, tưởng tiêu hai người trèo qua thành ra hàng ngụy. Từ mã chiêu đều trọng dụng cả, trong thành thọ xuân, từ bấy giờ dù có người muốn đánh nhau cũng không dám nói đến đánh. Đàn ở trong thành thấy quân ngụy đắp thành chung quanh bốn mặt, đề phòng nước sông hoài tràn vào. Đàn mong đợi nước sông tràn lên, cho đổ thành đất, rồi mới kéo quân ra đánh không ngờ tự tụ sang đông, tịnh không có trận mưa nào, nước sông không tràn được. Lương ở trong thành đã gần cạn, văn khâm ở riêng góc thành nhỏ, cùng với hai con giữ vững không ra. Thấy quân sĩ dần dần nhiều người đói lạ, khâm mới vào nói với gia cát đàn rằng lương đã khan, quân sĩ lắm kẻ chết đói, nên đuổi quân phương Bắc ra ngoài thành để bớt ăn đi. Đàn giận, nói người xui ta bỏ bắc quân đi, muốn mưu hại ta sao? Liền quát tả hữu lôi ra chém văn ưng văn hồ thấy cha bị chết lập tức dẫn quân ra giết phăng vài mươi người rồi lội qua hào đến trại ngụy xin hàng Từ mã chiều nhớ đến khi xưa văn ương một ngựa đánh lùi được quân ngụy căm giận muốn giết để báo thù trung hội can rằng việc xưa là tội tự văn khâm nay hắn đã mất rồi hai con cùng thế phải ra hàng nếu ta giết đi thì càng làm vững bụng người trong thành lắm chiều nghe lời gọi văn ương văn hồ vào chướng lấy lời ngọt ngào phủ dụ ban cho ngựa tốt áo gấm, ra chức làm thiên tướng quân, phong làm quan nội hồng. Hai người lại tả, cưỡi ngựa đi chung quanh thành, gọi to lên rằng hai chúng ta đội ơn đại tướng quân tha tội, lại phong tước cho, chúng mày sao không hàng đi cho sớm. Người trong thành nghe vậy, bàn với nhau rằng Văn Ương là người có thù với tư mã chiêu, nay cũng được trong dụng, huống chi chúng ta. Bởi thế nhiều người trốn ra thành hàng ngụy, ra các đàn thấy vậy giận lắm đến đêm tự mình đi tuần quanh mặt thành động ai có lỗi thì giết trung hội thấy trong thành nhân tâm đã biến vào chướng bẩm với tư mã chiêu rằng nên nhân dịp này mà đánh dấn ngay đi chiều mừng lắm truyền lệnh ba quân vây kín bốn mặt thành mà đánh cho giết tướng giữ cửa thành là tăng tuyên dâng cửa bắc mở toang cửa cho quân ngụy kéo vào đản thấy quân ngụy vào thành vội vàng dẫn vài trăm thủ hạ từ con đường nhỏ trong thành chạy ra vừa đến bên cầu thì gặp hồ phấn đàn bị phấn chém chết ngả xuống ngựa, vài trăm hạ thủ đàn cũng bị trói cả. Vương Cơ kéo quân đến cửa tây gặp Ngô tướng là Vu Thuyên. Cơ quát lên rằng sao không hàng đi cho mong? Thuyên nổi giận nói chịu mệnh ra cứu bản cho người, đã không cứu được thì chớ lại đi theo hàng người khác. Thế là nghĩa lý gì? Nói đoạn quẳng mũ xuống đất kêu to lên rằng người ta sinh ở đời được chết tại nơi chiến trường là may. liền khoa đao vào đánh được hơn 30 hiệp người ngựa mỏi mệt, bị loạn quân giết mất. Người sau có thơ khen rằng, từ mã năm xưa vây thọ xuân, hàng binh chen trúc vái xe trần, đồng ngô tuy lắm anh hùng giỏi, ai sánh vu thuyên dám liều thân, từ mã chiêu vào thành thọ xuân, bắt hết già trẻ ba họ nhà gia cát đàn giết sạch. Võ sĩ điệu bộ tốt của gia cát đàn vài trăm người đến. Chiêu hỏi, chúng mày có chịu hàng không? Chúng kêu rằng, chúng ta tình nguyện chết theo gia cát công, nhất định không hàng mày. Chiêu nổi giận quát võ sĩ trói điệu cả ra ngoài thành, rồi bảo từng người rằng, hễ ai chịu hàng thì tha cho, trong vài trăm người, cứ chém người này thì lại hỏi người khác, chém kỳ đến hết, không một người nào chịu hàng cả. Chiêu than thở, trong cái nghĩa khí của bọn ấy cũng không biết ngân nào, sai mai táng tương tất. Có thơ than rằng, ơn chúa hề chi cái sống thừa, một niềm trung nghĩa tiếng nghìn xưa, câu ca cửu lộ còn văng vẳng, vết cũ điền hoành để đến giờ, quân ngô về hàng ngụy rất nhiều bùi tú nói với tư mã chiêu rằng quân ngô vợ con ở cả giang ngoài nếu cho ở đây lâu ngày tất sinh biến không bằng chôn sống giáo cả chúng nó đi trung hội can rằng thế không xong phép ngày xưa dùng binh chỉ giết một người đầu sỏ là đủ nếu chôn cả đi thì độc ác bất nhân lắm chi bằng đuổi cả chúng nó về giang nam để tỏ cái lượng rộng rãi của trung nguyên chiêu khen lời lấy phải liền tha cả quân Ngô cho về bản quốc đường tư sợ tôn lâm bắt tội không dám về ngô, phải đến hàng ngụy. Chiêu cũng trọng dụng, sai chia nhau ra giữ các nơi tam hà. Hoài Nam bình định xong đâu đấy, quân ngụy sắp sửa rút quân về. Chợt có báo tin Khương Duy ở Tây Tục dẫn quân đến lấy trường thành, chặn đường vận lương của quân ngụy. Chiêu giật mình cùng với các quan bản kế đánh thục, bấy giờ là năm hiên di thứ 20 nhà thục Hán, đổi là năm cảnh diệu thứ nhất. Khương Duy ở Hán trung kén được hai tướng trong xuyên, một người là tưởng thư, một người là phó thiêm hai người sức lực khỏe mạnh mà có can đảm duy yếu lắm dùng làm tướng ngày ngày rèn tập quân mã chờ dịp sang đánh ngụy chợt có tin báo về rằng ra cát đản cất binh đánh tư mã chiêu tôn lâm ở đông ngô mang quân sang giúp chiêu cất hết quân ở hai miền hoài đem cả ngụy chủ và ngụy thái hậu đi đánh giặc duy mừng rỡ nói phen này việc ta chắc xong liền dâng biểu tâu với hậu chủ xin cất quân sang đánh ngụy Đại Phu và Tiêu Chu nghe chuyện làm vậy, than rằng, lâu nay Chúa Thượng ham mê tửu sắc, tin dùng hoạn quan là hoàng hảo, không nhìn gì đến việc nước, chỉ chuộng lấy sự vui chơi. Bà ước thì mai đánh nay dẹp, không thương gì đến quân sĩ, thế là cái cơ nước sắp đổ mất rồi. Bèn làm ra một bài luận gọi là Thủ Quốc Luận, kể những sự không nên đánh nữa, đưa cho Khương Duy để can ngăn việc cất quân. Luật rằng, có người nói, xưa nay thuật lấy yếu thắng mạnh là thế nào? trả lời trị nước lớn mà không cần lo là phải có bao nhiêu điều rộng lượng cái hay của nước nhỏ là luôn nghĩ điều lành làm nhiều điều khinh suất thì sinh loạn nghĩ nhiều điều lành thì sẽ yên đó là lẽ thường cho nên chu văn nuôi dân bỏ ít lấy nhiều câu tiễn thương dân lấy yếu diệt mạnh đó là thuật vậy có người nói xưa sở mạnh hán yếu thể ước phân chia hồng câu trương lương cho rằng dân trí đã định thì khó đổi thay đem quân đánh vũ khá phải việc của văn vương câu. Tiễn Du, trả lời, giữa thời thương chu, vương hầu thế tôn quân thần đã ôn. Bây giờ tuy có hán tổ sao có thể vung kiếm giành thiên hạ, đến lúc tần diệt các chư hầu và chiếm thiên hạ, nhân dân bị tần làm khổ, trời đất ngửa nghiêng, hào kiệt nổi lên tranh nhau. Này ta với họ đều thay nhau trị nước đã không phải là lúc nước sôi lửa bỏng cuối tần, cũng không phải thời sáu nước tranh nhau xưng hùng bá. Cho nên đã làm văn vương, Phó làm hán tổ, lúc thế loạn rồi lại yên hòa rồi lại đánh, cho nên quân thang võ không đánh mà lại thắng, thành thật coi trọng dân cầy mà giúp cho thời thế. Nếu dùng lối binh độc võ chẳng may gặp nạn, tuy là người có trí lực cũng không sao mưu được, duy xem bài luận nổi giận mà rằng lời lẽ này rõ ra giọng ngủ nho, nói đoạn quẳng tờ giấy xuống đất rồi cất quân sang lấy trung nguyên. Khương Duy hỏi Phó Thiêm rằng, ý người nghĩ nên ra xứ nào phải hơn, Thiêm thưa rằng, lương thảo của quân ngụy chứa cả trong thành nay nên đi tắt tới lạc cốc vượt qua núi trầm lĩnh đến thẳng trường thành trước hết đốt sạch lương thảo rồi kéo thẳng đến lấy tần xuyên thì trung nguyên có thể hẹn ngày lấy được duy nói người nói hợp ý ta lắm tức thì để binh đi tắt hang lạc cốc qua núi trầm lĩnh kéo đến trường thành tướng giữa trường thành là tư mã vọng anh họ tư mã chiêu trong thành lương thảo rất nhiều mà quân mã thì ít bây giờ tư mã vọng nghe tin quân thục đến liền cùng với hai tướng là Vương chân Lý Bằng dẫn quân ra khỏi thành 20 dặm hạ trại. Hôm sau, quân thục đến, vọng dẫn hai tướng ra trận, Khương Duy trỏ tay sang, nói từ mã chiêu đem chúa đi đánh giặc, tất có ý như Lý thôi, quách dĩ. Tà này phụng chiếu triều đình, đến đây hỏi tội, mày nên hàng ngay đi, nếu còn u mê, ta sẽ giết chết cả ổ nhà mày. Vọng quát mắng lại rằng chúng mày vô lễ, dám đến xâm phạm thượng quốc nếu không về ngay đi, ta sẽ đánh cho mảnh giáp cũng không còn. Nói vừa dứt lời, vương chân vác giáo quất ngựa ra. Bên trận thục thì phó thiêm đón đánh, được 10 hiệp, thiêm đánh miếng lửa cho vương chân đâm sang, liền quay mình tránh khỏi ngọn giáo, rồi đưa tay lôi thốc vương chân sang ngựa mình, cắp đem về trận. Lý bằng nổi giận, thúc ngựa múa đao lại cứu, thiêm cứ đi thông thả, đợi cho Lý bằng đến nơi, quẳng ngay vương chân xuống đất, rút một cây quất sắt bốn ngạnh cầm sẵn trong tay. Lý Bằng sấn vào dơ đao trực chém, thiêm quay mình lại, vút một quất vào giữa mặt Lý Bằng, bằng bật nổ con ngươi ra ngoài, chết ngả xuống ngựa. Vương Trần bị quân thục súng vào đâm chết, Khương Duy thúc quân đánh tràn sang, tư mã vọng phải bỏ chạy vào trong thành đóng chặt cửa phòng giữ. Duy truyền lệnh rằng quân sĩ hôm nay, hãy cho nghỉ một đêm, để dưỡng sức khỏe, ngày mai phải cố gắng đánh thành. Sáng sớm hôm sau, quân thục kéo cả đến dưới thành, dùng tên thuốc dẫn lửa bắn vào những nhà lá trong thành cháy bùng cả lên. quân ngụy đã thấy xôn xáo. duy lại sai chất dâm củi dưới thành mà đốt, lửa cháy đùng đùng, thành đã sắp đổ. quân ngụy gào khóc ầm ĩ, tiếng vang bốn phía. khi đang đánh bỗng đâu mé sau tiếng reo nổi lên như sấm, duy quay ngựa lại xem sao, thì thấy quân ngụy đánh chống hò reo, cờ bay phấp phới kéo đến đông như kiến. duy đổi hậu đội làm tiền đội kìm ngựa đứng dưới cửa cờ chờ quân ngụy đến một lát trong trận ngụy có một tướng trẻ tuổi nai nịt gọn ghẽ cầm đao thúc ngựa xông đến tướng ấy ước chừng ngoài hai mươi tuổi mặt trắng như phấn môi đỏ như son quát lên rằng có biết đặng tướng quân là ai không duy đoán chắc là đặng ngài liền cũng thúc ngựa múa thương lại địch hai người tinh thần mạnh mẽ đánh nhau ba bốn mươi hiệp chưa phân thắng phụ thương pháp của tướng trẻ tuổi ấy không hở kẽ một chút nào. Duy nghĩ thầm muốn dùng mẹo lừa, mới quay ngựa chạy rẽ vào trong đường núi. Tương ấy thúc ngựa đuổi sấn tới, Duy cắp chắc ngọn thương, rút bộ cung tên ra bắn. Tiểu tướng nhanh mắt, vừa nghe cung tách một tiếng, đã lộn mình bổ ra mé trước, tránh được mũi tên. Duy trông xuống thì tương ấy cầm giáo đâm đến cạnh mình rồi. Duy vội vàng né mình sang một bên, ngọn giáo đâm sượt qua nách. Duy nhanh tay vớ ngay được ngọn giáo tương ấy buông ngọn giáo, chạy tuột ngay về bàn trận. Duy tắc lưỡi phàn nàn rằng, tiếc quá, tiếc quá, liền lại quay ngựa đuổi theo, vừa ra đến cửa trận, thì thấy một tướng cầm đao xông tới thét rằng, Khương Duy sất phu, chớ đuổi con ta nữa, đặng ngài ở đây, Duy giật mình, mới nghĩ ra tướng trước là đặng trung con đặng ngài. Duy trong bụng lấy làm kỳ, muốn đánh nhau với đặng ngài, nhưng sợ sức ngựa đã mỏi, mới trỏ sang mà rằng, hôm nay ta mới biết mặt bố con nhà mày giờ hãy thu quân, mai sẽ sống mãi với mày một trận. Ngài thấy thế đánh chưa được lợi, cũng kìm ngựa lại mà rằng, có phải thế thì hãy thu quân về. Hễ ai lừa nhau thì không phải là kẻ trượng phu, bởi vậy đôi bên cùng rút quân, đặng ngài hạ trại cạnh sông vị. Duy thì cắm trại giữa hai mặt núi, đặng ngài xem địa thế bên trại tục rồi đưa thư cho tư mã vọng, nói, chúng ta không nên đánh vội, hãy cứ giữ cho vững đợi khi nào quân ở quan trung đến mà lương thảo của tục cạn rồi, bấy giờ sẽ họp ba mặt mà đánh thì mới phá được. Này tôi hãy cho con tôi là đặng trung giữ thành với ông, để cho người về cầu cứu tư mã đại tướng quân mới xong. Khương duy sai người đưa chiến thư đến trại đặng ngài, hẹn ngay mai đánh nhau. Ngài giả cách hứa lời. Canh năm đêm hôm ấy, duy sai ba quân thổi cơm ăn cho sớm. Sáng rõ, dàn trận đợi quân đặng ngài đến. Trong trại đặng ngài ngả cờ im trống làm như dáng không có người canh giữ mà cũng không thấy ai ra duy chờ mãi cho đến chiều mới về hôm sau duy đã sai người đưa chiến thư trách rằng sai hẹn ngài sai dọn cơm rượu thết đãi sứ giả rồi bảo rằng tôi hơi khó ở lỡ sai mất hẹn xin để ngày mai hội chiến hôm sau duy dẫn binh đến ngài vẫn như trước nhất định không ra năm sáu phen hẹn cũng thế cả phó thiêm bảo với khương duy rằng đây tất có mẹo mực gì đây phải phòng mới được. Duy nói, đây chỉ đợi quân quan trung đến, hợp ba mặt lại đánh ta, ta nên cho người cầm thư sang đông ngô nói với tôn lâm dồn sức lại mà đánh. Sực có thám mã về báo rằng, từ mã chiêu đánh vỡ thọ xuân, đã giết mất ra cát đàn, quân ngô hàng hết cả ngụy rồi. Chiêu rút quân về Lạc Dương, này sắp dẫn quân đến cứu trường thành. Duy thất kinh, nói, phe này đánh ngụy, lại ra thành sôi hỏng bỏng không rồi. Chẳng thà về cho rành ấy là bốn phen trước đã không ra việc năm thứ nay đà lại uổng công chưa biết khương duy rút quân về rồi ra làm sao xem hồi sau phân giải hồi 113, trăm đinh phụng lập mẹo đánh tôn lâm khương duy đấu trận phá đặng ngài khương duy sợ có quân cứu đến cho quân bộ vận tải quân ngu xa trượng về trước rồi đem quân mã đi đoạn hầu quân tế tác báo tin với đặng ngài ngài cười nói khương duy biết cơ binh của đại tướng quân sắp đến cho nên lui về trước không nên đuổi theo làm gì. Nếu đuổi thì phải mắc phải mẹo của hắn ngay, bèn cho người đi thám, quả nhiên trong đường hẻm hang lạc cốc, chứa chất củi cỏ, dự bị để đốt quân đuổi theo. Chúng khen đặng ngài rằng tướng quân thật là thần toán, ngài sai dâng biểu tâu về, tư mã chiêu mừng lắm, lại thưởng thêm cho đặng ngài. Ngô chủ tôn lượng, bấy giờ mới 17 tuổi, thấy lâm giết người thái quá, có ý không bằng lòng. Ngô chủ vốn thông minh lắm, một bữa ra chơi vườn Tây Huyền Nhân muốn ăn một quả mưa xanh Bèn sai Hoàng Môn vào lấy mật Một lát Hoàng Môn đem mật đến Ngô chủ thấy trong chén mật Có vài viên cứt chuột Bèn đòi quan giữ kho đến hỏi Quan giữ kho lại kêu rằng Chúng tôi đậy kín đáo lắm Làm gì có cứt chuột rơi vào được Lượng hỏi Hoàng Môn có đến đòi mật ăn bao giờ không Quan giữ kho tâu rằng Mấy hôm trước có đến đòi mật ăn Nhưng chúng tôi quả thực không dám cho Lượng trò tên Hoàng Môn nói đây chắc là mày tù nó không cho mật cho nên bỏ cứt chuột vào để hại nó chứ gì tên hoàng môn không chịu lượng nói việc này cũng dễ biết nếu phân mật lâu ngày thì trong ngoài thấm ướt bằng mới bỏ vào thì trong giáo ngoài ướt liền sai cắt ra xem thì quả nhiên ở trong khô giáo hoàng môn lúc bấy giờ mới chịu tội đại khái lượng thông minh như thế nhưng bị tôn lâm kìm hãm nên không được tự chủ điều gì bấy giờ tôn lâm quyền thế hách dịch lắm em là tôn cứ làm oai viễn tướng quân vào túc vệ trong nơi cung cấm em nữa là tôn ân làm võ vệ tướng quân tôn cán làm thiên tướng quân tôn ngữ làm tràng thủy hiệu úy chia đóng các doanh trại ngô chủ một bữa ngồi buồn có hoàng môn thị lang là toàn kỳ đứng hầu bên cạnh kỳ là quốc cưỡng lượng khóc bảo với kỳ rằng tôn lâm chuyên quyền giết bậy khinh trẫm tệ lắm nếu không liệu đi tất để sinh vạ kỳ tâu rằng bệ hà có việc gì dùng đến tôi dù có chết cũng không dám từ lượng nói ngươi nên điểm quân cấm binh cùng với tướng quân lưu vĩnh giữ các cửa thành để chấm tự dẫn quân ra giết tôn lâm nhưng việc ấy chớ để cho mẹ ngươi được biết vì mẹ ngươi là chị tôn lâm nếu lộ chuyện ra ngoài thì làm lỡ mất việc trẫm đấy Kỳ nói xin bệ hạ ban cho tôi một đạo chiếu để khi làm việc đem ra bảo chứng cho thủ hạ tôn lâm không ai dám động lượng nghe lời thảo mật chiếu giao cho toàn kỳ kỳ lĩnh chiếu mang về nhà nói chuyện với cha toàn thượng thượng biết chuyện bảo với vợ rằng chỉ trong ba ngày nữa thì giết tôn lâm người vợ nói giết đi cũng phải miệng tuy nói thế nhưng mật sai người báo tin cho tôn lâm biết lâm nổi giận đang đêm gọi bốn anh em đến điểm tinh binh vào vây nội cung một mặt bắt toàn thượng lưu vĩnh và cả nhà hai người giam lại đến sáng ngô chủ tôn lượng nghe ở ngoài cửa cung có tiếng chiêng trống ẩm ý, rồi nội thị lật đật chạy vào tâu rằng tôn lâm dẫn quân đến vây bọc cả vườn nội uyển lượng nổi giận trỏ vào toàn hậu quát rằng cha và anh mày làm hỏng mất việc ta rồi liền rút gươm ra toàn chém toàn hậu và thị trung cận thần lôi cả lấy vạt áo khóc ngăn lại không để cho tôn lượng ra ngoài tôn lâm trước hết giết bọn toàn thưởng lưu vĩnh rồi hội văn võ cả ở trong triều truyền lệnh rằng chúa thượng hoang dâm lắm bệnh Tối tâm không biết đạo nghĩa là gì, không thể phụng dược tôn miếu, nên bỏ đi. Văn võ ai không tuân lời ta, thì ghép ngay cho tội mưu phản. Ai nấy đều sợ run lập cập, thưa rằng xin tuân theo lệnh tướng quân, chỉ có thượng thư là hoàn ý giận tái mặt lại. Từ trong bọn nhảy ra, trò vào mặt tôn lâm mắng rằng chúa thượng là chúa thông minh, mày sao dám nói cản thế. Ta thả chết, quyết không nghe lời mày, lâm nổi giận rút gươm chém phăng hoàn ý rồi vào cung trò vào Tôn Lượng mắng rằng, hôn quân vô đạo kia, đáng lẽ nên giết đi để tả thiên hạ mới phải, nhưng nể mặt tiên đế, nay phế ngươi xuống làm cối kê vương. Ta sẽ kén người có đức lên làm vua." Nói đoạn quát trung thư lang Lý Sùng cướp lấy ấn thụ, sai đặng trình thu lấy. Tôn Lượng khóc vang lên rồi đi ra, người sau có thơ than rằng, loạn tặc vu y doãn, gian thần giả hoắc quang, thương thay Tôn Minh chúa, không giữ được ngai vàng. Tôn Lâm sai quan Tôn Chính Tôn Khải rước Trung Thư Lang Nha Vương là Tôn Hưu về làm vua. Hưu tự là Tử Liệt, con thứ sáu Tôn Quyền. Khi ở Hồ Lâm nằm mơ thấy cưỡi rồng bay lên trời ngoảnh lại trông thấy đuôi rồng, mới giật mình tỉnh dậy. Hôm sau, Tôn Khải, đồng chiều đến mời Hưu về chiều. Khi đi đến khúc A có một cụ già, tự xưng tên là Cam Hưu, lại phục xuống đất tâu rằng xin bệ hạ nhanh cho, nếu chậm chạp thì việc sinh biến mất hưu tạ lời ấy khi đi đến dinh bố cơ tôn ân đem xa giá lại đón hưu không dám trèo lên kiểu ngồi một chiếc xe nhỏ đi vào chăm quan lại ít bên cạnh đường hưu vội vàng xuống xe đáp lễ tôn lâm sai đỡ dậy mời vào đại điện rước lên ngôi trên sập rồng hưu khiêm tốn từ chối hai ba lần rồi mới chịu nhận ngọc tỷ. văn võ các quan lễ chầu mừng đâu đấy đại xá cho thiên hạ cải nhân hiệu gọi lá vĩnh an năm đầu phong cho tôn lâm làm thừa tướng lĩnh chức kinh châu mục các quan cùng được phong thường lại phong con anh là tôn hạo làm ô trình hầu tôn lâm một nhà năm anh em đều phong tước hầu coi giữ quân cấm binh quyền hơn cả vua ngô chủ tôn hưu sợ sinh biến ngoài mặt tuy ân huệ kỳ thực trong bụng vẫn đề phòng tôn lâm ngày càng sinh kêu hoạnh lắm tháng chạp năm ấy lâm đem châu rượu vào cung lễ thọ ngô chủ tôn hưu không chịu lấy Lâm giận mang châu rượu về phủ, mời tả tướng quân là trương bố đến phủ uống rượu. Trong tiệc, Lâm nói, khi trước ta bỏ cối kê vương, nhiều người khuyên ta lên làm vua. Ta tưởng là chúa thượng hiền hậu, cho nên mới lập. Này ta dâng lễ thỏ lại từ chối không nhận, thế là không coi ta vào đâu rồi đó. Này mai ngươi thử coi xem ra làm sao, bố nghe nói dạ dạ mấy tiếng, không dám nói câu gì. Hôm sau, bố vào cung mật tâu với tôn hưu việc ấy. Hưu lấy làm lo sợ, ngày đêm không yên. Được vài hôm, Lâm Sai Trung Thư Lang là mạnh tôn dẫn một vạn năm nghìn tinh binh ra đóng ở võ xương, vận hết đồ khí giới trong kho cấp cho bọn ấy. Tướng quân là Ngụy Mạc, võ vệ sĩ là Thi Sóc, hai người vào mật tâu với Ngô Chủ rằng tôn Lâm điều binh ra ngoài, lại đem đồ khí giới cấp cho quân. Nay mai tất sinh biến, tôn Hưu giật mình, kíp vời trương bố vào bàn bạc. Bố tâu rằng, có lão tướng là đinh phụng mưu mẹo hơn người, biết đoán việc lớn, nên cho vời vào bàn việc. Hưu liền vời Đinh Phụng vào trong nhà kín, kể lại chuyện ấy. Phụng tâu rằng, bệ hạ chớ lo, tôi có một kế này trừ được hại cho nước. hưu hỏi mẹo làm sao, Phụng tâu rằng, mai là ngày chạp, hội cả quần thần mời cả tôn lâm đến ăn tiệc, tôi sẽ khu xử xong xuôi. hưu mừng lắm, Phụng sai ngụy mạc, thi sắp coi việc ngoài trương bố coi việc trong. Đêm hôm ấy, trời nổi cơn rông, cát, sỏi, Đá bay vù vù có một cây cổ thụ bật cả một tảng rễ xuống. Đến sáng đứng gió, sứ giả phụng chiếu mời tôn lâm vào cung ăn yến. Tôn lâm đương ở trên giường, bỗng dưng như có người đẩy sấp xuống đất. Lâm thấy vậy không vui lòng, một lát lại thấy hơn 10 người sứ giả đến mời. Người nhà ngăn lại nói rằng một đêm nổi rông gió, sáng hôm nay lại bỗng dưng ngã sấp. Đó không phải là điểm hay, không nên đến dự tiệc lâm nói anh em ta cùng giữ quân cấm binh ai dám đến gần ta mà sợ ví dụ có việc gì thì đốt lửa ở trong phủ lên làm hiệu dặn xong lên xe vào cung ngô chủ tôn hưu xuống dưới sập rồng đứng đón mời lâm lên ngồi rượu được vài tuần bỗng thấy ngoài cung có ngọn lửa cháy lâm muốn đứng dậy về hưu ngăn lại nói rằng thừa tướng cứ ngồi yên quân ngoài có nhiều can gì phải lo hưu vừa nói dứt lời thì tả tướng quân trương bố rút gươm cầm tay dẫn hơn ba chục võ sĩ, bước sấn lên trên biển, quát lên rằng có chiều bắt phản tặc là Tôn Lâm, Lâm vừa toan chảy, thì đã bị võ sĩ bắt lại. Lâm cúi đầu kêu rằng xin đẩy ra giao châu, cho được về làm ruộng, hiu mắng rằng sao trước mày không đem đầy đằng giận, lã cứ, vương đôn có được không? Bèn sai lôi ra chém, trương bố lôi Tôn Lâm ra mé đông biển chém đầu, đầy tớ không tên nào dám nhúc nhích bố đọc tờ chiếu lên nói rằng tội chỉ do một mình Tôn Lâm gây nên thôi, còn người khác không ai việc gì cả. Bố mời Tôn Hưu lên lầu ngũ phường, Đinh Phủng, Ngụy Mạc, Thi Sóc bắt cả bọn anh em Tôn Lâm điệu đến. Hưu sai đem ra chợ chém sạch, giết cả ba họ, hơn vài trăm tôn đảng đều bị chết lây. Lại sai đào mà Tôn Tuấn, vằm thây xé xác ra, rồi xây phần mộ lại cho bọn gia cát khác, đằng giận, vương đôn, lã cứ để tỏ cái bụng chung của họ ai bị đem đầy phương xa liền tha cho về làng mạc, lại phong thường cho bọn đinh phụng, rồi đưa thư báo tin mừng vào thành đô. Hậu chủ bên thục sai sứ vào mừng ngô, ngô lại sai tiết hù vào thục để đáp lễ. Hù từ trong thục về, ngô chủ hỏi quang cảnh trong thục, hù tâu rằng lâu này trung thường thị là hoàng hạo coi việc, công khanh a du cả vào hắn. Trong chiều không nghe thấy lời thẳng, ngoài đồng dân lắm người mặt bùng ra trì. Thế mà vua thì chỉ một niềm mải vui chơi đó gọi là chim én chim sẻ ở trên thềm, không biết rằng nhà to sắp cháy là thế. Hiu thở dài than rằng nếu còn ra cát võ hầu, thì đâu đến nỗi thế này. Bởi thế lại viết thư đưa sang tục nói rằng tư mã chiêu không mấy bữa nữa tất sẽ thoán nguy. Thế nào hắn cũng sang đánh ngô, thuộc đề thị quy. Hai nước ta cùng phải giữ gìn trước đi, Khương Duy nghe được tin ấy, mừng rỡ lắm, dâng biểu lại xin cất quân sang đánh nguy. Năm cảnh diệu thứ nhất nhà thục hán mùa đông đại tướng quân Khương Duy cất liêu hóa, Trương Dực làm tiên phong, vương xá, tưởng mân làm tả quân, tưởng thư, phó thiêm làm hữu quân, hồ tế làm hợp hậu, Duy cùng với hạ hầu bá tổng lĩnh trung quân, khởi 20 vạn quân thục, lại từ hậu chủ, đến thẳng Hán Trung, bàn bạc với hạ hầu bá xem ra lối nào cho tiện. Bá nói, kỳ sơn là đất dụng võ, nên tiến quân ra mặt ấy, ta nên sai ba quân kéo cả ra kỳ sơn, đến cửa hang hạ trại bấy giờ đặng ngài đang ở trong trại kỳ sơn điểm quân lũng hữu chợt có tin báo quân thục hạ ba ngọn trại ở của hang ngài nghe báo lên cao ngắm xem mừng rỡ về trại lên chướng nói rằng không ra khỏi được ý định của ta nguyên đặng ngài xem xét địa thế để dành đất cho quân thục lập trại từ chỗ ấy đến trại kỳ sơn đã đào sẵn một đường hầm đợi quân thục đến sẽ khởi sự bấy giờ khương duy lập ba ngọn trại trại tà đóng chính vào giữa đường hầm là trại của vương xá, tưởng mân. Đặng ngài sai con là đặng trung cùng với sư toàn, mỗi người dẫn một vạn quân chia làm hai cánh tả hữu Sai phó tướng Trịnh Luân dẫn 500 quân quật từ một canh hai đêm hôm ấy, đi xuyên đường hầm đến thẳng trại tả kéo lên. Vương xá, tưởng mân khi ấy nhân chưa lập xong trại, sợ quân ngụy đến cướp trại, không dám cởi giáp đi ngủ. Chợt thấy trung quân tự nhiên bối rối, vội vàng cầm khi giới nhảy lên ngựa, thì đã thấy Đặng Trung ở ngoài dẫn quân kéo vào. Trong ngoài dồn lại đánh, hai tướng cố chết cự lại không nổi, phải bỏ chạy chạy. Khương Duy ở trong trướng nghe tiếng bên trại tả hò reo, biết có quân trong ứng ngoài hợp. Duy kíp ngựa đứng trước trướng trung quân, truyền lệnh rằng, hễ ai nhộn nhào thì chém, nếu có quân giặc kéo đến cạnh trại, không phải hỏi lôi thôi gì, chỉ việc dùng cung nỏ bắn ra. Một mặt truyền cho chạy hiểu cũng thế, không được nhộn nhào quân ngụy hơn 10 lần xông vào, quả nhiên đều bị tên bắn lui về, sáo sắc mãi đến sáng, rồi không dám vào. Đặng ngài thu quân về trại, than rằng Khương Duy thực là học được phép của khổng minh, ra quân ban đêm mà không sợ, tướng gặp biến mà không dối, thế mới thực là tướng tài. Hôm sau, vương xá, tưởng mân thu nhặt quân tàn, đến đại trại xin chịu tội. Duy nói, đó không phải là tội tại các ngươi, bởi vì ta không tường mạch đất, mới đến nỗi thế lại cấp thêm cho quân mã, sai hai tướng hạ trại. Rồi đem những thây người chết, bỏ cả vào trong đường hầm, lấy đất lấp đi. Duy sai người đưa chiến thư, thách đặng ngài ngày mai ra giao phong. Ngài mừng rỡ ưng lời. Hôm sau, hai bên giàn trận ở trước núi Kỳ Sơn. Duy án phép bát trận của võ hầu, chia giàn ra tám cửa, thiên, địa, phong, vân, điểu, xà, long, hồ. Đặng ngài thấy Khương Duy bàn trận bát quái cũng bày trận ấy, cửa ngõ tả hữu trước sau tả hữu giống y như hệt. Duy cầm thương thúc ngựa ra ngoài trận gọi to lên rằng mày bắt trước ta bày trận bắt quái, nhưng mày có biến trận được không? Ngải cười rằng mày tưởng một mình mày bày được hay sao? Ta đã bày được, làm gì mà chẳng biến được? Nói đoạn, quay vào trận, sai quân cầm hiệu, phất một lá cờ, mỗi cửa biến thành tám cửa, tám tám thành sáu mươi bốn cửa. Ngải ra trận hỏi rằng phép biến trận của ta thế nào? Duy nói, mày biến cũng phải, nhưng có dám vào trận vây nhau không? Ngải nói, sao lại không dám, bởi vậy, quân đôi bên cứ y đội ngũ tiến vào. Ngải vào trung quân đứng sai khiến, cho quân lượn vào vây trận, trận đôi bên vẫn đâu ra đấy, không xôn xao một tí nào. Khương Duy đứng trung quân, cầm lá cờ phất một cái, bỗng biến thành trận trường xa quyền địa, vây bộc ngay đặng ngải vào giữa. Bốn mặt tiếng reo nổi lên, ngải không biết là trận gì, trong bụng đã sờ tiếng reo dần dần đến gần ngài dẫn vào các tướng xông xáo cũng không sao ra được quân thục cùng gọi to lên rằng đặng ngài hàng đi cho mong ngài ngẩng mặt lên than rằng ta lỡ ra huấn khoe tài một lúc mắc phải mẹo khương duy mất rồi bỗng thấy trên góc tây bắc có một toán quân đánh vào ngài trông ra thì quân ngụy mới thừa thế đánh ra được ngoài nguyên tư mã vọng đánh cứu đặng ngài đem ra khi trở về thì chín trại kỳ sơn đã bị quân thục cướp mất cả. Ngài dẫn bại dẫn bại quân lui về mé nam sông vị hạ trại. Ngài nói, sao ông biết được phép trận này, mà cứu được tôi ra? Vọng nói, tôi thuở nhỏ học ở Nam Kinh, có kết bạn với tôi, Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên thường có giảng đến phép trận này. Khi nãy, Khương Duy biến trận ấy, gọi là trận trường xa quyền địa, nếu đánh chỗ khác, thì không sao phá được. Tôi thấy đầu trận ở góc Tây Bắc, cho nên từ mặt ấy đánh vào liền phá được ngay ngài tạ ơn nói tôi tuy học được phép trận nhưng chưa tường phép biến hóa ông đã biết phép ấy ngày mai nên đấu trận với khương duy để tôi dẫn quân đến đánh úp sau trại kỳ sơn hai mặt dồn lại đánh thì có thể cướp lại trại cũ bèn sai trịnh luân làm tiên phong ngài tự dẫn quân đến úp trại kỳ sơn một mặt cho người đưa chiến thư thách khương duy ngày mai đấu trận duy phê vào chiến thư và cho sứ giả mang về rồi bảo với các tướng rằng, ta được mật thư của võ hầu triền cho trận này cả thầy 365 phép biến, theo độ số chung quanh trời. Này quân giặc thách ta đấu trận pháp, thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thở, đây tất có mưu mẹo, các ông có biết không? Liêu hóa nói, đây hẳn là dử ta đấu trận, kỳ thực là họ dẫn quân đến chụp mặt sau ta đây. Duy xì rằng, chính thế, liền sai trương dực, liêu hóa dẫn một vạn quân phục ở mé sau núi. Hôm sau, Khương Duy dẫn hết quân trong chín trại, dàn cả ra trước núi Kỳ Sơn, Tư Mã Vọng cũng dẫn quân ra khỏi vị Nam, đến trước Kỳ Sơn, cùng với Khương Duy đối trận. Duy nói, người mời ta ra đấu trận Pháp, thử bày trước cho coi. Vọng bày ra một trận bát quái, Duy xì rằng, trận ấy tức là trận của ta bày, người ăn cắp, lấy gì làm lạ. Vọng nói, người cũng học mót của người khác chứ gì. Duy nói, vậy thì trận này có bao nhiêu phép biến, Vọng cười. Rằng, ta biết bày trận, dễ thường không biết biến trận hay sao. Trận này cả thầy có 9 lần 981 phép biến. Duy nói, người thử biến đi ta coi. Vọng vào trong trận, biến một vài lần, rồi bước ra hỏi rằng, người có biết ta biến ra trận gì không? Duy cười nói rằng, trận Pháp của ta, theo độ số trời, có 365 phép biến. Người chẳng qua như ếch ngồi đáy giếng, biết đâu được phép huyền diệu này. Vọng nói, ta vẫn biết có các phép biến ấy người thử biến cho ta coi, Duy nói, người bảo đặng ngài ra đây, ta bày cho mà xem. Vọng nói, đặng tướng quân có mẹo hay hơn, tính không ưa đấu trận pháp. Duy cửa ầm lên rằng, có mẹo gì hay đâu, chẳng qua sai mày đấu với ta ở đây, còn hắn thì dẫn quân đến úp sau quân ta có phải không? Vọng thấy nói như đi guốc vào ruột mình, lấy làm kinh hãi, muốn thúc quân đánh bừa một trận. Duy cầm roi vẫy một cái, quân hai bên đổ ra, đánh tan tành quân ngụy phải bỏ giáp vất gươm giáo chạy tháo thân. Đặng ngài thúc tiên phong trịnh luân đến mé sau núi, vừa đi qua mỏm núi, bỗng nổi một tiếng pháo, rồi chống đánh vang trời, quân thục đổ ra, đại tướng đi đầu là Liêu Hóa. Trịnh luân sấn lại đánh nhau với Liêu Hóa, bị Liêu Hóa chém ngay một đao lăn quay xuống ngựa. Đặng ngài giật mình, kiếp thu quân về, thì lại gặp trương rực dẫn quân đến. Đôi bên ập vào đánh giết, quân ngụy tan nát, ngài bị bốn mũi tên cố sống cô chết Chạy về đến trại Vị Nam Từ mã vọng cũng chạy về trại Hai người bàn bạc Vọng nói rằng Gần nay thục chủ Lưu Thiền Yêu Dùng tên Hoạn Quan Hoàng Hảo Ngày đêm ham mê tửu sắc Ta nên dùng mẹo phản gián Để cho thục chủ đòi Khương Duy về Thì mới giải được nguy này Ngài hỏi các mưu sĩ rằng Có ai vào được thục Kết hiếu với Hoàng Hảo không Đảng quân xin đi Ngài mừng lắm Sai đảng quân mang vàng ngọc Châu báu vào thành đô kết liên với hoàng hảo, nói phao lên rằng Khương Duy có bục oán thiên tử, không bao lâu tắt về hàng ngụy. Bởi thế người ở thành đô đồn khắp cả đi, ai ai cũng biết, hoàng hảo vào tâu với hậu chủ, hậu chủ lập tức sai người đi gấp đòi Khương Duy về chiều. Khi ấy Khương Duy luôn mấy hôm khiêu chiến, đặng ngài giữ vững không ra. Duy trong bụng nghi hoặc, chưa biết nghĩ thế nào, chợt có sứ giả đến triệu về, Duy không biết tại sao đành phải rút quân về chiều. Đặng ngài, tư mã vọng biết rằng Duy đã trúng phải mẹo, liền cất quân vị nam, đuổi đánh. Ấy mới là, nhạc nghị đánh tề gặp kẻ phản, nhạc phi phá giặc mắc lời dèm, chưa biết sau này ra làm sao, xem hồi sau phân giải. Hồi 114, Tảo Mao rủi xe chết cửa nam, Khương Duy bỏ lương phá quân ngụy, Khương Duy nhân có chiếu đòi về, bèn truyền lệnh rút quân. Liêu Hóa nói, tướng ở ngoài, tuy có mệnh vua, không nghe cũng được. Này dẫu có chiếu, nhưng chớ nên lui vội trương dực nói tướng quân luôn động binh mấy năm nên người thục đều có lòng oán cả không bằng chấp nhận dịp này vừa được trận thu quân mã về cả để yên bụng dân sau sẽ liệu kế khác duy nghe lời sai quân sĩ y phép lui về để liêu hóa trương dực đi chặn hậu phòng quân ngụy đuổi theo nói về đặng ngài dẫn quân đuổi theo trông thấy quân thục đi trước tinh kỳ nghiêm chỉnh từ từ lui về ngài than rằng Khương Duy thực là học được phép võ hầu sâu lắm, bởi thế cũng không dám đuổi nữa, quay binh trở lại trại Kỳ Sơn. Khương Duy về đến thành đô, vào ra mắt hậu chủ, hỏi tại sao mà đòi về. Hậu chủ nói người ở mãi ngoài biên đình, trẫm sợ quân sĩ vất vả, cho nên đòi ngươi về chiều, chớ không có việc gì cả. Duy tâu rằng tôi đã lấy được trại Kỳ Sơn, sắp sửa thành công, không ngờ nửa đường lại bỏ dở biết là chúng phải mẹo phản gián của đặng ngài hậu chủ nín lặng khương duy lại tâu rằng tôi thề hết sức đánh giặc để báo ơn nước bệ hạ chớ nghe lời tiểu nhân mà sinh bụng ngờ vực hậu chủ ngồi lâu lâu mới nói rằng trẫm không nghi ngờ gì ngươi ngươi hãy về hán trung đợi khi nào nước ngụy có biến sẽ sang đánh khương duy thở dài ra về hán trung đảng quân về trại kỳ sơn báo việc ấy với đặng ngài ngài bàn với tư mã vọng trong thục vua tôi không hòa Tất Sinh nội loạn, liền sai đảng quân về Lạc Dương báo tin ấy với Tư Mã Chiêu. Chiêu mừng lắm, có bụng muốn đánh thuộc, hỏi Trung Hộ quân là Giả Sung rằng: "Ta muốn đánh thuộc, con nên không?" Sung nói: "Chưa nên, hiên tử còn có bụng ngờ chúa công, nếu chúa công một mai đi vắng, ở nhà tất sinh chuyện ngay." Năm ngoái rồng vàng hai lần hiện trong giếng Minh Lăng, quần thần dâm biểu là điềm lành. Thiên tử nói rằng, đó không phải điềm lành, rồng là tượng vua, nay rồng trên không ở trời, dưới không ở ruộng, mà đi ở trong giếng, ấy là điều rồng phải giam hãm rồi có làm một bài thơ rồng lặn, ý trong thơ chỉ rõ về chúa công. Thơ rằng, thường thay rồng chịu khốn, không vượt khỏi vực sông, trên trời đã không ở, giữa ruộng nào thấy đâu, cuốn khúc nằm đáy giếng, lươn chạch lượn trước sau, vây cánh xếp một xó, thân ta cùng một màu, từ mã chiêu nghe xong, nổi giận, bảo giả sung rằng, người này lại muốn bắt trước tào phương đây, nếu không liệu sớm đi, tất có khi hại ta sông nói tôi xin sớm tối lo giúp chúa công việc ấy bấy giờ là năm cam lộ thứ năm nhà ngụy mùa hạ tháng tư tư mã chiêu đeo gươm lên điện mao đứng dậy đón vào quần thần tâu rằng công đức của đại tướng quân cao vòi vọi nên phong làm tấn công ra lễ cửu tích mao cúi đầu không nói câu gì chiêu hét lên rằng cha con anh em nhà tôi ba đời biết bao nhiêu công lao với ngụy nay làm tấn công không đáng hay sao Mao đáp rằng, dám đâu chẳng vâng lời, chiêu nói, bài thơ rồng lặn, coi chúng tôi như con lươn, con trạch là ý làm sao? Mao không trả lời được, chiêu tùm tìm cười trở ra, Mao vào hậu cung cùng với thị trung vương thầm, thượng thư vương kinh, tán kỵ thường thị vương nghiệp bàn bạc. Mao khóc nói rằng, không nên, ngày xưa vua chiêu công nước lỗ, không chịu nhịn nhục với họ quý, đến nỗi phải bỏ nước mà chạy. Này quyền to vào tay họ tư mã cả rồi công khai trong ngoài, không nghĩ gì đến lẽ thuận nghịch, a dua theo về với giặc, không cứ một ai. Và lại quân túc vệ của bệ hạ đưa đón, không có người chịu dùng sức. Nếu không nín náu nhịn nhục, thì vạ đến nơi ngay. Xin hãy thông thả lo toan, chớ nên hấp tấp, mau nói rằng điều ấy mà chịu nhịn, thì còn điều gì không nhịn nữa. Ý chấm đã quyết rồi, dù chết cũng không ngại, nói đoạn, vào tâu với Thái Hậu, Vương Thẩm, Vương Nghiệp, Bảo Vương kinh rằng, việc đã kiếp rồi, chúng ta không nên dây vào mà chết cả họ, nên đến thú trước với tư mã công, kẻo mà chết oan. Kinh giận, nói rằng, chúa lo, tôi phải nhục, chúa nhục tôi phải chết, các ngươi dám mang hai lòng à? Hai người thấy Vương kinh không nghe, liền đến báo với tư mã chiêu trước. Lại nói, ngụy chủ tào mau vào nội cung, sai quan hộ vệ là tiêu bá tụ tập quân túc vệ trong điện, cùng đầy tớ hầu hạ được hơn 300 người đánh trống hò reo tiếng ra. Mao cầm gươm ngồi trên xe quát tả hữu kéo ra cửa nam. Vương kinh lại phục xuống khóc mà can rằng bệ hạ dắt vài trăm người đánh tư mã chiêu, khác nào xua đàn dê vào trong miệng hổ, chết uổng vô ích. Tôi không dám tiếc mình đâu, nhưng thực là việc không nên làm. Mao nói quân ta đã đi, người không nên ngăn trở, liền dục quân kéo ra cửa long môn, đến nơi thấy giả sung mặc đồ nhung phục, cưỡi ngựa, có thành tốt, thành tế đi kèm hai bên, dẫn vài nghìn quân cấm binh thiết giáp hò reo kéo đến. Mao trỏ gươm quát mắng rằng ta là thiên tử đây, chúng bay sông vào nơi cung đình, muốn giết vua hay sao? Cấm binh trông thấy tảo mao cũng không dám động, giả sung bảo thành tế rằng từ mã công nuôi mày làm cho gì? Chính vì việc hôm nay đấy, tế cầm ngọn kích, ngoảnh lại hỏi giả sung rằng giết đi hay là trói lại? Sung nói, từ mã công truyền cho giết quách đi, thành tế song thẳng đến trước xe, Mao quát lên rằng, thất phu dám sấp à, Mao nói vừa dứt lời, bị thành tế đâm một kích vào giữa ngực, ngã sấp xuống dưới xe, lại bồi thêm một kích từ sau lưng suốt ra ngoài bụng, Mao chết ở cạnh đường. Tiền bá cầm giá lại đánh, cũng bị thành tế đâm chết, chúng tan vỡ trốn sạch. Vương Kinh tự mé sau chạy đến, quát mắng giả sung rằng, quân nghịch tặc kia, sao dám giết vua làm vậy, sung nổi giận, quát tả hữu trói lại, rồi về báo với tư mã chiêu chiêu vào cung, thấy Mao đã chết, giả vờ thất kinh, đập đầu xuống xe mà khóc, rồi sai người báo tin với các đại thần. Thái phó tư mã phu vào, thấy thầy Tào Mao nằm đấy, bèn gối đầu vào đùi khóc rằng giết bệ hạ là lỗi tại tôi đây, bèn dùng quan quách khâm liệm, đình tại mé tây thiên điện. Chiêu mời quần thần vào bàn bạc, quần thần đến cả, chỉ thiếu có thượng thư bộc xạ Trần Thái. Chiêu sai cậu Trần Thái là Tuân Khải gọi Thái đến thái khóc nói rằng người ta vẫn cho tôi bằng với cậu. Này cậu thực không bằng tôi, bèn mặc áo gai, đội khăn chờ đi vào, khóc lại trước linh cửu. Chiều cũng giả tảng khóc hỏi rằng việc hôm nay nên nghĩ thế nào bây giờ? Thái nói chỉ chém giả sung bi, thì còn tạ được thiên hạ một chút mà thôi. Chiều ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói rằng nên kéo sột xuống một bậc. Thái nói tôi chỉ biết thế thôi, chớ không biết bậc nào nữa. Chiêu nói thành tế đại nghịch vô đảo nên đem mổ bụng và giết cả ba họ nó đi. Người sau có thơ than rằng, từ mã năm xưa sai giả sung, giết vua nam ải máu tuông hồng, lại đem thành tế giết ba họ, tiếng tăm đồn đại kẻ gian hùng, chiêu lại sai bắt cả nhà vương kinh bỏ ngục, vương kinh đang ở trong tòa đình úy, nghe thấy mẹ bị trói điệu đến. Kinh đập đầu khóc vang lên nói rằng, con bất hiếu này, làm lụy đến cả mẹ đây, bà mẹ cười nói rằng, người ta ai chẳng chết, chỉ sợ chết vì chuyện không đáng chết mà thôi nay chết vì việc này, thì còn giận gì nữa. Hôm sau chiêu sai giải cả nhà vương kinh ra chợ cửa đông hành tội. Hai mẹ con vương kinh cười nụ chịu hình, nhân dân trong thành ai thấy cũng ứa nước mắt. Người sau có thơ khen rằng đầu hán bá vương mẫu, cuối ngụy mẹ vương kinh, kháng khái bụng trung liệt, gan góc trí kiên trinh, trọng tiết cao vun vút, coi mình nhẹ tênh tênh, mẹ ấy có con ấy, tiếng thơm ghi sử xanh, thái phó tư mã phu xin dùng vương lễ táng cho tảo mau chiêu nghe lời bọn giả sung khuyên chiêu thay nhà ngụy mà lên ngôi hoàng đế chiêu nói rằng ngày xưa vua văn vương thiên hạ chia ba đã có hai phần rồi mà còn đem dân mình chịu việc nhà ân cho nên thánh nhân khen là trí đức ngụy võ đế không chịu thay ngôi nhà hán nay ta không chịu thay ngôi nhà ngụy cũng thế bọn giả sung biết ý tư mã chiêu để dành lại cho tư mã viêm mới không khuyên nữa tháng sáu năm ấy tư mã chiêu lập thường đạo hương công là tào hoán lên làm vua cải niên hiệu là cảnh nguyên năm thứ nhất. Hoán đổi tên là Tào Hoán, tự là cảnh danh, nguyên là con yên vương Tào Vũ, tức là cháu Tào Tháo. Hoán phong tư mã chiêu làm thừa tướng, tước tấn công thường cho 10 vạn quan tiền, một vạn tấm lụa. Văn võ các quan đều được phong thường cả, có quân tế tác báo tin ấy về thục. Phương Duy nghe tin tư mã chiêu giết Tào Mao lập Tào Hoán mừng nói rằng ta phen này cất quân đi, lại có cớ đây rồi liền viết thư đưa sang ngô, hẹn nhau cùng cất quân hỏi tội tư mã chiêu giết chúa. Một mặt tàu với hậu chủ cất 15 vạn quân, đem vài nghìn cỗ xe, trên xe đóng hòm ván, sai liêu hóa, trương dực làm tiên phong, hóa đi lối ra hang tí ngọ, dực đi lối ra hang lập cốc, duy ra hang tà cốc. Ba mặt cùng kéo đến Kỳ Sơn, đặng ngài ở trong trại Kỳ Sơn, rèn tập quân mã, nghe tin quân thuộc ba mặt kéo đến, bèn hội các tướng lại bàn bạc tham quân vương quán nói rằng mẹo này hay đây chỉ ngại không lừa nổi khương duy quán nói tôi xin đi chuyến này ngài nói nếu người kiên gan được thì tất cũng thành công bèn cấp cho vương quán năm nghìn quân cho đi quán liền đem đi thẳng hang tà cốc vừa gặp quân tiễu mã tiền bộ của khương duy kéo đến quán kêu rằng ta là tướng ngụy đến hàng đây nên báo với chủ tướng cho ta quân tiễu mã về báo với khương duy duy sai ngăn cả quân mã ở ngoài chỉ cho một người tướng đầu đi vào. Quán lại phục xuống đất nói rằng tôi là cháu vương kinh tên là vương quán. Từ mã chiêu giết vua, lại giết cả nhà chú tôi, đau đớn biết ngần nào. Này mai tướng quân cất binh đến hỏi tội. Vậy tôi xin đem 5.000 quân bản bộ của tôi lại hàng, để báo thù cho chú tôi. Dì mừng lắm bảo rằng người đã có bụng thực lại hàng, ta cũng lấy bụng thực xử với ngươi. Quân ta chỉ cốt lo về việc lương, nên có vài nghìn xe lương, hiện ở cửa xuyên ngươi nên về đó vận tải đến Kỳ Sơn cho ta. Còn ta thì đến lấy trại Kỳ Sơn đây, quán mừng rỡ, chắc là Khương Duy mắc mẹo, vâng lời đi ngay. Duy nói, vận lương không phải dùng đến 5.000 người, chỉ dẫn 3.000 quân đi cũng đủ, còn để 2.000 quân đưa đường cho ta đến đánh Kỳ Sơn. Quán sợ Duy sinh nghi, vậy để 2.000 quân lại, dẫn 3.000 quân đi. Duy sai phó thiêm dẫn 2.000 quân hàng đợi khi dùng tới, chợt có hạ hầu bá đến. Bá nói với Duy rằng, đồ đốc cớ sao lại nghe lời vương quán thế? Tôi ở nước ngụy, chưa thấy ai nói vương quán là cháu vương kinh bao giờ. Đây tất là có mẹo lừa dối. Xin đồ đốc xét cho, Duy kỳ nói rằng, ta đã biết vương quán trá rồi, cho nên chia bớt binh thế, nhân kế nó mà dùng kế mình. Bá hỏi, đồ đốc lấy cớ gì mà biết trá? Duy nói, từ mã chiêu gian hùng, chẳng kém gì tào tháo. Này đã giết ba họ vương kinh, có lẽ đâu còn để một người cháu nối giữ binh quyền ngoài cửa ai. Bởi thế ta biết là dối, kiến thức trọng quyền chính hợp với ý ta lắm, bởi vậy Khương Duy không ra tà cốc vội, sai người phục sẵn ở giữa đường, đề phòng quân gian tế của vương quán. Chưa được mươi ngày, quả nhiên bắt được một tên mang thư của vương quán về báo cho đặng ngài. Duy tra hỏi tình đầu, khám bắt được phong thư, trong thư hẹn đến ngày 20 tháng 8, thì vận lương từ con đường nhỏ đem về trại lớn xin đặng ngài dẫn binh đến hang đàm sơn tiếp ứng. Duy giết phát người mang thư, rồi một mặt đem thư đổi ngày 20 thành ngày rằm sai người ăn mặc giả làm quân ngụy, đem đến đưa cho đặng ngài. Một mặt sai người đem vài trăm xe lương, tháo bỏ lương gạo ra, chứa củi khô cỏ ráo và đồ dẫn lửa vào trong, trùng kính vải xanh ở ngoài, sai phó thêm dẫn hai nghìn quân hàng, cầm toàn cờ hiệu tải lương. Duy cùng với hạ hầu bá, mỗi người dẫn một toán quân phục sẵn trong hang núi lại sai tường thư ra hang tà cốc, liêu hóa, trương dực tiến quân đến lấy kỳ sơn. Đặng ngài bắt được thư của vương quán, mừng lắm viết thư giao cho người ấy đem về trả lời. Đến ngày rằm tháng 8, ngài dẫn 5 vạn tinh binh đến hang đàm sơn. Còn cách một quãng xa, ngài cho người trèo lên cao dòm xem làm sao, thì thấy xe lương liên tiếp nhau, không biết bao nhiêu mà kể, đang đi khuất trong đường núi, ngài kìm ngựa lại ngắm nghía kỹ xem một hồi quả nhiên toàn quân ngụy tả hữu bẩm rằng trời đã chiều tối nên vào mau mà tiếp ứng cho vương quán ra khỏi cửa hang ngải nói mé trước núi non khuất khúc phòng có quân phục thì lui làm sao cho kịp chỉ nên đứng đây mà đợi đang nói chuyện có hai tên kỵ mã chạy đến báo rằng vương tướng quân mang lương thảo chạy về có quân mã mặt sau đuổi theo xin lại tiếp ứng ngay cho ngài thất kinh dục quân tiến đến bấy giờ vào đầu canh trăng sáng như ban ngày nghe ở mé sau núi có tiếng hò reo ngải đồ là vương quán đánh nhau với quân thục thúc quân tiến thẳng đến bỗng đâu một toán quân ở trong rừng rậm đổ ra tướng thục là phó thiêm quất ngựa quát to lên rằng đặng ngải mày mắc phải mẹo của chủ tướng ta rồi sao không xuống ngựa chịu chết đi cho mong ngải giật mình kíp quay ngựa về bấy giờ lửa trên xe cháy tung lên cả quân thục trông thấy hiệu lửa cùng đổ cả ra đánh giết quân ngụy tan tành bốn phía núi gieo ầm lên rằng hễ ai bắt được đặng ngài thưởng cho nghìn vàng phong làm hầu vạn hộ đặng ngài hồn bay phách lạc cởi giáp quẳng trỏm mũ nhảy xuống ngựa đi lẫn vào bọn quân bộ trèo non vượt suối trốn về khương duy hạ hầu bá cứ trong người cưỡi ngựa đi đầu mà đuổi theo không ngờ đặng ngài đã chạy bộ trốn thoát duy bấy giờ mới đem quân thắng trận đến tiếp xe lương của vương quán vương quán vốn đã mật ước với đặng ngài nên đã chuẩn bị sẵn lương thực xe trưởng, chỉ đợi đến là khởi sự. Chợt có người tâm phúc đến báo công việc đã bị tiết lộ, đặng tướng quân chưa biết sống chết ra sao. Quán giật mình, sai người đi thám xem sao thì người ấy báo về có ba mặt quân sắp kéo đến. Sau lưng lại thấy bụi bay mù mịt, bốn phía lại không biết đường nào chạy. Quán quát sai quân sĩ phóng hỏa đốt sạch lương thảo, xe trường. Một lát, lửa cháy đùng đùng, sáng rực đất trời quán kêu to lên rằng việc kiếp đến nơi rồi, chúng mày cố chết mà đánh đi thôi. Nói đoạn, quán dẫn quân đánh ra mé Tây, Khương Duy thúc ba mặt quân đuổi rát, tưởng rằng vương quán thế nào cố chết cũng phải chạy về ngụy, không ngờ lại kéo vào hán trung. Quán quân ít, sợ quân thục đuổi kịp, mới sai người đốt phá các quan ải và đường sàn. Khương Duy sợ hán trung sơ suất, bèn không đuổi đặng ngài nữa, vội vàng cất quân lẻn đi đường tắt theo giết vương quán quán bị quân thục vây đánh cả bốn mặt, không sao thoát được, liền đâm đầu xuống sông Hắc Long tự tử. Còn quân sĩ Khương Duy bắt được đem trôn sạch. Duy tuy đánh được đặng ngài trận này, nhưng bị thiệt rất nhiều lương thảo và bị phá hủy mất đường sàn, bởi thế cũng rút quân về Hán Trung. Đặng ngài dẫn bại binh về trại Kỳ Sơn dâng biểu xin chịu tội, tự giáng chức xuống. Từ Mã Chiêu thấy ngài nhiều khi lập được công to, không nợ giáng chức mà lại thưởng thêm cho tiền của rất nhiều. Ngài đem tiền của ấy cấp cho các gia đình tướng sĩ bị hại. Chiều sợ quân thục lại ra, cấp thêm cho đặng ngài 5 vạn quân để phòng giữ. Khương Duy ngày đêm sửa san đường sàn, lại bàn cất quân sang đánh ngụy. Ấy là đường sàn sửa gấp, quân rong ruổi chưa được trung nguyên, chết chẳng thôi, chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau sẽ hiểu. Hồi 115, xuống chiếu thu quân, hậu chủ tin rèm mượn nghề làm ruộng. Khương Duy lánh vạ cảnh diệu thứ năm nhà thục Hán, tháng 10 mùa đông, đại tướng quân Khương Duy sai người ngày đêm sửa soạn đường sàn, dự bị lương thực, khi giới, sắp xếp thuyền bè ở đường Thủy Hán Trung. Công việc đâu đấy cả rồi, Khương Duy dâng biểu tâu với hậu chủ rằng tôi mấy phen ra quân, tuy chưa nên được công to, nhưng cũng khiến cho quân ngụy mất vía. Này người binh đã lâu, nếu không đánh giặc tất sinh lười nhác, mà lười nhác tất sinh bệnh tật và lại đang lúc này quân mong dùng sức, tướng biết hết lòng. Vậy xin cất quân ra đánh, nếu không đánh thắng, xin chịu tội chết. Hậu chủ xem biểu, có ý ngần ngại chưa quyết, tiêu chu tâu rằng tôi đêm coi thiên văn, thấy tướng tinh ở địa phận thục lờ mờ không được sáng. Đại tướng quân đi chuyến này, chắc không được lợi, bệ hạ nên dáng chiếu ngăn lại. Hậu chủ nói, thôi, hãy để cho đi chuyến này xem sao, nếu quả lại thua thì từ giày không cho đi nữa tiêu chu can ngăn hai ba lần hậu chủ không nghe chu trở về than thở buồn rầu rồi thác bệnh không ra đến ngoài khương duy sắp cất quân đi hỏi liêu hóa rằng tà này cất quân thề lấy lại được trung nguyên mới nghe vậy nên ra lối nào trước hóa nói ta cất quân luôn mấy năm nay quân dân không được yên vả lại ngụy có đặng ngải nhiều mưu lắm chí không phải tay tầm thường tướng quân cứ muốn miễn cưỡng làm công việc ấy thì hóa này chẳng biết đâu mà dám nói. Duy bìm bừng nổi giận, nói rằng, ngày xưa, thừa tướng sáu lần ra kỳ sơn, cũng là vì việc nước, ta nay tám lần sang đánh ngụy, có phải vì riêng mình ta đâu? Nay ta đến lấy diêu dương trước, nếu ai trái lệnh thì chém đầu. Bèn để liêu hóa ở lại giữ hán trung, duy cùng với các tướng dẫn ba chục vạn quân kéo đến diêu dương. Từ mã vọng nói, Khương Duy tai quái lắm hoặc là giả tiếng đến diêu dương mà kỳ thực ra kỳ sơn chăng ngài nói khương duy phen này ra diêu dương thực đấy vọng nói trước kia khương duy thường ra chỗ có lương nay diêu dương không có lương khương duy tất đồ rằng ta giữ kỳ sơn cho nên đến lấy thành ấy định chứa lương thảo ở đó rồi kết liên với người dựa khương để đồ kế lâu dài đấy thôi vọng nói nếu thế thì ta làm thế nào ngài nói nên rút hết quân ở đây chia làm hai đường đến cứu diệu dương cách đó 25 dặm, có một thành nhỏ hầu hà, là chỗ cổ họng sư ấy. Ông nên dẫn quân phục trong thành diêu dương, ngả cờ im trống, mở tung bốn cửa, im mẹo như thế. Mà làm, tôi dẫn quân phục sẵn trong thành hầu hà, chắc là phá được quân thục. Tính toán đâu đấy, cùng im mẹo cất quân đi, sai sư toàn ở lại giữ trại kỳ sơn. Khương Duy sai hạ hầu bá làm tiền bộ, dẫn binh đến diêu dương trước. Bá đến nơi, trông thấy trên mặt thành không có một lá cờ nào bốn cửa mở tung cả bá nghi hoặc không dám vào bảo với các tướng rằng có mưu mô gì đây chăng các tướng nói chúng tôi thấy quả thực là một tòa thành không chỉ có chút ít bách tính nghe tin đại tướng quân dẫn binh đến đây đã bỏ thành chạy trốn cả rồi bá chưa tin tế ngựa đến gần cửa nam ngắm xem thì thấy vô số giả trẻ dắt díu nhau chạy dồn về mé tây bắc bá mừng nói quả thật thành bỏ không rồi lập tức đi trước, quân mã kéo sau. Bá vừa đến kinh thành, bỗng nghe một tiếng pháo nổ, rồi trên mặt thành còi trống vang động, tinh kỳ dựng lên tua tủa, cầu treo rút lên. Bá giật mình, nói ta lỡ mắc mẹo mất rồi, bá vội vã rút lui thì tên đạn trên thành bắn xuống như mưa. Thương hại thay cho hạ hầu bá và 500 quân cùng bị bắn chết hết người sau có thơ than rằng gan lớn khương duy khéo tính dài biết đâu đặng ngải kế trông gai thương thay hầu bá cùng chăm tốt lũ lượt phơi thây dưới tên bay từ mã vọng ở trong thành kéo ra quân thục xô nhau chạy trốn may có khương duy dẫn quân tiếp ứng đánh rát một trận tư mã vọng phải lui vào thành duy đến dưới thành hạ trải, nghe tin hạ hầu bá bị bắn chết thương cảm không biết ngần nào Cành hai đêm hôm ấy đặng ngài ở trong thành hầu hà dẫn một toán quân đi ngầm đến cướp trại thục. Quân thục bối rối, duy ngăn giữ lại cũng không được. Bỗng lại thấy còi trống trên thành vang động, té ra tư mã vọng trên thành dẫn quân kéo đến. Đôi mặt giáp lại đánh, quân thục thua to, duy hết sức xông pha mới thoát được ra ngoài, lùi về hai chục giảm hạ trại. Quân thục thua luôn hai trận, bụng quân xôn xao. Duy bảo với các tướng rằng được thua là việc thường, ta tuy hao binh tổn tướng, cũng chưa đáng lo. Việc thành hay bại, chỉ cốt ở chuyến này, các người cứ thủy chung một niềm mới được, nếu ai nói đến rút về thì ta chém. Trương Dực nói, quân ngụy ở hết cả đây, Kỳ Sơn tất nhiên bỏ trống, tướng quân nên chỉnh đốn quân mã chống nhau với đặng ngài, đánh mặt Diêu Dương, Hầu Hà, tôi xin dẫn quân đến lấy Kỳ Sơn. Nếu lấy xong chín trại Kỳ Sơn, thì kéo tràn vào lấy Trường An, đó là kế hay hơn cả. Duy nghe theo, lập tức sai trương dực dẫn hậu quân đến lấy trại kỳ sơn duy tự dẫn quân đến hầu hà thách đặng ngài giao chiến ngài đem quân ra đánh hai tướng giao phong hơn vài mươi hiệp không phân thắng bại cùng thu quân về trại hôm sau hương duy lại dẫn quân ra khiêu chiến ngài đóng quân không ra duy sai quân sĩ chửi mắng sỉ nhục ngài nghĩ rằng quân thục bị ta đánh một trận đại bại là thế mà vẫn không rốt về lại còn đến khiêu chiến với ta tất là chia quân đến cướp trại kỳ sơn của ta rồi. Tướng giữ trại ấy là sư toàn, quân đơn tướng ít, tất nhiên phải thua, ta phải thân đến cứu mới xong. Ngài nghĩ thế rồi gọi con là Đặng Trung vào dặn rằng con phải hết lòng coi giữ sứ này, mặc sức cho quân kia khiêu chiến, chớ được coi thưởng ra địch, đêm nay ta dẫn quân ra cứu kỳ sơn đây. Cành hai đêm hôm ấy, Khương Duy đang ở trong trại nghĩ mẹo, chợt nghe ngoài trại có tiếng hò reo, còi trống vang động, quân vào báo đặng ngài dẫn ba nghìn tinh binh đến thách đánh nhau đêm. Các tướng muốn ra đánh, duy ngăn lại không cho. Nguyên là đặng ngài dẫn quân đi qua trại thục, diễu quanh một được, rồi thừa thế đến cứu kỳ sơn. Đặng Trung đưa cha đi khỏi, dẫn quân trở vào thành. Khương Duy bảo với các tướng rằng đặng ngài giả tiếng đánh đêm, tất là đi cứu kỳ sơn. Liền gọi phó thiêm dặn ở nhà giữ trại, còn Duy thì dẫn ba nghìn quân lại giúp trương dực khi ấy Trương Dực đang đánh chạy Kỳ Sơn, sư toàn ít quân, chống không nổi, dần dần núng thế sắp vỡ. Chợt có đặng ngài dẫn quân đến, đánh bừa vào một trận, quân thục lại hóa thua to. Ngài vây Trương Dực ở mé sau núi, chợt nghe có tiếng reo nổi lên dậy đất, còi trống vang trời, rồi thấy quân ngụy chạy nhớ nhác, té ra Khương Duy kéo quân đến. Dực thừa thế đánh ùa ra, đặng ngài bị thua, rút quân vào chạy Kỳ Sơn không ra nữa. Khương Duy sai quân vây đánh bốn mặt, nói về hậu chủ ở thành đô, tin nghe lời hoạn quan là hoàng hỏa, say mê tửu sắc, không coi gì đến sự triều đình. Bấy giờ, đại thần lưu diễm, có người vợ là Hồ Thị, nhan sắc rất đẹp, nhân vào cung trầu bà hoàng hậu, ở lại một tháng mới ra. Diệm nghi vợ tư thông với hậu chủ, sai 500 quân sĩ giản ra trước mặt, bắt vợ trói vào cột, cho quân mỗi người cầm giày đập vào mặt vợ vài cái người vợ ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần hậu chủ nghe chuyện nổi giận đưa diệm xuống hữu tư định tội hữu tư luận rằng vợ con không nên sai lính đánh mặt mũi không phải chỗ chịu đòn từ đó cấm các mệnh phụ không được vào chồng tuy vậy các quan thấy hậu chủ hoang dâm nhiều người có bụng nghi oán bởi thế người hiền ngày càng lui dần mà tiểu nhân ngày càng nhiều lên bấy giờ có hữu tướng quân là diêm vũ không có một chút công nào chỉ vì a dua với hoàng hảo làm nên chức to vũ nghe khương duy thống quân ở kỳ sơn bèn bảo hoàng hảo tâu với hậu chủ rằng khương duy đánh mãi không nên công việc gì nên cho diêm vũ thay chân hậu chủ nghe lời sai sứ mang chiếu ra đòi khương duy về duy đang đánh chạy kỳ sơn một ngày tiếp ba đạo chiếu đến đòi về duy phải tuân mệnh cho quân ở diêu dương lui về trước rồi cùng với trương dực từ từ về kéo về sau đặng ngài ở trong trại, cả đêm thấy còi trống vang tai, không biết ý tứ làm sao. Đến sáng, có người báo quân thục rút cả rồi, chỉ còn cái xác trại bỏ lại. Ngải Nhi có mưu mẹo gì, không dám đuổi theo, Khương Duy về đến Hán Trung, cho quân sĩ đóng lại nghỉ ngơi, còn mình đi với sứ giả vào thành đô ra mắt với hậu chủ. Hậu chủ luôn một chặp 10 ngày không ra chồng, Duy trong lòng nghi hoặc, chưa biết vì cớ gì. Hôm ấy, Duy tự trong chiều ra đến cửa Đông Hoa, gặp quan bí thư lang là khước chính. Duy hỏi, thiên tử đòi tôi đem quân về. Ông có biết vì cớ làm sao không? Chính cười nói, việc ấy, đại tướng vẫn chưa biết à. Hoàng hảo muốn cho Diêm Vũ lập công, tâu với triều đình, đòi tướng quân về. Định cử Diêm Vũ ra thay chân. Nhân nghe tiếng đặng ngài giỏi việc dùng binh, cho nên lại dìm việc ấy đi, không nói đến nữa. Duy nổi giận, nói, ta phải giết chết đứa hoạn thụ này mới nghe. Khước chính can rằng, đại tướng quân kế việc của võ hầu, trách nhiệm to lớn, chớ nên vội vàng. Ví dụ thiên tử không nghe, lại hóa ra lở việc. Duy thả ơn nói, lời của tiên sinh rất phải. Hôm sau, hậu chủ cùng với hoàng hạo ăn yến ở hậu viên. Duy dẫn vài người đến thẳng ngay ở đấy. Có người nói với hoàng hảo, hạo vội vàng tránh ra ngoài cạnh núi giả trong hồ. Duy đến dưới dinh, lại hậu chủ khóc tâu rằng tôi vây đặng ngài ở trại kỳ sơn bệ hạ dáng ba đảo chiếu đòi tôi về không biết bệ hạ dạy việc gì thế hậu chủ ngồi im duy lại tâu rằng hoàng hạo gian rào chuyên quyền chẳng khác gì lũ người quan thường thị đời vua linh đế xin bệ hạ gần thì soi đến việc trương nhượng xa thì soi đến việc triệu cao sớm giết tên ấy đi thì triều đình tự nhiên thanh bình mà trung nguyên mới có thể khôi phục được Hậu chủ cười rằng, hoàng hảo chẳng qua là một đứa tiểu thần sai khiến, dù có chuyên quyền, cũng không làm gì. Trước kia đồng doãn cư nhiến răng căm tức với hoàng hảo, chấm lấy làm lạ lắm. Người can chi phải bận lòng, duy gối đầu tâu rằng bệ hạ không giết hoàng hảo ngay đi, thì vạ đến nơi đấy. Hậu chủ nói, yêu người muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết, ngươi sao lại không dung một đứa hoạn quan thế? Liền sai tên cận thị ra cạnh núi gọi hoàng hảo vào trong dinh bắt phải lại khương duy mà chịu lỗi hảo vừa lạy vừa khóc rằng chúng tôi sớm tối hậu hạ thánh thượng mà thôi tịnh không dám can dự gì đến chính sự tướng quân không nên nghe người ta nói rằng mà giết oan tôi nói xong dập mãi đầu xuống đất sụt sùi khóc lóc duy căm tức trở ra đến chơi khước chính thuật lại chuyện ấy chính nói Và tướng quân gần về đến nơi rồi tướng quân mà nguy thì nhà nước cũng đổ Duy nói, xin tiên sinh dạy cho tôi mẹo nào vừa giữ vững được nước lại vừa yên được thân. Chính nói, ở xứ Lũng Tây có một khu đất gọi là xứ Đạp Trung, đất cát màu mỡ lắm. Tướng quân nên bắt trước việc đồn điền của võ hầu, tâu với thiên tử, ra đấy mà đóng đồn làm ruộng. Một là được lúa để cấp cho quân ăn, hai là mon meo lấn được các quận ở Lũng Hiểu, ba là người ngụy thấy tướng quân ở đấy, không dám nhìn đến Hán Trung, bốn là tướng quân cầm binh quyền ở ngoài không ai mưu hại có thể lánh được vạ đó là mẹo giữ nước yên thân đấy tướng quân nên sớm liệu đi duy mừng rỡ tạ rằng lời tiên sinh thật là vàng ngọc hôm sau khương duy dâng biểu tâu với hậu chủ xin ra làm đồn điền ở đạp trung bắt trước võ hầu khi xưa hậu chủ nghe lời cho đi duy về hán trung hội các tướng lại bảo rằng ta luôn mấy năm ra quân vì không đủ lương cho nên chưa thành công nay ta đem tám vạn quân ra đạp trung đóng đồn làm ruộng Thong thả sẽ tiến binh các tướng binh mãi mỏi mệt nay hãy thu quân chứa thóc lui giữ hán trung nếu có quân ngụy vào cướp họ vận lương từ nghìn dặm đến đây trèo non vượt núi tất phải mệt nhọc mệt nhọc tất phải rút về bấy giờ ta sẽ thừa cơ mà đánh thì chắc phá được bèn sai hồ tế đóng ở thành hán thọ vương hàm giữ lập thành tưởng mân giữ hán thành tưởng thư phó thiêm giữ cửa ải phân phát đâu đấy duy dẫn tám vạn quân đến đạp trung cấy lúa để nghĩ kế lâu dài về sau đây nói đặng ngài nghe khương duy đóng đồn làm ruộng ở đạp trung lập hơn bốn chục đồn liên tiếp với nhau như hình con rắn dài ngài cho mật thám vào tận nơi xem xét địa thế vẽ ra một bức địa đồ rồi dâng biểu tâu về tấn công là tư mã chiêu xem biểu nổi giận mà rằng khương duy năng đến xâm phạm trung nguyên nếu không trừ xong đó là một sự lo trong ruột gan đấy Giả sung nói, Khương Duy học được phép của võ hầu, khó lòng đánh được. Nên tìm một người trí dũng, cho sang tận đó mà đâm chết đi, thì mới khỏi được việc binh đao khó nhọc. Tổng sự trung lang là tuân húc thưa rằng, cây ấy không ra gì. Hiện nay thuộc chủ ham mê tửu sắc, tin dùng hoàng hảo, đại thần đều mang lòng trốn tránh. Chính là mẹo để lánh vạ đấy. Nếu sai đại tướng sang đánh thì chắc là được, can gì phải dùng đến thích khách làm chi? chiêu cười nói người nói phải lắm nhưng ta muốn đánh thục nên dùng ai làm tướng cho được tuần húc thưa đặng ngài là người tài giỏi trong đời nên sai hắn làm đại tướng trung hội làm phó tướng thì việc lớn chắc xong chiêu mừng nói người nói hợp ý ta lắm liền gọi trung hội vào hỏi rằng ta muốn sai người làm đại tướng sang đánh đông ngô có đi được không hội thưa chúa công chắc không phải muốn đánh ngô tất là muốn đánh thục chiêu cười ầm lên rằng, người thật là biết đến ruột ta, như muốn đánh thục, nên dùng trước gì? Hội thưa, tôi đồ rằng chúa công muốn đánh thục, nên đã vẽ sẵn địa đồ nước thục đem đến đây. Chiêu mở ra xem, nội bao nhiêu chỗ lập đồn cắm trại chứa lương thảo, đường nào nên tiến, đường nào nên lui, vẽ rành giọt từng tí. Chiêu mừng nói, người thế mới thực sự là tướng giỏi, người nên hợp binh với đặng ngải sang đánh thục thế nào? Hội thưa, đường vào thục xuyên lắm lối không chỉ có một đường, nên cho tôi cùng đặng ngài chia binh, mỗi người tiến quân một mặt trận thì hơn. Triều liền phong trung hội làm chấn Tây tướng quân, ban cho tiết Việt, đôn đốc hết quân mã quan trung, có quyền sai khiến được các sứ thanh, từ, duyên, dự, kinh, dương mặt sai người cầm cờ tiết ra phong đặng ngài làm trinh Tây tướng quân. đồ đốc quân mã lũng thượng ở quan ngoại hẹn ngày cất quân sang đánh thục. Hôm sau tư mã chiêu bàn việc ấy trong chiều tiền tướng quân là đặng đôn thưa rằng khương duy hay phạm vào trung nguyên quân ta tổn thiệt rất nhiều nay giữ mình còn chưa xong sao lại xa vào nơi núi non hiểm trở để rước lấy vạ ư chiêu giận nói ta muốn cất quân nhân nghĩa đánh chủ vô đạo sao ngươi dám trai ý ta liền quát võ sĩ lôi đặng đôn ra chém một lát nộp đầu dưới thềm ai nấy đều sợ mất vía chiêu nói ta từ khi đánh phương đông trở về nghỉ ngơi sáu năm luyện binh sửa giáp đâu đấy đủ cả. Ta muốn đánh ngô, thục đã lâu, nay nên trước đánh tây thục, rồi thừa thế thuận dòng hai mặt thủy lục cùng tiến sang đánh đông ngô, đó là lối diệt quắc lấy ngô đấy. Ta đổ rằng tướng sĩ tây thục, giữ ở thành đô độ 89 vạn, giữ ngoài biên cảnh độ 45 vạn. Nay ta đã sai đặng ngài dẫn hơn 40 vạn quân ở quan ngoại, lũng thượng chặn Khương Di ở Đạp Trung, khiến hắn không về được mặt đông ta lại sai trung hội dẫn hai ba vạn tinh binh ở quan trung, đến thẳng ba con đường lạc cốc, để giúp hán trung. Thuộc chủ là lưu thiện ngu tối, biên thành vỡ mé ngoài, nhân dân nộn mặt trong, nước chắc mất chứ còn gì. Chúng đều chịu là cao kiến, lại nói trung hội lĩnh ấn trinh tây tướng quân, cất quân sang đánh thục. Hội sợ mưu cơ của mình lộ ra ngoài, mới giả tiếng đánh ngô, sai các sứ thanh, duyên, dự, kinh, Dương Tu nhặt thuyền bè ở ven biển các châu văn, lai. Từ mã chiêu không hiểu ý làm sao, đòi trung hội vào hỏi rằng, người đi đường bộ vào lấy xuyên, can chi phải đóng thuyền. Hội thưa, nếu tục nghe ta đến đánh, tất tất phải cầu cứu ngô, cho nên tôi làm ra như thế đánh ngô, để cho ngô không dám động đậy. Trong một năm thục đã phá xong, mà thuyền cũng đóng đủ, nhân thể sang đánh ngô, chẳng tiện lắm ư. Ừ. Chiều mừng lắm, kén này cất quân. Năm cảnh nguyên thứ tư nhà ngụy, ngày 3 tháng 7, mùa thu, trung hội cất quân lên đường. Tư mã chiêu đưa ra khỏi thành người dạm mới trở về. Tây Tào Duyện là thiệu đệ nói nhỏ với Tư Mã Chiêu rằng, Chúa Công sai trung hội lĩnh 10 vạn quân sang đánh thục. Tôi thiết tưởng hội chi lớn, bụng cao, không nên cho cầm quyền to một mình. Chiêu cười, nói, ta há chẳng biết hay sao, đệ nói, Chúa Công đã biết như thế, sao không sai người nữa cùng lĩnh chức ấy lúc đó chiêu mới nói rõ mọi lẽ để cho thiệu đễ khỏi nghi ngại, ấy là, rủi dòng mới mở đường quân sĩ, hay giờ đà soi ruột tướng quan, chưa biết nói năng ra sao, xem hồi sau phân giải. Hồi 116, đường Hán Trung, Trung hội chia quân, núi định quân, võ hầu hiển thánh, từ mã chiêu nói với thiệu đễ rằng, trong chiều lắm người nói không nên đánh thục, thế là nhút nhát. Nếu cho họ đánh gượng tất thua, chỉ có Trung hội bày kế đánh thục, thế là không nhát không nhát thì chắc phá được thục. Thục vỡ rồi, người tục ruột gan tan nát, tướng đã bị thua không còn nói là dũng, quan đã mất nước, khó lòng nghĩ khôn, dù cho trung hội có bụng nào, người thục giúp làm sao được. Đến như người ngụy đánh thắng rồi, tất mong về, quyết không chịu theo trung hội làm phản, thì cũng không phải lo đến nữa. Ta chỉ nói mình ngươi biết thôi, chớ có để lộ ra ngoài. Thiệu đệ bái phục, nói về trung hội hạ trại đâu đấy lên chứng hội các tướng lại truyền lệnh. Bấy giờ có giám quân vệ quán, bộ quân hồ liệt, đại tướng là bọn điền tục, bàng hội, điền trương, viên tĩnh, khâu kiến hạ hầu hàm, vương mãi, hoàng phù khải, cầu an, cả thầy hơn 80 viên. Hội truyền lệnh rằng phải có một đại tướng làm tiên phong, đi đến đâu gặp núi phải mở đường, gặp sông phải bắc cầu, có ai dám nhận việc ấy không? Một người bước ra thưa rằng tôi xin lĩnh chức ấy, hội nhìn xem, té ra con hổ tướng hứa chữ là hứa nghi. Chúng đều nói, phi người ấy không ai làm nổi tiên phong, hội nói, người là tướng mình hổ tay vườn, cha con cùng có tiếng cả. Này các tướng đã bầu cho ngươi, ngươi nên đeo ấn tiên phong này, lĩnh 5.000 quân mã, 1.000 quân bộ, đến thẳng Hán Thùy. Quân chia làm ba đường, ngươi lĩnh trung quân ra đường tà cốc, tả quân ra đường lạc cốc, hữu quân ra hang tí ngọ. Ba đường đều núi non gập ghềnh, Ngươi phải bắt san phẳng đường cái, sửa sang cầu cống dọn đá pha núi, chớ để trở ngại, nếu trái lệnh sẽ chiếu quân pháp trị tội. Hứa Nghi lĩnh mệnh, dẫn quân đi trước, trung hội kéo 10 vạn quân đi sau, nói về đặng ngải ở Lũng Tây, nhận chiếu đánh thục sai Tư Mã Vọng giữ mặt Dựa Khương, lại sai Thứ sử Ung Châu là Gia Cát Tử, Thái thú Thiên Thủy là Vương Kỳ, Thái thú Kim Thành là Dương Hân, người nào cũng phải khởi quân mã bản hộ, chờ lệnh sai khiến khi quân mã họp đông cả đặng ngài đêm nằm mơ thấy trèo lên một chai núi cao nhìn vào hán trung chợt ở dưới chân có một ngọn suối chảy tóe ra như thác giật mình tỉnh dậy mồ hôi toát ra như tắm ngài ngồi đợi cho đến sáng gọi hộ vệ là thiệu hoãn vào hỏi hoãn vốn tinh hiểu dịch lý ngài kể lại mộng ấy muốn đoán xem hay giờ làm sao hoãn nói kinh dịch có câu trên núi có nước là quẻ kiền quẻ ấy lợi về mặt tây nam không lợi về mặt đông bắc đức khổng tử giải nghĩa rằng quẻ kiền lợi mặt tây nam nghĩa là đi thì có công không lợi về mặt đông bắc nghĩa là đi ra đó thì đường cùng cứ như mộc ấy tướng quân đi chuyến này tất là đánh được thục nhưng chỉ e không trở về được mà thôi ngài nghe nói buồn giàu không vui chợt có hịch của trung hội đưa đến hẹn cất quân cùng đến cả hán trung ngài mới sai ra cát tự dẫn 15.000 quân, trước hết chặn đường Khương Duy về. Sai Vương Kỳ dẫn 15.000 quân tự mé tả đánh vào đạp trung, khiên hoàng dẫn 16.000 quân từ mé hữu đánh đền đạp trung, lại sai Dương Hân dẫn 15.000 quân đón đánh sau lưng Khương Duy ở Cam Tùng. Ngài tự dẫn ba vạn quân đi lại tiếp ứng cho các mặt, nói về trung hội khi cất quân đi, các quan tiễn ra ngoài thành. Tình kỳ dợp trời, gương giáo sáng quắc quân mã hùng tráng, oai phong lẫm liệt lắm, ai cũng nức nở khen ngợi, chỉ có tham quân là Lưu Thực Tùng tìm cười nhạt, không nói câu gì. Thái úy vương tường thấy Lưu Tục cười mát làm vậy, đến gần ngựa cầm tay thực hỏi rằng, Trung, đặng hai người đi chuyến này thế nào? Thực nói, chắc phá xong thục, nhưng chỉ ngại không ai trở về được đến nhà. Vương tường hỏi cớ làm sao, Lưu Tục chỉ cười không nói. Khi quân ngụy đã kéo đi, có quân tế tác báo tin ấy vào đạp chung cho Khương Duy biết. Duy lập tức dâng biểu tâu với hậu chủ, xin giáng chiếu sai tả sa kỵ tướng quân là trương dực lĩnh quân giữ cửa ải Dương Bình, hiểu sa kỵ tướng quân là liêu hóa lĩnh quân giữ cầu âm Bình. Hai sự ấy là khâu yếu, nếu để mất thì Hán Trung cũng không giữ được. Một mặt sai người sang ngô cầu cứu, còn Duy thì cất quân đạp trung ra chống giặc. Bấy giờ hậu chủ cải năm cảnh diệu thứ sáu làm năm viêm hư mờ gờ thứ nhất, ngày ngày cùng với hoạn quan hoàng hạo vui chơi ở trong cung. Khi ấy tiếp được biểu của Khương Duy liền hỏi hoàng hạo rằng nước ngụy sai trung hội, đặng ngài đem đại quân chia đường vào cướp nước ta, làm thế nào bây giờ? Hạo tâu rằng đây là Khương Duy muốn lập công, cho nên dâng biểu này, xin bệ hạ khoan tâm, chớ nên lo nghĩ. Tôi nghe ở trong thành có một bà đồng, thờ một vị thần, biết trước việc hay giờ, bệ hạ nên cho đòi vào mà hỏi. Hậu chủ nghe lời bày đồ hương hoa, vàng nến ở hậu điện và đồ tế vật, rồi sai hoàng hạo đón bà đồng vào cung mời ngồi trên sập rồng. hậu chủ đốt hương khấn vái, mà đồng bỗng dưng xóa tóc nhảy lên điện, múa may diễu lượn ở trong hương án vài chục vòng. hạo nói đó là thần đã giáng đấy, bệ hạ nên cho tả hữu ra ngoài, rồi ngài thân vào mà kêu khấn. hậu chủ đuổi thị thần ra rồi lại hai lại kêu khấn. bà đồng thét lên rằng ta là thổ thần ở xứ tây xuyên này đây. Bệ hạ vui vẻ thái bình, can gì phải hỏi đến việc khác. Sau vài năm nữa, bờ cõi nước ngụy cũng về tay bệ hạ. Bệ hạ không phải lo chi, nói đoạn, ngã xuống đất, mê man nửa giờ mới tỉnh. Hậu chủ mừng lắm, ban thường cho bà đồng rất hậu. Từ đó tin lời đồng bóng, không nghe lời Khương Duy, ngày nào cũng mở tiệc vui chơi. Khương Duy mấy phen tâu về, đều bị hoàng Hảo dìm đi, vì thế hỏng cả việc lớn đây nói trung hội kéo quân lần lần đến Hán Trung, tiên phong hứa nghi muốn lập công đầu, lĩnh quân đi trước đến Nam Trịnh. Nghi bảo với các tướng rằng đi qua cửa ải này, tức là Hán Trung rồi, quân mã không có bao nhiêu, chúng ta nên cố sức cướp lấy. Các tướng tuân lệnh, kéo ua vào cả, tướng giữ ải là lưu tốn, biết trước quân ngụy sắp đến, đã phục sẵn quân sĩ ở hai bên cầu gỗ trước ải, dàn sẵn nỏ bắn 10 tên một lượt của võ hầu để lại quân của Hứa Nghi vừa đến nơi, nổi một hiệu cồng, hai bên tên đạn bắn ra như mưa. Nghi vội rút về, thì vài mươi tên kỵ đã bị bắn chết. Quân Ngụy thua chạy, Nghi về báo với trung hội, hội dẫn hơn 100 giáp sĩ dưới trướng cưỡi ngựa đến xem, quả nhiên cung nỏ bắn ra dữ lắm. Hội quay ngựa về, Lư Tốn ở trên ải dẫn 500 quân đánh xuống. Hội quất ngựa, chạy qua cầu, đất lở sụt xuống, chân ngựa móc vào khe cầu, không cất lên được hội phải nhảy xuống ngựa chạy bo lư tốn đuổi kịp cầm thương phóng theo không ngờ bị tướng ngụy là tuân khải quay mình bắn một phát lư tốn trúng tên ngã ngựa trung hội thừa thế thúc quân quay lại cướp ải nhân có quân thục ở trước mặt không dám bắn tên ra bị trung hội đánh tan cướp ngay được ải trung hội cất tuân khải lên làm hộ quân thường cho một bộ yên cương và khôi giáp rồi gọi hứa nghi đến mắng rằng ngươi làm tiên phong lẽ phải gặp núi mở đường qua sông Bắc Cầu. Chỉ có một việc sửa sang đường xá cho tiện quân đi, thế mà ta vừa bước chân lên cầu đã bị sụt mắc chân ngựa, suýt nữa xa xuống, giá không có tuân khải thì ta đã bị giết rồi. Người làm trái quân lệnh, phải theo quân pháp mà trị tội mới được. Nói đoạn, quát tả hữu lôi hứa nghi ra chém, các tướng can rằng cha hắn là hứa chử có công to với triều đình, xin đô dốc hãy khoan thứ cho. Hội nổi giận, nói quân pháp không minh, thì sao sai khiến được mọi người bèn sai chém đầu hứa nghi dân chúng các tướng ai nấy đều sởn gai ốc bấy giờ tướng thục là vương hàm giữ lạc thành tưởng mân giữ hán trung thấy quân ngụy thế to lắm không dám ra đánh chỉ đóng chặt cửa giữ vững trung hội truyền lệnh rằng việc binh cốt phải nhanh không được trì hoãn bèn sai tiền quân lý phù vây lạc thành hộ quân tuân khải vây hán thành hội tự dẫn đại quân đến lấy cửa dương an tướng giữ dương an là phó thiêm và phó tướng là tưởng thư, hai người bàn kế chiến thủ với nhau. Tưởng thư nói quân ngụy từ xa lại đây, tất nhiên mỏi mệt, dù nhiều cũng không đáng sợ. Chúng ta nếu không xuống ải mà đánh, thì hai thành hán, lạc đều hỏng cả. Tưởng thư nín lặng, không nói gì, chợt có tin báo quân ngụy đã đến trước ải. Tưởng, phó hai tướng lên ải đứng xem, trung hội trò roi lên gọi rằng tà này thống lĩnh 10 vạn quân đến đây, nếu các ngươi hàng sớm ngay đi thì cho giữ nguyên chức tước, nhược bằng ngu mê không hàng, ta phá vỡ quan ải, bấy giờ ngọc đá cũng đều tiêu thì đừng có kêu. Phó thiêm nổi giận, sai tưởng thư giữ ải, tự mình dẫn ba nghìn quân kéo xuống đánh. Trung hội rút chạy, phó thiêm đuổi theo, quân ngụy họp lại đánh, phó thiêm toàn chạy về thì đã thấy trên ải dựng toàn cờ hiệu nước ngụy cả rồi. Tưởng thư gọi rằng ta đã hàng ngụy rồi, thiêm nổi giận mắng lớn, quân vòng ân bội nghĩa kia con mặt nào trông thấy thiên hạ nữa. Liền quay ngựa lại, cố đánh nhau, quân ngụy vây kín cả bốn mặt, thiêm sông pha đánh giết, nhưng cũng không sao thoát được. Quân thục mười phần đã chết mất tám chín, thiêm ngẩng mặt lên trời than rằng ta sống làm tôi nhà thục, chết cũng nên làm ma nhà thục. Nói đoạn, lại thúc ngựa đánh giết, bị quân ngụy đâm trúng vài nhát dao, máu me loang cả áo giáp, cả con ngựa cưỡi cũng bị đâm ngã thiêm liền tự vẫn chết, có thơ than rằng, lòng chung trong một lúc, tiết nghĩa để nghìn thu, thả như phó thiêm chết, còn hơn sống tưởng thư, đây nói chung hội lấy xong được cửa dương an thu dược lương thảo, khí giới rất nhiều. Hội mừng lắm khao thưởng ba quân, đêm hôm ấy, quân ngụy ngủ cả trong thành dương an. Chợt trên mé tây nam có tiếng reo nổi lên như sấm, hội kiếp ra trước nghe ngóng, thì đều lặng ngắt như tờ, không thấy động tĩnh gì nữa quân ngụy sợ hãi cả đêm hôm ấy không dám ngủ từ canh ba trở đi lại nghe tiếng reo ở góc tây nam trung hội kinh hãi sai người dò thám người ấy về báo rằng đã đi xa ngoài 10 dặm tịnh không thấy bóng một người nào hội hồ nghi tự đẫn hơn 100 kỷ, nai nhịt gọn gàng đi về mé tây nam tuần tiều đến một chai núi thấy có sát khí bốn mặt bốc lên mây mù tỏa kín đình hội kìm ngựa lại hỏi quan hướng đạo rằng, đây là núi gì? Quan hướng đạo bẩm đây là núi định quân, ngày xưa hạ hậu uyên mất ở đây. Hội buồn giàu không vui, quay ngựa trở về, đi qua một sườn núi, bỗng dưng nổi cơn rông gió, rồi có vài nghìn kỵ ở mé sau theo chiều gió keo đến. Hội giật mình, tế ngựa dẫn quân cắm đầu chạy, các tướng ngả ngựa rất nhiều, về đến cửa ải, kiểm lại thì không thiệt một người nào, chỉ bị ngã xây mày sát mặt và rơi mất chờ mù mà thôi mọi người nói với nhau rằng trong đám mây mù có quân mã kéo đến. khi tới sát mình thì không thấy giết hại người, té ra chỉ là cơn gió lốc. hội hỏi hàng tướng là tưởng thư rằng ở núi định quân có thần miếu nào không? thư nói ở đây không có đình miếu nào, chỉ có mồi mộ ra cát hầu thôi. hội kinh hãi nói đây tất là võ hầu hiển thánh đó, ta phải thân vào tế mới được. hôm sau trung hội sai mổ châu và dùng đủ đồ tế vật đem đến trước mộ võ hầu tế bái. Hội thân vào lạy, khấn vái một hồi, tế xong, cơn gió giữa tắt ngay, mây mù quang đãng, Phây phẩy gió mát, điểm một vài hạt mưa lấm tấm, khí trời trong sáng như thường. Quân ngụy mừng lắm, cùng vào lại tạ rồi trở về doanh trại. Đêm hôm ấy, trung hội ở trong trướng, nằm ngủ trên kỳ, chợt thấy một cơn gió mát thoảng qua, rồi có một người đội khăn lượt, cầm quạt long, áo hạc, giày trắng, dài thâm, mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, mày thanh mắt sáng, mình dài tám thước, phớn phở như thần tiên, lưỡng thưởng bước vào trong trướng. Hội đứng dậy ra đón và hỏi rằng, ngài là ai đấy? Người ấy đáp rằng, sáng hôm nay, người có biết đến ta, vậy ta có vài lời bảo cho ngươi biết, nay lộc nhà Hán đã suy, mệnh trời không sao cưỡng được. Song nhân dân ở trong hai xuyên, mắc phải nạn binh đao, rất nên thương xót. Người có vào cõi này, chớ nên giết hại sinh linh. Nói xong, dù tay áo đi ra, hội muốn kéo lưu lại, thì sực tĩnh, té ra là một giấc mộng. Hội biết võ hầu linh ứng, kinh hãi không biết ngần nào, mới truyền lệnh dựng một lá cờ trắng ở trong quân, để bốn chữ, bảo quốc an dân. Quân đi đến đâu, cấm không được giết càn một người nào, hễ giết người phải đền mạng. Bởi thế nhân dân trong hán trung gia cả thành đón rước lại hàng, hội đều lấy lời an ủi không tơ hào phạm đến của dân. Người sau có thơ khen rằng mấy vạn âm binh giữ định quân, khiến trung hội phải tế linh thần, sống hay đặt kế phỏ vua Hán, chết vẫn còn lời giúp thục dân, nói về Khương Duy ở Đạp Trung, nghe tin quân ngụy kéo đến, liền truyền hịch cho Liêu Hóa, Trương Dực, Đồng Quyết dẫn quân đi tiếp ứng các mặt. Một mặt, dàn sẵn đợi quân ngụy, mộ y lát, quân ngụy kéo đến, Duy dẫn quân ra địch đại tướng ngụy là vương kỳ quất ngựa ra gọi rằng Tà này có trăm vạn đại quân nhìn viên thượng tướng chia làm hai mươi đường kéo sang đã đến thành đô rồi ngươi không hàng đi cho mau còn muốn kháng cự sao không biết lòng trời thế vậy duy nổi giận vác thương quất ngựa ra đánh nhau với vương kỳ chưa được ba hiệp kỳ tua chạy duy thúc quân đuổi theo đuổi hơn hai mươi dặm bỗng nghe chung trống rầm rĩ rồi một toán quân kéo ra trên cờ hiệu đề rõ thái thú lũng Tây là khiêm hoàng. Duy cười nói liền thúc quân đuổi giết, được 10 dặm nữa, thì gặp đặng ngài dẫn quân đến. Hai tướng đánh nhau lộn bậy. Duy hăm hở đánh nhau với đặng ngài hơn 10 hiệp chưa phân thắng bại. Bỗng lại nghe tiếng chiêng trống nổi lên ở mé sau, Duy vội vàng rút quân về thì hậu quân báo rằng, các trại ở Cam Tùng đã bị thái thú Kim Thành là Dương Hân đốt phá mất rồi. Duy giật mình, sai phó tướng Dương cờ hiệu của mình, ở lại chống nhau với đặng ngài, còn mình thì dẫn hậu quân quay về cứu trại Cam Tùng. Về đến nơi vừa gặp Dương Hân, Hân không dám giao chiến, chạy lẻn vào trong đường núi. Duy đuổi theo, đến dưới sườn núi, thì đá gỗ ở trên ném xuống như mưa. Duy không tiến lên được, phải trở về, đến nửa đường, thì đặng ngải đã đánh tan quân thục, rồi dẫn một đại đội đến vây khương Duy. Duy phá vỡ vòng vây, chạy về trại lớn, giữ vững chờ quân đến cứu chợt con ngựa lưu tinh về báo rằng trung hội đánh vỡ cửa dương bình tướng giữ ải tưởng thư hàng ngụy còn phó thiêm thì từ trận hán trung đã thuộc ngụy rồi tướng giữ lạc thành là vương hàm tướng giữ hán thành là tưởng mân thấy mất hán trung cũng mở cửa ra hàng nốt hồ tế không chống cự nổi phải chạy trốn về thành đô cầu cứu duy nghe báo giật mình sai lập tức nổ trại đêm hôm ấy quân đến cửa cương xuyên gặp dương hân dẫn quân chặn đường Duy nổi giận thúc ngựa vào đánh, mới hiệp một, Dương Hân đã thua chạy. Duy Dương cung bắn luôn ba phát không tin, tức mình bẻ cung vất đi, cầm thương sấn vào đuổi đánh. Không ngờ ngựa quỷ chân trước hất Duy ngã lăn xuống đất. Dương Hân vội vàng quay ngựa lại giết, Duy nhảy choàng dậy, đâm một nhát thương tin vào giữa chán Dương Hân. Quân ngụy kéo ùn cả đến, cứu được Dương Hân chạy đi. Duy nhảy lên ngựa của thủ hạ, toàn đuổi theo thì quân đặng ngài cũng vừa đến duy đầu đuôi không cứu được nhau bèn thu quân về cứu hán trung có tiểu mã báo tin thứ sự ung châu là gia cát tự đã chặn mất đường về rồi duy mới hạ trại giữ nơi núi hiểm quân ngụy đóng ở đầu cầu âm bình duy tiến thoái hết đường thở dài than rằng trời hại ta đây phó tướng là ninh tùy nói quân ngụy tuy chặn cầu âm bình của ta nhưng quân giữ ung châu rất ít tướng quân nếu từ trong hang khổng hàng đi tắt đến lấy ung châu gia cát tự tắt phải triệt quân âm bình về cứu bấy giờ tướng quân sẽ dẫn quân chạy ra giữ kiếm các thì hán trung có thể giữ lại được duy nghe lời liền kéo quân vào cửa hang khổng hàm giả vờ đến cướp ung châu quân tế tác báo với gia cát tự tự thất kinh nói ung châu là chỗ học binh của ta lỡ xảy ra sự gì triều đình bắt tội đến ta bèn rút đại quân đi đường phía nam về cứu ung châu chỉ để ít quân ở lại giữ cầu Khương Duy đi đường phía Bắc, ước được 30 dặm, biết rằng quân ngụy đã khởi hành, mới quay lại, đổi hậu đội thành tiền rồi, kéo về cầu âm bình. Quả nhiên, đại quân ngụy đã rút, chỉ còn lơ thơ một ít ở lại. Duy đánh giết một trận tan nát, đốt sạch cả doanh trại. Gia Cát tự trông thấy đầu cầu bốc cháy, bèn dẫn quân quay lại, thì quân Khương Duy đã đi được nửa ngày rồi, vì thế không dám đổi theo nữa. Lại nói, Khương Duy dẫn quân ra khỏi cầu, vừa đi được một thôi thì gặp Trương Dực, Lưu Hóa. Duy hỏi chuyện, Dực nói, Hoàng Hảo tin lời đồng cốt, không chịu phát binh cho. Tôi nghe tin Hán Trung nguy cấp, cất quân lại cứu, thì cửa Dương An đã bị Trung hội lấy mất rồi. Này nghe tướng quân bị vây ở đây, cho nên dẫn quân đến tiếp ứng. Hóa nói, này bốn mặt giặc vây mất cả, đường mang lương không đi được, chỉ bằng lui về giữa cửa kiếm các rồi sẽ liệu kế khác. Duy còn phân vân chưa quyết bề nào, chợt có tin báo chung, đặng ngài chia quân làm 10 đường kéo đến. Duy muốn cùng trương dực, liêu hóa chia quân ra địch. Hóa nói đất bạch thủy này hẹp hòi, không phải chỗ đánh nhau được, nên lui về giữa kiếm các là hơn, nếu mất nốt kiếm các, thì tuyệt hết đường đi lại. Duy nghe lời, dẫn quân kéo đến cửa kiếm các, gần đến nơi, bỗng thấy cỏi trống vang tai, tiếng reo như sấm tinh kỳ dựng lên tua tủa một toán quân chặn trước cửa ải. Đó là hán địa không còn nơi hiểm trở, kiếm môn bỗng nổi trận phong ba, không biết toán quân ấy là quân nào, xem hồi sau phân giải. Hồi 117, đặng sĩ tái lẻn qua núi âm bình ra cát chiêm chết tại thành miên trúc, nói về, vụ quốc tướng quân là đồng quyết, nghe tin quân ngụy chia làm 10 đường vào cõi, mới dẫn hai vạn quân giữ chặt cửa ải kiếm cát. Khi ấy trông thấy bụi bay mù mịt, tưởng là quân ngụy đã đến nơi mới dẫn quân ra ngăn giữ quyết ra trước trận trông xem té ra khương duy liêu hóa trương dực quên mừng lắm tiếp ba người lên ải khóc lóc kể lại việc hầu chủ tin nghe hoàng hào duy nói ông không phải lo nếu duy này còn sống quyết không để cho quân ngụy nuốt được nước thục ta đây nay hãy giữ ở đây sẽ tìm kế mà phá giặc quyết nói ở đây tuy có thể giữ được nhưng ở thành đô không có người nếu để quân giặc đánh úp dược, thì đại thế tan vỡ cả. Duy nói, ở thành đô núi non hiểm trở, không dễ mà vào lọt, bất tất phải lo chi. Đang nói chuyện, thì Gia Cát tự dẫn quân kéo đến dưới ải. Duy nổi giận, dẫn 5.000 quân kéo xuống, xông thẳng vào trận, đánh giết quân ngụy tan tành. Gia Cát tự thua to, rút lui ngoài 10 dặm hạ trại. Quân ngụy chết không biết bao nhiêu mà kể, quân thục cướp được ngựa xe và khí giới rất nhiều trung hội hạ trải, cách cửa kiếm 20 dặm, ra cát tự vào lại chịu tội. Hội mắng rằng ta sai ngươi giữ đầu cầu an bình, để chặn dưỡng Khương Duy kéo về, sao dám để cho hắn chạy thoát. Và ta chưa sai đến, sao dám tự tiện tiến binh, để đến nỗi thua to như thế này. Tự kêu rằng Khương Duy nhiều quỷ kế lắm, hắn giả danh đến cướp ung châu, tôi sợ ung châu mất, cho nên dẫn quân đi cứu, không ngờ hắn thừa cơ chạy thoát. Tôi nhân thế đuổi đến dưới ải, té ra lại bị thua. Hội nổi giận, sai lôi tự ra chém, giám quân là vệ quán can rằng tự tuy có tội, nhưng là người của đặng tướng quân. Tướng quân không nên giết, e tổn thương hòa khí hai bên. Hội nói, ta phụng minh chiếu của thiên tử và quân lệnh của tấn công, sang đây đánh thục, cho đến đặng ngài có tội ta cũng chém. Các tướng cố sức can ngăn, hội mới bắt ra cát tự bỏ và xe cùi, đưa về Lạc Dương để tấn công trị tội còn quân của tử, thì thu cả lấy làm bộ hạ sai khiến. Có người báo với đặng ngài, ngài nổi giận, nói rằng ta với nó phẩm tước ngang nhau, ta chấn ngoài biên thùy đã lâu, lập nên bao nhiêu công với nước, sao nó lại dám khinh ta quá thế? Con là đặng trung can rằng việc nhỏ không nhìn, thì hỏng đến việc lớn, phụ thân nếu khích nhau với trung hội, tất lỡ mất việc to của nhà nước. Xin phụ thân hãy nhịn đi một chút, ngài nghe lời, nhưng trong bụng vẫn căm, mới dẫn vài mươi quân kỵ đến chơi trung hội hội nghe tin ngài đến hỏi tả hiễu rằng đặng ngài đem quân đến đây nhiều hay ít tả Hữu bẩm rằng chỉ có vài mươi quân kỵ mã hội sai võ sĩ vài trăm người đứng sắp hàng dưới trướng ngài xuống ngựa đi vào hội ra đón tiếp ngài trông thấy quân oai nghiêm chỉnh trong bụng không yên mới nói khơi lên rằng tướng quân lấy được hán trung là một sự may mắn cho triều đình lắm nên nghĩ kế mà lấy kiếm các đi cho sớm hội nói, tướng quân nghĩ thế nào, ngài thoái thác hai ba lần, nói là không có tài cán gì. Hội cố hỏi gặng, ngài mới đáp rằng, cư ý tôi nghĩ, thì nên dẫn một đạo quân từ con đường nhỏ núi âm bình, lẻn ra Đức Dương Bình ở Hán Trung, rồi dùng kỵ binh, đến tắt chiếm lấy thành đô. Khương Duy tất phải rút quân về cứu, tướng quân sẽ thừa cơ lấy kiếm các, chắc thu được toàn công. Hội cảm mừng, nói kế của tướng quân hay lắm xin dẫn quân đi ngay cho, tôi ở đây chờ đợi tin mừng. Hai người uống rượu xong rồi biệt nhau, hội bảo các tướng rằng người ta ai cũng cho đặng ngài là giỏi, nay xem ra cũng không có gì. Chúng hỏi cớ làm sao, hội nói đường âm bình toàn thị núi cao non quạnh, quân thục chỉ độ trăm người giữ nơi hiểm yếu, chặn mất đường về, thì quân đặng ngải tự nhiên chết đói cả. Ta cứ đi theo đường cái, lo gì đất thục chẳng phá xong. Liền sai chế tạo những đồ thang mây, sàn pháo, đánh vào cửa kiếm các. Nói về đặng ngài ra khỏi cửa viên lên ngựa, ngoảnh lại hỏi đầy tớ rằng, trung hội coi ta thế nào? Đầy tớ bẩm xem dáng mặt và lời ăn tiếng nói thì hình như coi lời tướng quân không vào đâu, chẳng qua nói đãi bồi đó mà thôi. Ngài cười rằng nó đoán rằng ta không lấy nổi thành đô, nhưng để ta lấy cho nó xem. Ngài về đến trại, sư toàn, đặng trung tiếp vào hỏi rằng hôm nay bàn nhau với trung trấn Tây có cao luận gì không? ngài nói ta đem bụng thực nói với nó nó lại cho ta là tài hèn nó lấy được hán trung đã tưởng công to lắm nếu không có ta giữ chặt chân khương di ở đạp trung thì nó thành công sao được ta này đến lấy thành đô còn bằng vạn nó lấy hán trung kia đêm hôm ấy ngài truyền lệnh nhổ trại kéo ra đường nhỏ âm bình cách cửa ải kiếm các bảy trăm dặm hạ trại có người nói với trung hội rằng đặng ngài vào lấy thành đô hội cười ngài là đồ ngu lại nói đặng ngài viết thư, sai sứ về báo tin với tư mã chiêu, rồi hội các tướng lại hỏi rằng, nay ta muốn thừa cơ đến lấy thành đô, cùng với các ngươi lập công danh về lâu về dài, các ngươi có nghe ta không? Các tướng bẩm xin tuân lệnh tướng quân, dù chết cũng không từ, ngài mới sai con là đặng trung, dẫn ba ngàn tinh binh không mặc áo giáp, chỉ mang theo đục, búa, thủng quốc, phàm đi đến đâu, gặp núi non hiểm trở, thì phải xe núi mở đường hoặc đóng cầu Bắc Sàn để quân đi cho tiện. Lại kéo ba vạn quân, sai mang lương khô và thường trạc. Cứ đi được hơn trăm dặm, lại cho ba nghìn quân lập một ngọn trại ở lại. Tháng 10 năm ấy, ngài từ đường âm bình kéo quân đi. Đi hơn hai mươi ngày, ước bảy trăm dặm, toàn là chỗ non cao núi thẳm, không một bóng người. Quân ngụy đi dọc đường lập trại ở lại, chỉ còn hai nghìn quân mã, đến một con núi gọi là Ma Thiên Lĩnh, ngựa không sao đi được nữa ngài đi bộ trèo lên núi đứng xem, thấy Đặng Trung và bọn trang sĩ mở đường đang khóc lóc. Ngài hỏi tại sao, Đặng Trung kêu rằng sườn mé tây núi này toàn ngọn cao chót vót, vách đá dựng đứng, không sao mở được đường đi nữa, ổng phí mất biết bao nhiêu công lao, cho nên thương tiếc mà phải khóc. Ngài nói quân ta đến đây, đi được hơn 700 dặm rồi, qua khỏi chỗ này, tức là Giang Du, có lẽ nào trở lại. Bèn gọi các quân đến bảo rằng, không vào tận hang ổ, sao bắt được hổ con? Ta với các ngươi đã đến chỗ này, nên cùng phải cố sức, nếu thành công thì được hưởng phú quý với nhau. Chúng xin tuân lệnh, ngải mới sai quân sĩ lên cả trên sườn núi, nội bao nhiêu khí giới ném xuống trước, rồi ngải lấy chăn quấn vào mình, lăn xuống sau. Các tướng ai không có chăn thì quấn thừng, chạc vào lưng, rồi buộc đầu chạc lên cành cây lần lần mà tuột xuống, trông như chuỗi cá. Đặng Ngài, Đặng Trung và hai nghìn quân cùng năm nghìn tráng sĩ đều vượt qua ma thiên lĩnh, ai nấy đều chỉnh đốn áo giáp, cầm đồ khí giới tiến đi. Chợt trông thấy ở bên cạnh đường có một cái bia đá, trên khắc, bia này của thừa tướng Gia Cát Võ Hầu Đề. Dưới lòng bia có bốn câu rằng, hài hỏa mới dựng, có người qua đây, đôi sĩ tranh nhau, chẳng được mấy ngày. Ngải trông thấy văn bia giật mình, bèn vào lại mà rằng võ hầu thực là thánh thần ngài tôi không được thờ làm thầy tiếc thay người sau có thơ rằng âm bình chót vót ngất trời mây hạc kiếp non cao ngại cánh bay đặng ngài biết đâu người đến đó nào ngờ bia dựng đã bao dày đây nói đặng ngài qua khỏi núi âm bình dẫn quân đi dược một thôi thấy có một cái trại to bỏ không hỏi ra mới biết là khi võ hầu còn sống sai một nghìn quân giữ đường hẻm ấy nay tục chủ bỏ không giữ nữa ngài phàn nàn mãi không thôi rồi bảo với mọi người rằng chúng ta chỉ còn đường đi chớ không còn đường về nữa rồi đây trước mắt là thành giang du lương thóc đủ dùng chúng mày tiến lên thì sống lui về thì chết nên phải hết sức mà đánh mới được chúng cùng tình nguyện cố chết mà đánh ngải liền đi bộ dẫn hơn hai nghìn quân bất kỳ ngày đêm gấp đường đến thành giang du tướng giữ thành giang du tên là mã mặc nghe tin đông duyên mất rồi tuy có phòng bị nhưng chỉ phòng mặt đường lớn lại cậy có khương duy giữ chặt mặt kiếm các cho nên coi thường khi ấy hoặc luyện tập quân mã xong trở về nhà ngồi với vợ là họ lý sởi lò than đánh chén người vợ hỏi rằng thiếp nghe tình hình ngoài biên cấp lắm tướng quân không có ý lo lắng gì cả là cớ làm sao mặc cười công việc lớn đã có khương bà ước coi sóc rồi có việc gì đến ta người vợ nói đã đành rằng thế nhưng tướng quân giữ thành cũng là việc trọng mặc nói thiên tử tim nghe hoàng hảo chỉ say mê tửu sắc ta chắc cơ đồ hỏng đến nơi rồi nếu có quân ngụy đến đây chỉ hàng là hơn cả can gì phải lo lắng cho mệt người vợ nghe nói nổi giận phỉ nhổ vào mặt chồng mắng rằng người là đàn ông mang lòng bất trung bất nghĩa như thế uổng mất tước lộc của nước ta còn mặt mũi nào trông thấy ngươi nữa mã mặc thẹn đỏ mặt không biết nói làm sao chợt có tin báo rằng tướng ngụy là đặng ngài không biết đi lối nào đến đây dẫn hơn hai nghìn quân kéo ùa cả vào thành rồi mặc giật mình vội vàng ra lại xin hàng kêu rằng tôi có bụng muốn hàng đã lâu nay xin chiêu dụ hết nhân dân trong thành và quân mã bản bộ theo hàng cả tướng quân ngài cho hàng rồi thu hết quân mã trong thành để sử dụng và sai mặc mã làm quan hướng đạo có người báo rằng phu nhân mã mặc tự thắt cổ chết ngài hỏi duyên cớ mặc thuật lại chuyện trước, ngài khen là người trinh liệt, sai làm ma to tống táng, lại thân vào tế. Ai nghe thấy chuyện cũng than thở thương thay cho nàng ấy. Người sau có thơ rằng, hậu chủ u mê, hán ngả nghiêng, trời sai đặng ngài chiếm Tây Xuyên, tiếc thay ba tục nhiều danh tướng, thấy Lý Nương Nương chẳng dám nhìn, đặng ngài lấy xong thành giang du, mới cho tụ hội các quân ở đường âm bình, ở trong thành, rồi đến lấy bồi thành bộ tướng là điền tục can rằng quân ta vượt qua đường hiểm đến đây, sức mệt mỏi cả, nên hãy cho nghỉ ngơi vài ngày, rồi sẽ tiến binh. Ngài nổi giận, nói việc quân cốt phải nhanh chóng, ngươi làm sao nói cạn, làm nản lòng quân ta. Bèn quát tả hữu lôi ra chém, các tướng hết sức can ngăn mới thôi, ngài tự đốc quân đến bồi thành. Quan quân trong thành thình lình thấy quân kéo đến, tưởng là quân trên trời xa xuống, chưa kịp phòng bị nên phải ra thành xin hàng người thuộc phi báo về thành đô. Hậu chủ vội vàng đòi hoàng hạo vào hỏi. Hạo tâu rằng đó là họ đồn sàng đấy, thần thánh quyết không nói dối bệ hạ đâu. Hậu chủ sai đòi bà đồng trước lại hỏi, thì không biết trốn đi đâu mất rồi. Bấy giờ xa gần dâng biểu vào cáo cấp, dối rít như canh hẹ, sứ giả đi lại nườm nượp, không lúc nào dứt. Hậu chủ khai trầu, họp các quan lại bàn bạc, các quan được mặt nhìn nhau, không ai nghĩ được kế gì. Khước chính tâu rằng việc đã cấp lắm rồi, xin bệ hạ cho vời con võ hầu vào bàn kế đánh giặc. Nguyên con võ hầu là Gia Cát Chiêm, tự là Tư Viễn, mẹ họ Hoàng, con gái Hoàng Thừa Ngạn, mặt mũi xấu xa mà lắm tài lạ, thông hiểu cả thiên văn địa lý, phàm các sách thao lược, độn giáp, đều thuộc lầu lòng. Khi võ hầu ở Nam Dương, nghe tiếng là người tài, mới xin cưới làm vợ. Võ hầu học giỏi, cũng nhiều điều nhờ có phu nhân giúp đỡ sau khi võ hầu mất, phu nhân không bao lâu cũng từ trần. Khi hấp hối, chối chăn lại, chỉ lấy sự trung hiếu khuyên con. Chiêm thông minh từ tuổi nhỏ, lấy con gái hậu chủ được làm phò mã đô úy, về sau tập tước của cha cũng gọi là võ hương hồng. Năm cảnh diêu thứ tư được thăng làm hành quân hộ vệ tướng quân. Bây giờ, hoàng hạo cầm quyền, nên cho thác bệnh ở nhà hữu dưỡng. Khi ấy, hậu chủ nghe lời khước chính phát luôn ba đạo chiếu vời chiêm vào chiều bàn việc. Hậu chủ khóc, nói quân đặng ngài đã đóng ở bồi thành rồi, thành đô nguy cấp lắm. Người nên nghĩ tình tiên quân mà cứu chẫm với, chiêm cũng khóc mà tâu rằng cha con nhà tôi, đội ơn dày của tiên đế và của bệ hạ, dù gan nát óc lầy cũng không đền báo được. Vậy xin bệ hạ đem hết quân ở thành đô cấp cho tôi, tôi xin lĩnh quân đi, quyết một trận tử chiến với quân giặc hậu chủ tức thì cấp cho gia các chiêm bảy vạn tướng sĩ. Chiêm lại từ hậu chủ, thu xếp quân mã, rồi hội các tướng lại bảo rằng có ai dám tiên phong không, nói vừa dứt lời, một tướng trẻ tuổi bước ra tâu rằng phụ thân đã giữ đại quyền, con xin làm tiên phong. Chúng nhìn xem ai thì là gia cát thượng, con trường của chiêm. Thượng bấy giờ mới 19 tuổi, xem binh thư đã nhiều, mà võ nghệ cũng giỏi. Chiêm thấy con xin đi, mừng lắm, liền cho làm tiên phong, ngay hôm ấy đại quân rời thành đô ra chống quân ngụy. Đây nói đặng ngài được mã mặc dâng một bản địa đồ, suốt từ bồi thành đến thành đô, dài 360 dặm, phàm các chỗ sông núi hiểm trở, đường xá rộng hẹp, vẽ rành rọt từng ly. Ngài xem xong, thất kinh nói rằng ta bằng giữ mãi bồi thành, nếu có quân thục giữ chặn me núi trước, thì bao giờ mới thành công? Và lại dây dưa ngày tháng, Khương Duy kéo quân về thì quân ta nguy mất vội vã gọi sư toàn và đặng trung đến bảo rằng các ngươi nên dẫn quân đến tắt thành miên trúc mà đánh quân thục ta theo sau cũng dẫn quân đến ngay đấy chúng ngươi không được trễ nhát nếu để quân thục giữ trước đường hiểm yếu thì ta chém đầu đi đó hai người dẫn quân sắp đến miên trúc thì gặp ngay quân thục hai bên giàn trận sư toàn đặng trung kìm ngựa đứng trước cửa cờ thấy quân bên thục bầy thế bắt trận dứt ba hồi trống cửa cờ mở ra vài mươi viên tướng xung xít đẩy một cỗ xe bốn bánh, trên xe có một người ngồi chững chạc, tay cầm quạt lông mình mặc áo hạc, có một lá cờ vàng đề mấy chữ, hán thừa tướng võ cát hầu. Hai người rụng rời hết vía, mồ hôi đổ ra như tắm, ngoảnh lại bảo với các quân sĩ rằng té ra khổng minh vẫn còn sống, chúng ta chết cả đến nơi rồi. Lập tức quay về, quân thục thừa thế đánh tràn vào, quân ngụy thua chạy liềng xương Quân thục đánh đuổi hơn 20 dặm, gặp đặng ngài tiếp quân đến hai bên mới cùng thu quân ngài lên trướng ngồi gọi hai người vào mắng rằng hai chúng ngươi không đánh mà chạy ngay là cớ làm sao Chúng kêu rằng chúng tôi thấy trong trận thục có khổng minh cầm quân bởi thế mới chạy về ngài giận nói dù có khổng minh sống lại đi chăng nữa ta có sợ gì các ngươi dám khinh thường rút lui đến nỗi thua như thế nên chém để chỉnh quân pháp chúng cố sức ngăn ngài mới nguôi cơn giận ngài bèn sai người đi do thám, thì mới biết con khổng minh là gia cát chiêm làm đại tướng, mà con chiêm là gia cát thượng làm tiên phong. người ngồi trên xe là bộ tượng gỗ của khổng minh. ngài thấy thế, bảo với sư toàn, đặng trung rằng được thua chỉ cốt trận này, nếu không đánh thắng, thì quyết chém đầu đó. sư, đặng hai tướng lại dẫn một vạn quân ra đánh. gia cát thượng một ngựa một thương, tinh thần hăng hái, đánh gạt hai tướng ngụy đi gia cát chiêm thúc hai cánh quân xong vào trại ngụy đánh loạn xạ một hồi quân ngụy chết không biết bao nhiêu mà kề sư toản đặng trung hai người cùng bị thương chạy trốn chiêm thúc quân đuổi hơn hai mươi dặm mới trở về sư đặng hai tướng trở về ra mắt đặng ngài ngài thấy hai người cùng bị thương không trách mắng vội bàn với các tướng rằng thục có gia cát chiêm khéo nối được trí của cha đánh nhau hai phen giết hơn một vạn quân ta này nếu không trừ cho nhanh, tất sinh vạ lớn, giám quân là khâu bản tâu rằng, tướng quân sao không viết thư, sai người sang dụ có được không? Ngải nghe lời, viết thư sai sứ đưa sang trại thục. Tướng giữ cửa dẫn đến dưới chướng, dâng trình phong thư. Chiêm mở xem thư viết rằng, trình tây tướng quân đặng ngải Gửi thư tới dưới cờ của hành quân hộ vệ tướng quân Gia Cát Tư Viễn. Tôi nghe những bậc hiền tài thời nay, chưa ai sánh kịp tôn phụ của ông. Từ khi rời khỏi liều tranh, một lời đã chia làm ba nước, quét sạch kinh, ích, gây thành hiệp bá, xưa nay thật là ít có. Sau sáu lần ra kỳ sơn, không phải thiếu gì trí dũng, nhưng do số trời định sẵn. Nay hậu chủ nhu nhược, khí vua đã hết, ngải tôi phụng mệnh thiên tử, mang đại quân đánh thục, đều đã lấy được thành trì. Thành đô nguy trong sớm tối, sao ông không ứng mệnh trời, thuận lòng người, trọng nghĩa quay về ngài tôi sẽ tâu cho ông làm lang nha vương để dạng dỡ tổ tiên không dám nói hão xin ông xét kỹ chiêm xem thư xong nổi giận xé thư vất xuống đất quát võ sĩ chém sứ giả rồi cho đầy tớ sách đầu về cho đặng ngài ngài giận lắm muốn ra đánh ngay khâu bản can rằng tướng quân chớ nên ra vội nên dùng kỵ binh mà đánh ngài nghe lời sai thái thú thiên thủy là vương kỳ thái thú lũng tây là khiên hoàng phục hai toán quân ở mặt sau rồi tự dẫn quân đến Lúc ấy, chiêm đang trực khiêu chiến, chợt nghe báo đặng ngải tới. Chiêm nổi giận, liền thúc quân ra, song thẳng vào trận ngụy. Ngải thua chảy, chiêm thúc quân đuổi giết, bỗng nhiên hai toán phục đổ ra, quân thục đại bại, chạy vào thành nhiên trúc. Ngải sai quân bổ vây kín cả bốn mặt thành, ra cát chiêm thấy thế nguy cấp, sai bành hòa cầm thư sang đông ngô cầu cứu. Hòa đến đông ngô ra mắt ngô chủ là tôn Hưu dâm thư cáo cấp. Ngô chủ xem thư, bảo với quần thần rằng thục đã nguy cấp thế này, chậm lẽ nào ngồi nhìn cho đánh. Lập tức sai lão tướng Đinh Phụng làm chủ soái, Đinh Phong, Tôn Dị làm phó tướng, dẫn năm vạn quân đến cứu thục. Đinh Phụng lĩnh chỉ dẫn quân đi, chia cho Đinh Phong, Tôn Dị dẫn hai vạn quân tiến ra miện trung, mình thì dẫn ba vạn quân ra thọ xuân, chia làm ba đường vào cứu. Đây nói, ra các chiêm chờ đợi quân cứu mãi không thấy đến bèn bảo với các tướng rằng, ta giữ mãi ở đây cũng không xong, bèn để con là thượng cùng với thượng thư Trương Tuấn giữ thành, còn mình nai nịt lên ngựa, dẫn quân mở toang ba cửa kéo ra. Đặng ngài thấy quân thục kéo ra, bèn rút quân lui về. Chiêm hăng sức thúc quân đuổi đánh, bỗng nổi một hiệu pháo, quân bốn mặt vây kín cả lại. Chiêm dẫn quân tả sung hữu đột, giết chết quân ngụy vài trăm. Ngải sai quân bắn tên vào, quân thục tan vỡ chiêm bị trúng tên ngã ngựa kêu lên rằng sức ta đã kiệt rồi xin đem cái chết này để báo nước nói đoạn rút quân tự vẫn chết con là gia cát thượng thấy cha chết trong đám loạn quân nổi giận đùng đùng mặc giáp lên ngựa trương tuấn can rằng tiểu tướng chớ nên vội ra thượng than rằng cha con ông cháu nhà ta đều đội ơn sâu nhà nước nay cha ta đã chết với giặc rồi ta còn sống làm gì nói đoạn quất ngựa xông ra bị chết trong trận ngụy người sau có thơ khen cha con chiêm, thượng rằng có phải trung thần kém mẹo đâu, lòng trời không tựa vận viêm, lưu, mới hay con cháu nhà dòng dõi, tiết nghĩa còn lưu tiếng võ hồng, đặng ngài thương là người trung nghĩa, đem lại cha con hợp táng tại một nơi, rồi thừa cơ đánh miên trúc. Bấy giờ trong thành còn có Trương Tuấn, Hoàng Sùng, Lý Cầu, dẫn quân ra đánh. Quân thục có ít, không địch nổi quân ngụy, ba người cùng chết trận. Đặng ngài hạ được thành miên trúc, phao thưởng đâu đấy, lại dẫn quân đến thành đô. Ấy là, thử xem hậu chủ khi nguy biến, có khác lưu trương lúc nhiễu nhương, chưa biết thành đô sự thì làm sao, xem hồi sao phân giải. Hồi 118, khóc miếu tổ, lưu thầm tự tử, vào Tây Xuyên, Trung, Đặng Tranh Công lại nói, hậu chủ ở thành đô, nghe tin Đặng Ngài đã lấy được miên trúc, mà cha con gia cát chiêm đều chết trận cả rồi, sợ hãi không biết ngần nào, kiếp vời văn võ vào bàn bạc cận thần tâu rằng nhân dân ở ngoài thành già trẻ dắt díu nhau chạy loạn tiếng khóc vang động xa gần hậu chủ kinh hoàng sực lại có tiểu mã chạy đến báo rằng quân ngụy sắp đến dưới thành rồi các quan bàn rằng ở đây quân đơn tướng ít địch sao nổi quân ngụy không bằng bỏ thành đô chạy sang bảy quận xứ nam trung đất đó hiểm trở có thể giữ được nhân thể nguyện quân man về mà khôi phục cũng chưa muộn quang lộc đại phu tiêu chu nói không nên nam man vốn là quân phản chắc xưa nay không ân huệ gì với ta nếu ra nhờ họ tất sinh vạ to các quan lại tâu rằng thục ngô đã đồng minh với nhau nay việc kiếp lắm nên sang ở nhờ đông ngô cũng được chu lại can rằng từ xưa đến nay không có thiên tử nào đi ở nhờ nước khác bao giờ tôi chắc rằng ngụy lấn được ngô chớ ngô không lấn được ngụy nay xương thần với ngô là nhục một lần nếu ngô bị ngụy lấn nốt lại đi xương thần với ngụy là nhục hai lần, chi bằng hàng ngay ngụy đi. Ngụy tất cắt đất phong cho bệ hạ, như thế, trên giữ được tôn miếu, dưới yên được muôn dân. Xin bệ hạ nghĩ cho kỹ mà xem, hậu chủ phân vẫn chưa quyết, lui vào trong cung, hôm sau các quan lại bàn bạc. Tiêu Trù thấy việc đã cấp đến nơi rồi, lại dâng sớ cố khuyên hàng. Hậu chủ nghe dịu tai, sắp toan ra hàng chợt ở sau cánh bình phong có một người quát to lên mắng tiêu chu rằng quân hủ nho sợ chết kia sao dám nói cản đến việc to xã tắc từ xưa có thiên tử hàng bao giờ mà mày dám nói láo làm vậy hậu chủ nhìn lại xem ai té ra con thứ năm của mình là bắc địa vương lưu thầm rằng đại thần cùng bàn bạc nên hàng mày cậy sức lực khỏe mạnh muốn để cho máu chảy khắp cả thành trì ư thầm thưa rằng khi xưa tiên đế còn sống tiêu chu chưa từng được dự đến quốc chính nay dám bàn đến việc to mở mồm nói láo rất là vô lý tôi đồ rằng quân trong thành đô còn có vài vạn toàn quân của khương duy còn đóng ở kiếm các, nếu hắn biết quân ngụy phạm vào kinh thành tất phải vào cứu bấy giờ trong ngoài hợp vào đánh thì làm gì chẳng phá nổi giặc lẽ đâu nghe lời hủ nho mà coi thường cả cơ nghiệp của tiên đế cho được hậu chủ mắng rằng mày còn trẻ con biết đâu số trời thầm dập đầu xuống đất khóc rằng, nhược bằng thế cùng sức kiệt, vạ đến trước mắt, thì nên cha, con, vua, tôi dựa lưng vào thành mà đánh một trận. Thả rằng cùng chết cả với xã tắc, để xuống suối vàng ra mắt tiên đế, chớ có đâu lại chịu hàng. Hậu chủ nhất định không nghe, thầm khóc vang lên nói rằng, tiên đế gầy dựng nên cơ nghiệp không phải dễ dàng, nay một chốc đem quảng đi, ta thả chết, chớ không chịu nhục thế này hậu chủ sai cận thần dắt thầm ra ngoài cửa cung rồi bảo tiêu chu viết hàng thư sai thị trung trương thiệu phò mã đô úy đặng lương và tiêu chu mang ngọc tỷ đến lạc thành xin hàng bấy giờ đặng ngài mỗi ngày sai một trăm thiết kỵ lại dò thám trong thành đô khi trông thấy trong thành dựng một lá cờ hàng ngài mừng lắm một lát bọn trương thiệu đến ngài cho người ra đón vào ba người lại dưới thềm dâng trình ngọc tỷ và hàng thư ngài mở thư ra xem mừng rỡ không biết ngần nào, rồi nhận lấy ngọc tỷ, trọng đãi bọn trương thiệu, tiêu chu, đặng lương. Ngài lại viết thư trả lời, cho ba người cầm về thành đô để yên bụng chúng. Ba người lĩnh thư, từ về trình hậu chủ, và thuật lại chuyện đặng ngài đối đãi tử tế. Hậu chủ mở thư ra xem mừng lắm, liền sai thái bộc tưởng hiền cầm đạo sắc ra kiếm các bảo khương duy phải ra hàng quân ngụy cho sớm. Lại sai thượng thư lang lý Hồ giao sổ sách cho đặng ngài, cả thầy hai mươi tám vạn hộ số trai gái chín mươi ba vạn tướng sĩ mười vạn hai nghìn quan lại bốn vạn lương trong kho hơn bốn mươi vạn vàng bạc hai nghìn cân gấm vóc tơ lụa mỗi thứ hai mươi vạn tấm còn của khác trong kho không kể định ngày mùng một tháng chạp cả vua tôi ra hàng bác địa vương là lưu thầm nghe chuyện khi uất bốc lên ngùn ngụt đeo gươm vào cung vợ là thôi phu nhân hỏi rằng đại vương hôm nay sao trông sắc mặt khác lắm thế thầm nói quân ngụy sắp đến phụ hoàng đã đầu hàng rồi ngày mai thì vua tôi ra hàng xã tắc đổ mất từ đây ta muốn chết trước đi xuống đất theo với tiên đế chớ không chịu khuất với người khác thôi phu nhân khen rằng phải lắm phải lắm chết thêm mới đáng chết thiếp xin chết trước rồi đại vương hãy chết cũng vừa thầm nói phu nhân việc gì mà chết thôi phu nhân nói vương chết vì cha thiếp chết vì chồng nghĩa cũng giống nhau can gì phải hỏi nói đoạn đập đầu vào cột mà chết thầm giết cả ba con cắt lấy đầu vợ đem đến miếu chiêu liệt lại phục xuống đất khóc rằng cháu thấy cơ nghiệp về tay người khác nghĩ mà xấu hổ cho nên giết cả vợ con để khỏi vướng vít rồi cháu cũng xin đem một mạng để báo cái công đức của ông ôm mất khôn thiêng xin soi xét lòng này cho cháu thầm khóc lóc thê thảm một hồi nước mắt đỏ như huyết rồi tự vẫn chết người thục nghe chuyện ai cũng thương xót có thơ khen rằng vua tôi đành phận uốn lưng rồi, chùa xót lòng người, thế sự ôi, bờ cõi tây xuyên tan tự ngói, ruột gan bắc địa đức từng hồi, dãi niềm cay đắng kêu cùng tổ, đem nỗi sầu bi tỏ với trời, lẫm liệt anh linh còn sống mãi, ai hay vận hán sẽ suy đồi, hậu chủ nghe bắc địa vương tự vẫn rồi, sai người ma chay tống táng. Hôm ấy quân ngụy kéo đến, hậu chủ đem thái tử, các vương hầu và các quần thần hơn 60 người, tự trói mình lại, xe áo quan ra khỏi ngoài mươi dặm cửa bắt đầu hàng. Đặng ngài đỡ hậu chủ đứng dậy, thân cởi trói cho, sai đốt áo quan đi, rồi cùng với hậu chủ ngồi chung một xe vào thành. Có thơ than rằng ảo ảo quân ngụy tới thành đô, khuất tất bao nhiêu nỗi thẹn thò, hoàng hạo gian tà, hư việc nước, khương duy tinh tế, uổng tài to. Trung thành nghĩa sĩ lòng đau đớn, tiết liệt vương tôn trí kém thua, tiên tổ đắp xây công khó nhọc, thương thay một phút hóa ra cho nhân dân thành đô bày đồ hương hoa nghênh tiếp đặng ngài ngài phong hậu chủ làm phiêu kỵ tướng quân còn văn võ các quan cũng tùy người cao thấp cho làm quan cả ngài mời hậu chủ về cung rồi treo bảng yên dân thu nhận kho tàng lại sai thái thường trương tuấn ích châu biệt giá trương triệu đi ra chiêu an quân dân các quận một mặt sai người về lạc dương báo tin mừng đặng ngài nghe tiếng hoàng hảo là người gian hiểm muốn bắt đem chém Hạo đem vàng bạc đốt lót cho tả hữu đặng ngài, vì thế được thoát. Nhà Hán mất từ đấy. Người đời sau nhân chuyện nhà Hán mất mới làm thơ truy điệu nhớ tới võ hầu như sau: Chim cá còn ngờ sợ xứ xanh, gió mưa rong ruồi báo tin lành. Tượng tướng trên xe vung thần bút, hàng vương lơ láo chạy liều quanh. Quán nhạc có tài mà xấu xố, quan trường yếu mệnh dạ chưa đành. Thỏ ấy miếu đền toan phủ gấm, ngâm câu lương phủ hận bao năm nói về thái bộc là tưởng hiền đến kiếm các vào ra mắt khương duy truyền sắc mệnh của hậu chủ dụ khương duy hàng ngụy duy giật mình ngồi lặng đi không nói được câu gì các tướng nghe thấy vậy ai nấy đều trợn mắt nghiến răng dâu tóc dựng ngược rút gươm ra chặt xuống đá gầm lên rằng chúng ta còn đương cố chết đánh nhau làm sao đã hàng trước như thế các tướng khóc ôm cả lên tiếng vang xa ngoài mười dặm khương duy thấy nhân tâm còn nhớ nhà hán bèn lấy lời dỗ bảo các tướng rằng các tướng chớ lo tôi có một mẹo này có thể khôi phục lại nhà hán chúng hỏi xem mẹo làm sao duy ghé vào tay các tướng nói nhỏ mẹo mực rồi dựng ngay cửa hàng khắp trên cửa ải cho người xuống chạy trung hội báo tin trước rằng khương duy dẫn bọn trương dực liêu hóa đồng quyết đến xin hàng hội mừng lắm sai người đón khương duy vào trướng rồi hỏi rằng bà ước sao mà chậm chạp thế duy nghiêm sắc mặt ứa nước mắt mà rằng toàn thể quân sĩ nhà nước ở cả trong tay tôi, thế mà nay tôi phải hàng, đó cũng là sớm lắm đấy chớ. Hội lấy làm lạ, bước xuống vái Khương Duy, rồi đãi làm thượng khách. Duy nói với Trung hội rằng tôi nghe tướng quân từ khi đánh ở Hoài Nam đến giờ, tính không sót mẹo gì, họ tư mã được cường thịnh cũng do sức tướng quân cả. Cho nên tôi mới cam tâm cúi đầu mà hàng, chớ như đặng sĩ tái thì tôi quyết đánh đến chết thì thôi, đâu có chịu hàng. Hội liền bẻ mũi tên ăn thì, kết với Khương Duy làm anh em, thân thiết nhau lắm, rồi lại cho lĩnh binh như cũ. Duy trong bụng mừng thầm, cho tưởng hiền trở về thành đô. Đây nói đặng ngải phong cho sư toàn làm thứ sử ích châu, bọn khiêm hoàng, vương kỳ cùng được coi châu quận. Lại lập một tòa đền ở miên trúc để nêu chiến công của mình, mở tiệc to, hội các quan nước thục lại văn yến. Khi uống rượu được nửa chừng ngài trỏ vào các quan bảo rằng các người may mắn gặp ta mới được thế này, nếu gặp tay tướng khác thì tất chết cả. Các quan đứng dậy lại tạ, chợt có tưởng hiền đến báo tin Khương Duy đã đầu hàng trung trấn Tây rồi. Ngài vì thế căm tức trung hội, mới sai người đưa thư về Lạc Dương, tâu với tấn công tư mã chiêu. Chiêu mở thư xem, thư rằng thần là ngài thiết nghĩ rằng, việc quân trước hết phải hư trương thanh thế rồi sau mới đến việc thực. Này thừa thế mới bình song thục, nên cất quân sang đánh ngô đi, chính là một dịp tận thu gió. Nhưng sau việc to mới xong, tướng sĩ còn mỏi mệt, không nên dùng ngay, nên để hai vạn quân lũng hữu cùng hai vạn quân thục ở lại nấu muối, nung gạch, đóng tàu bè, dự bị kế xuôi dòng trường giang rồi hãy cho sứ sang dụ đường lợi hại, thì ngô không phải đánh cũng bình xong. Và lại nên hậu đãi lưu thiền, để giữ cho tôn hưu đến hàng, nếu đưa ngay lưu thiền về kinh thì không khuyến khích được lòng hàng của người ngô, vậy hãy cho ở lại thục, đợi sang tháng đông năm sau đến kinh cũng vừa. Này nên phong lưu thiền làm phù phong vương và cho của cải mà nuôi đầy tớ, phong cho con cái làm công khanh để tỏ sự quan tâm đến kẻ hàng thuận. Như thế người ngô sợ oai mến đức, tất phải theo nhau mà hàng cả. Từ mã chiêu xem xong, nghi đặng ngài có ý truyền quyền, mới viết một phong thư giao cho vệ quán, rồi dáng ngay chiếu phong đặng ngài chiếu rằng trình tây tướng quân là đặng ngài diễu võ dương oai xông pha vào sâu đất giặc khiến cho chúa tiếm hiệu phải trói cổ chịu hàng quân không đầy đủ đánh chẳng chọn ngày thế mà quét sạch được ba thục như cuốn mảnh chiếu quét đám mây dẫu bạch khởi phá nước sở hàn tím đánh được triệu cũng chưa sánh được công ấy vậy phong cho ngài làm thái úy hưởng lộc hai vạn hộ nữa phong cho hai con làm đình hầu mỗi người ăn lộc một ấp có nghìn hồ đặng ngài nhận chiếu xong vệ quán mới đưa phong thư tay của tư mã chiêu ra trong thư dặn ngài phàm việc phải đợi tô báo chớ tự tiện làm ngay ngài nói rằng tướng ở ngoài vô sai cũng có điều không chịu nay ta đã phụng chiếu chuyên việc đánh dẹp sao còn ngăn trở ta liền lại viết thư sai sứ đưa về lạc dương bấy giờ trong chiều nhiều người nói đặng ngài có ý muốn làm phản tư mã chiêu lại càng nghi lắm chợt có sứ đưa thư của đặng ngài đến chiêu mở ra xem trong thư nói rằng ngài phụng mệnh trinh tây đã dẹp được tên giặc cầm đầu nên cho quyền xử việc để yên tâm những kẻ mới theo về nếu đợi lệnh triều đình thì đường xã đi lại xa xôi dây dưa ngày tháng sách xuân thu có câu quan đại phu ra ngoài cõi nếu có tài yên xã tắc lợi nước nhà thì chuyên quyền cũng được nay ngô chưa quy phục thế tất kết liên với tục không nên câu chấp lệ thường để lỡ công việc theo binh pháp thì tiến không cầu danh lui không tránh tội ngài tôi tuy không giỏi bằng người xưa nhưng không thể nhún mình để thiệt cho nước nay xin gửi cáo trạng bày tỏ trước chờ lệnh thi hành chiều xem thư xong giật mình hỏi giả sủng rằng đặng ngài cậy có công sinh ra kiêu ngạo tự ý xử việc tình hình làm phản đã rõ rồi làm thế nào bây giờ Giả sủng nói, chúa công sao không phong ngay cho trung hội để đè nén đặng ngải đi. Chiều nghe lời, sai sứ mang chiếu ra phong cho trung hội là tư đồ, sai vệ mã giám đốc hai đạo quân mã, trao một phong thư cho quán để đưa hội, sai hội dò xét ngải, phòng có việc bất chắc gì chăng. Hội tiếp nhận tờ chiếu mở ra đọc, chiếu rằng, trấn tây tướng quân trung hội, tài năng vô địch, tiết chế các thành trì, bùa vây màng lưới, tướng thục nổi danh phải trói mình hàng phục mưu kế không thiếu sót điều gì, sai đâu được đấy. Nay cử hội làm tư đồ, tiến phong huyện hầu, phong hai con làm đình hầu, hưởng mỗi người một ấp nghìn hộ. Trung hội triệu phong, nhận chức đâu đấy, bàn với Khương Duy rằng đặng ngài công ở trên ta, lại được phong làm chức thái úy. Nay tư mã công nghi ngài có ý làm phản, nên cho vệ quán làm giám quân, lại xuống chiếu sai ta kiềm chế bớt đi. Bà ước có cao kiến gì chăng? Duy nói, tôi nghe đặng ngài xuất thân hèn hạ, thuở nhỏ đi chăn bò. Này cầu may từ đường tắt âm bình, viện cây vượt núi, lập được công to. Đó không phải giỏi giang gì đâu, chẳng qua nhờ hồng phúc nhà nước đấy thôi. Nếu không có tướng quân giữ nhau với tôi ở cửa kiếm cát, thì ngài thành công sao được? Này ngài định phong thục chúa làm phù phong vương là có ý muốn kết lấy nhân tâm nước thục, tình hình làm phản chẳng nói cũng đã rõ ràng. Tấn công sinh nghi, thật là phải. Hội nghe lọt tai mừng lắm, Duy lại nói, xin cho tả hữu ra ngoài, tôi xin thưa một việc cơ mật. Hội biển đuổi tả hữu đi hết, Duy thò vào trong tay áo, lấy ra một bức địa đồ đưa cho hội, và nói rằng, khi xưa võ hầu ra khỏi liều tranh, đem bản đồ này dâng cho tiên đế, và thưa rằng, đất ít châu đồng lầy ngàn dặm, dân nhiều, nước giàu, có thể làm dược bá nghiệp. Tiên đế nhân đó mới mở thành đô, đặng ngài thấy vậy, trách nào mà chẳng cuống người lên. Hội trò hỏi tình thế sông núi, Duy nói rảnh rọt từng tí. Hội lại hỏi rằng, này nên dùng trước gì mà trừ được ngài cho được. Duy nói, nên nhân lúc tấn công đang nghi ngờ, kiếp dâng biểu về mà kể cái tình hình làm phản của đặng ngài ra. Tấn công tất sai tướng quân đánh hắn, thì chỉ một trận là bắt được. Hội nghe lời, lập tức sai người mang biểu về Lạc Dương, nói đặng ngài chuyên quyền rông rỡ, kết hiếu với người thục, nay mai tất làm phản bởi thế văn quan trong triều ai cũng kinh hãi, hội lại sai người đón đường bắt lấy biểu văn của đặng ngài, rồi theo lối chữ của hắn mà viết lại thành các lời kiêu ngạo, để chứng thực lời của mình. Từ mã chiêu thấy văn biểu của đặng ngài bèn nổi giận, sai người ra truyền cho trung hội phải bắt đặng ngài. Lại sai giả sung dẫn ba vạn quân vào tà cốc, rồi chiêu cùng với ngụy chủ tào hoán ngự giá thân trinh. Tây tào diện thiệu để can rằng quân của trung hội, nhiều gấp sáu của đặng ngài sai hội bắt ngài cũng nổi, mình không can gì phải đi. Chiêu cười rằng, thê ra người quên mất lời ngày trước rồi à, trước người nói trung hội về sau tất làm phản, ta đi chuyến này không phải vì đặng ngài đâu, thực là vì trung hội đó. Để cười rằng, tôi sợ Minh Công quên rồi, cho nên hỏi ướm thế thôi. Này Minh Công đã có bụng ấy, xin hãy giữ bí mật, không nên nói lộ cho ai biết. Chiêu cho làm phải, liền cất đại quân lên đường, bấy giờ giả sung nghi trung hội sinh biến bèn nói nhỏ với tư mã chiêu. Chiêu nói, nếu ta sai ngươi đi, ta cũng nghi ngươi hay sao? Hãy để đến trường An, tự khắc minh bạch cả, có quân tế tác báo với trung hội là tư mã chiêu đã đến trường An. Hội vội vàng mời Khương Duy vào bàn bạc việc bắt đặng ngài. Ấy là, vừa xem Tây Thục Thu hàng tướng lại thấy trường An cất đại quân, chưa biết Khương Duy dùng mẹo gì bắt đặng ngài, xem hồi sau phân giải. Hồi 119, giả đầu hàng kế hay thành chuyện hảo nhường ngôi báu người sau học lối xưa trung hội mời khương duy bàn việc bắt đặng ngài duy nói nên sai giám quân vệ quán bắt ngài nếu ngài giết vệ quán thì quả thực là làm phản tướng quân sẽ cất quân đánh thì hơn hội mừng lắm sai vệ quán dẫn vài mươi người vào thành đô bắt cha con đặng ngài bộ tốt của vệ quán can rằng việc này là trung tư đồ muốn cho đặng trinh tây giết tướng quân đi để lộ rõ sự làm phản ra đấy thôi tướng quân chớ nên đi, quán nói, ta khắc có mẹo không sợ, liền viết hai ba mươi đạo hịch cho đưa đi trước. Trong hịch nói rằng, phụng chiếu bắt đặng ngài, không can gì đến người khác. Các tướng sĩ ai quy phục trước, thì giữ nguyên chức tức cũ, nếu không ra, sẽ phải giết cả ba họ. Lại đem theo sẵn hai cỗ xe củi, ngày đêm đi đến thành đô. Đến độ gà gáy sáng, các bộ tướng của đảng trông thấy văn hịch, đều đến lại trước ngựa vệ quán. Bấy giờ, đặng ngài con ngủ ở trong phủ chưa dậy quán dẫn vài mươi người xông thẳng vào tận giường nằm gọi to lên rằng ta phụng chiếu đến bắt cha con đặng ngài đây ngài giật mình choàng dậy nhảy xuống đất quán quát võ sĩ trói lại bỏ vào xe củi con là đặng trung chạy ra hỏi cũng bị trói nhốt vào củi nốt các tướng trong phủ hoảng sợ muốn ra cướp lại thì đã thấy bụi bay mù mịt trung hội kéo đại quân đến nơi trung thấy vậy tan đi mỗi người một ngà trung hội Khương Duy xuống ngựa vào phủ, thấy cha con của Đặng Ngài bị trói cả rồi. Hội cầm roi quật vào đầu Đặng Ngài, mắng rằng thằng bé chăn bò kia, sao dám hồn thế? Khương Duy cũng mắng rằng đồ sất phu liều lĩnh cầu may, này đã biết thân chưa? Ngài cũng mắng trả âm cả lên, hội sai giải hai cha con Đặng Ngài về Lạc Dương, rồi vào thành đô thu hết quân mã của Đặng Ngài, oai lừng lẫy xa gần. Hội bảo với Khương Duy rằng, này ta mới thỏa được lòng mong ước bấy lâu. Duy nói, ngày xưa Hàn Tín không nghe lời khoái thông, đến nỗi bị tai vạ cung vị ương, đại phu văn trùng không theo phạm lãi dạo chơi năm hồ, đến nỗi phải đâm cổ mà chết. Hai người ấy há chẳng hiền hách ư, chỉ vì không rõ đường lợi hại, liệu cơ cho sớm đây thôi. Này công lớn của ông đã thành rồi, oai lấn cả chủ, sao không chơi thuyền chu du đây đó cho rảnh thân, hoặc là lên núi Nga Mi theo ông xích tùng từ mà tiêu giao ngày tháng có hơn không? hội cười rằng, ông nói sai mất rồi, tuổi tôi chưa đến 4 tuần, còn mong làm nên thế này thế khác, đâu lại bắt trước những chuyện lui về an nhàn như thế được. Duy nói, nếu không lui về cho nhàn, thì phải toan ngay việc lớn. Tài sức minh công làm thừa đi rồi, không cần đợi đến lão phu phải nói nữa. Hội vỗ tay cười ầm lên rằng, bà ước biết đến ruột gan ta lắm, hai người từ đấy ngày nào cũng bàn bạc với nhau khương duy mật sai người đưa thư tâu với hậu chủ rằng xin bệ hạ hãy chịu nhục vài ngày duy sẽ khiến được xã tắc nguy rồi mà yên lại mặt trăng mặt trời tối rồi mà lại sáng lại không đến nỗi để cho nhà hán diệt vong đâu đây nói trong hội đang khi bàn mưu với khương duy phản nhà ngụy chợt có thư của tư mã chiêu đưa đến trong thư nói rằng ta sợ tư đồ bắt ngài không nổi cho nên đóng quân ở trường an mong tư đồ đến đây tương kiến vì thế báo trước cho biết hội thích kinh nói quân của ta nhiều gấp mấy của đặng ngài muốn cho ta bắt ngài tấn công biết sức ta làm thừa đi rồi nay lại dẫn quân đến đây thế là có bụng nghi ta đấy làm thế nào bây giờ duy nói vua đã nghi cho bật tôi tất bày tôi phải chết ông không thấy gương đặng ngài đấy ư hội nói ý tôi đã quyết việc mà thành công thì được cả thiên hạ dù không xong nữa lui về giữ một góc tây thục cũng đủ làm được lưu bị rồi Duy nói, tôi nghe bà Quách Thái Hậu mới mất, nên trá xương bà ấy có di chiếu sai đánh tư mã chiêu, để trị cái tội giết vua. Cứ như tài minh công, thì Trung Nguyên có thể bình định dễ như cuốn chiếu vậy. Hội nói, bà ước hãy làm tiên phong, sau khi thành sự, anh em ta cùng hưởng phú quý với nhau. Duy nói, tôi xin hết sức khuyên mã giúp đỡ công minh, nhưng chỉ sợ các tướng không phục mà thôi. Hội nói, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu nên đốt nhiều đèn đuốc trong cung, mời các tướng vào ăn yến. Nếu ai không nghe thì giết chết hết cả đi, Duy mừng thầm, hôm sau, hội và Duy mời các tướng vào ăn yến. Uống rượu, được vài tuần, hội cầm chén rượu khóc hu hu lên. Các tướng ngạc nhiên hỏi cớ làm sao, hội nói, quách thái hậu khi gần chết, có viết tờ chiếu để lại đây. Vì tư mã chiêu giết vua ở cửa nam, đại nghịch vô đảo, nay mai tất cướp nuôi nhà ngụy cho nên sai ta đánh dẹp các ngươi hãy ký cả tên vào giấy để cùng làm việc đó chúng giật mình ngơ ngác nhìn nhau hội rút gươm quát rằng ai trái lệnh thì chém đầu chúng sợ hãi đành phải nghe theo các tướng ký tên xong hội bèn giam cả lại trong cung sai quân sĩ canh giữ rất nghiêm ngặt duy nói tôi coi các tướng có ý không chịu chi bằng đem chôn sống quách cả đi hội nói ta đã sai đào một hố to ở trong cung Đề sẵn vài nghìn vồ to nếu ai không nghe đập chết quăng xuống hố bấy giờ có một tướng tâm phúc của trung hội là kỳ kiến đứng cạnh kiến nguyên là bộ hạ cũ của hộ quân hồ liệt hồ liệt cũng bị giam ở trong cung kiến mật đem lời trung hội vào nói cho hồ liệt biết hồ liệt rất kinh hãi khóc lóc bảo rằng con ta là hồ huyền lĩnh binh ở ngoài biết đâu được trung hội mang lòng như thế người nên nghĩ tình xưa đưa tin tức ra cho y một chút dù ta chết cũng can tâm kiến nói ân chủ đừng lo để tôi liệu giúp bèn ra nói với trung hội rằng chúa công giam các tướng ở trong cung việc cơm nước không tiện nên cho một người ra vào bưng rót mới được hội xưa nay vốn hay nghe lời kỳ kiến mới sai kiến coi xét việc ấy và dặn rằng ta ủy thác việc quan trọng ấy cho ngươi chớ được lộ chuyện ra ngoài kiến nói chúa công cứ yên tâm tôi khắc có phép nghiêm ngặt kiến cho một người thân tín của Hồ Liệt lẻn vào thăm. Liệt viết một phong mật thư, giao cho người đó cầm ra đưa cho con là Hồ Uyển bàn luận rằng chúng ta có chết chăng nữa, há lại theo quân phản thần ấy ư. Uyển nói để đến ngày 18 tháng riêng này, ta kéo ùa cả vào trong cung mà đánh. Giám quân là vệ quán thích mưu của Hồ Uyển lắm, lập tức sửa soạn quân mã, sai kỳ kiến đưa tin vào cho Hồ Liệt, Liệt báo cho các tướng bị giam biết một bữa trung hội mời Khương Duy vào hỏi rằng, đêm qua tôi mơ thấy vài nghìn con rắn to súng vào cắn, không biết điềm lành giữa ra sao. Duy nói, mơ thấy rồng rắn đều là điềm hay cả. Hội mình dỡ tin lời ấy và bảo Duy rằng, khi trượng đủ cả rồi, gọi các tướng ra hỏi xem thế nào. Duy nói, bọn ấy vẫn có ý không bằng lòng, để lâu tất sinh biến, không bằng giết quách đi cho sớm. Hội nghe lời, sai Khương Duy lĩnh võ sĩ vào cung, giết các tướng ngụy Duy lĩnh mệnh, toàn đi, bỗng đâu nổi một cơn đau bụng mất đi ngã gục xuống đất. Tả hữu vực dậy, nửa giờ mới tỉnh, chợt thấy ở ngoài cung, có tiếng người xôn xao, hội sai người ra xem việc gì, thì tiếng reo ở bốn mặt đã nổi lên như sấm, rồi quân sĩ kéo đến không biết bao nhiêu mà kề. Duy nói, đây là các tướng gây vạ đây, nên chém trước đi. Có tin báo quân ngoài đã vào đến trong cung rồi, hội sai đóng cửa điện lại, cho quân sĩ trèo lên nóc điện, Lấy ngói ném xuống, xô sát nhau chết vài mươi người. Bỗng lại thấy ngoài cung bốn mặt lửa cháy, rồi quân ngoài phá tung cửa điện kéo vào. Hội tuốt gươm giết luôn vài người, rồi bị tên loạn xạ bắn chết. Các tướng chặt lấy đầu, Duy rút gươm lên điện, xông pha đánh giết, chẳng may cơn đau bụng càng dữ rồi. Duy hử hạt kêu to lên rằng mẹo của ta không thành, thật là số trời vậy, nói đoạn, tự vẫn chết, bấy giờ mới có 59 tuổi trong cung chết mất vài trăm người, vệ quán ra lệnh cho quân sĩ đâu về trại ấy, để đợi lệnh nhà vua. Quân ngụy tranh nhau báo thủ, mổ bụng duy ra, thấy cái mật to vừa bằng quả trứng gà. Các tướng lại bắt cả gia thuộc Khương Duy giết sạch, bấy giờ bộ hạ đặng ngài thấy trung hội, Khương Duy bị giết cả rồi, vội vã chạy theo bọn giải đặng ngài, để cướp lại. Có người báo với vệ quán, quán nói bắt đặng ngài là tự ta nếu để hắn sống thì ta tất chết, không có đất mà chôn thôi. Hộ quân là điền tục thưa rằng, khi xưa đặng ngài lấy thành giang du, toàn giết tôi đi, may nhờ các tướng kêu xin được khỏi. Này tôi xin phép được báo thủ ấy, quán mừng lắm, sai diền tục dẫn 500 quân đuổi theo đến miên trúc, vừa gặp cha con đặng ngài ở trong cũi ra, định trở về thành đô. Ngải thấy điền tục là thuộc hạ cũ của mình nên không đề phòng gì cả. Khi tục đến nơi, ngải toan hỏi chuyện thì bị tục chém một dao chết tươi. Đặng Trung cũng chết trong đám loạn quân, có thơ than đặng ngài rằng, khôn ngoan từ thuở nhỏ, mưu mẹo như quý thần, ngước mắt hay địa lý, ngừng đầu biết thiên văn, mây tan đường rồi ngựa, đá rẽ lối hành quân, ngán nối công thành tội, hồn quanh bến hán tân có thơ than trung hội rằng, tuổi trẻ nhiều mưu trí, thường làm bí thư lương, mẹo giả đè tư mã, tiếng to sánh tử phòng, thọ xuân nhờ sức giúp, kiếm các có tài năng, chỉ vì tham danh lợi, dù hồn luống xót thương. Lại có thơ than Khương Duy rằng, anh tài người ký huyền hào kiệt xứ Lương Châu, con cháu dòng Khương Thượng, học theo lối võ hồng, mật lớn, gan ai địch, lòng chung, vững một màu, thương thay khi tự vẫn, xiết bao nỗi thán sầu. Lại nói, Khương Duy, Trung Hội, đặng ngài chết cả rồi, bọn trương dực cũng chết trong đám loạn quân, thái tử là Lưu Tuấn, cùng với hán thọ đình hầu quan di, cũng bị quân ngụy giết mất. Quân dân nhộn nhạo, giết hại lẫn nhau, chết không biết bao nhiêu mà kể. Được mươi hôm, giả sung đến trước, treo bảng yên dân, bấy giờ mới yên. Sung để vệ quán ở lại giữ thành đô, đem hậu chủ về Lạc Dương, chỉ có phản kiến, trương thiệu, tiêu chu, khước chính đi theo, còn bọn lưu hóa. Đồng quyết thác xưng có bệnh không ra đến ngoài, sau cũng lo lắng mà chết. Bấy giờ niên hiệu cảnh nguyên nhà ngụy năm thứ năm, đổi làm hàm hy năm đầu, mùa xuân tháng ba, tướng ngô là đinh phụng sang cứu thục, thấy thục mất rồi, bèn rút quân về. Trung thư thừa là hoa hạch tâu với ngô chủ tôn Hưu rằng ngô thục ví như môi răng, môi hở thì răng phải lạnh. Tôi tính rằng tư mã chiêu thế nào nay mai cũng đánh ngô, xin bệ hạ phải phòng ngự trước cho kỹ mới được. Tôn Hiêu nghe lời, sai con lục tốn là lục kháng làm chấn đông tướng quân, lĩnh chức kính châu mục, giữ ở cửa sông, sai tôn dị giữ các cửa ải xứ Nam Từ, lại sai lão tướng Đinh Phụng lập vài trăm đồn ải dọc sông, để phòng quân ngụy. Thái thú quận kiến ninh là Hoắc qua, nghe tin thành đô thất thủ, bèn mặc đồ trắng trông về phía tây khóc lóc ba ngày. Các tướng khuyên rằng hán chủ đã mất ngôi rồi, sao không hàng đi cho sớm. Qua khóc mà rằng đường xa cách trở chưa biết chúa ta yên nguy thế nào. Nếu ngụy chủ đối đãi tử tế, ta sẽ đem cả thành mà hàng cũng chưa muộn, vạn nhất có điều gì nguy nhục chúa ta, chúa nhục thì bầy tôi nên chết, ta đâu có chịu hàng. Chúng cho là phải, mới sai người vào Lạc Dương thăm dò tin tức hậu chủ. Nói về hậu chủ khi đến Lạc Dương, thì tư mã chiêu cũng đã về chiều. Chiêu trách hậu chủ rằng ông hoang dâm vô đạo, bỏ người hiền, hỏng chính sự, lẽ nên giết đi mới phải hậu chủ mặt xám như đất, không biết nói năng ra sao. Các quan tâu rằng thuộc chủ tuy bỏ mất cương kỳ, nhưng còn biết hàng sớm, xin khoan thứ cho. Chiều mới phong hậu chủ làm an lạc công, cho nhà ở, thưởng một vạn tấm lụa, cấp cho kẻ hầu hạ vừa trai vừa gái một trăm người, và lương lộc hàng tháng. Con là Lưu Giao và bọn quân thần phản kiến, tiêu chu, khước chính đều được phong tước hầu. Hậu chủ tạ ân trở ra chiều thấy hoàng hảo là đứa mọt nước hải dân sai võ sĩ điệu ra ngoài chợ xử tội lăng trì xẻo từng miếng thịt hoác qua sai người dò biết hậu chủ chịu phong rồi mới dắt cả quân sĩ bộ hạ lại hàng hôm sau hậu chủ thân đến phủ tư mã chiêu lại tạ chiều mở tiệc khoản đãi sai phường tuồng hát múa tuồng ngụy ở trước sân các quan thục trông thấy ai cũng đau xót chỉ riêng hậu chủ có dáng vui mừng chiều lại sai người thục hòa âm nhạc thục các quan thục đều ứa nước mắt hậu chủ thì vui cười như không rượu được nửa trầu chiêu bảo với giả sung rằng người đâu mà vô tình quá như thế nhỉ dù cho khổng minh còn sống cũng không sao giúp được y huống chi là khương duy mới hỏi hậu chủ rằng có nhớ nước thục không hậu chủ thưa ở đây vui lắm tôi còn nhớ gì đến thục nữa một lát hậu chủ đứng dậy ra ngoài khước chính theo ra đến dưới trại bảo rằng bệ hạ sao lại nói là không nhớ thục nếu hắn có hỏi nữa thì nên khóc mà nói rằng phần mộ tiên nhân tôi ở cả nước thục lòng tôi thương xót không lúc nào quên như thế thì tấn công tất tha cho bệ hạ về thục hậu chủ nhớ thật kỹ câu ấy rồi chờ vào tiệc rượu gần say chiêu lại hỏi rằng có nhớ gì đến thục không hậu chủ cứ theo lời khước chính dặn làm sao thì nói làm vậy muốn khóc nhưng không có nước mắt mới nhắm nghiền mắt lại chiêu hỏi sao mà giống hệt lời khước chính thế hậu chủ mở bừng mắt ra hoàng sợ nhìn tư mã chiêu rồi nói rằng quả có thế chiêu cùng tả hữu cười ầm cả lên chiêu vì thế thích hậu chủ là người thực thà không nghi ngờ gì nữa có thơ than rằng hớn hở coi tuồng mờ mặt cười giang sơn nào quản tới tay người mải vui quên hết niềm chua xót hậu chủ người đâu mới lạ đời đây nói các đại thần trong triều nhân tư mã chiêu có công lấy được nước tục muốn tôn làm vương mới vào tâu với ngụy chủ tào hoán hoán bấy giờ tuy làm thiên tử kỳ thực không được chủ trong việc gì quyền chính đều do họ tư mã cả bởi thế phải nghe theo và phong cho tư mã chiêu làm tấn vương chiêu bèn đặt tên thụy cha là tư mã ý làm tuyên vương anh là tư mã sư làm cảnh vương vợ chiêu là con gái vương túc sinh được hai con con cả là tư mã viêm mặt mũi khôi ngô tóc dài chấm đất hai tay dài quá đầu gối thông minh cứng cỏi can đảm hơn người con thứ là tư mã du tinh khí hòa nhã kính cần thảo hiền chiều có lòng yêu mến hơn con cả nhân tư mã sư không con mới cho du làm con nuôi anh để kế tử chiều thường nói rằng thiên hạ nguyên là thiên hạ của anh ta bởi thế muốn lập tư mã du lên làm thế tử sơn đào can rằng bỏ con cả lập con thứ trái lễ không hay giả sung hà tằng bùi tú cũng can rằng con cả thông minh thần võ có tài hơn đời huy vọng lẫy lừng mà mặt mũi lại khôi ngô như thế không phải là tướng làm tôi người khác chiêu dùng rằng chưa quyết thái úy là vương tường tư không là tuân khải lại can rằng đời trước bỏ con lớn lập con bé thường hay sinh loạn xin đại vương xét cho chiêu mới lập con cả là tư mã viêm làm thế tử đại thần lại tâu rằng năm nay ở huyện tương võ có một người từ trên trời xa xuống mình dài hơn hai trượng vết chân dài ba thước hai tấc tóc bạc dâu xanh mặc áo mỏng đậu khăn vàng, chống gậy gỗ lê, tự xưng rằng, ta là vua dân đây, lại bảo cho chúng mày biết rằng thiên hạ có đổi chúa, mới được trông thấy Thái Bình. Người ấy cứ đi rong ngoài đường nói như thế ba ngày, rồi bỗng nhiên biến mất. Đó là cái điểm ứng vào điện hạ đấy. Điện hạ nên đội mũ miệng 12 tua, dựng cờ thiên tử, ra hàng cảnh, vào hàng tất, ngồi xe khảm vàng đủ sáu ngựa kéo, tiến vương phi lên làm vương hậu, lập thế tử làm thái tử chiêu hời dạ mừng thầm về đến cung chiêu sắp sửa ăn cơm bỗng nhiên phải bệnh trúng phong cấm khẩu không nói được qua hôm sau bệnh tình nguy lắm các đại thần đều vào vấn an chiêu không nói được chỉ lấy tay trò vào thế tử tư mã viêm rồi chết bấy giờ là ngày tân mão tháng 8, hà tằng nói công việc thiên hạ ở cả tay tấn vương nay nên lập thế tử nối vào chức ấy rồi sẽ làm ma táng tế ngày hôm ấy tư mã viêm lên ngôi tấn vương phong cho Hà Tằng làm thừa tướng, Tư Mã Vọng làm tư đồ, Thạch Bào làm phiêu kỵ tướng quân, tôn tên Thụy Cha làm văn vương. An táng cha đâu đấy, viêm vời giả sung, bùi tú vào cung hỏi rằng, ngày xưa Tào Tháo có nói, nếu mệnh trời cho ta, thì ta cũng chỉ làm như vua văn vương nhà Chu mà thôi. Quả có như thế không? Sung thưa rằng, Tào Tháo đời đời ăn lộc nhà Hán, sợ người ta mai mỉa cái tiếng thoán nghịch cho nên nói câu ấy là có ý để nhường ngôi thiên tử cho tào phi đấy thôi viêm nói cha ta sánh với tào tháo thế nào sung thưa rằng tào tháo tuy có công to trùm thiên hạ nhưng nhân dân chỉ sợ oai mà chưa mến đức đời con là tào phi nối nghiệp việc sai dịch nặng nề nhân dân hết phục dịch xứ đông lại kéo đến xứ đoài không được năm nào yên ổn sau đến tuyên vương cảnh vương triều ta lập được nhiều công to ân đức tỏa khắp nơi được lòng thiên hạ đã lâu. Đến văn vương, lại lấy được tây thục, công trùng bờ cõi, tào tháo bì thế nào được. Viêm nói, tào tháo còn biết nối ngôi nhà Hán, ta há lại không biết nối ngôi nhà ngụy hay sao? Giả sung, bùi tú hai người cùng lại mà thưa rằng, điện hạ chính nên bắt trước việc tào phi nối nhà Hán khi xưa cho đắp đàn thụ thiện, lên ngôi hoàng đế. Viêm mừng lắm, hôm sau đeo gươm vào cung, bấy giờ ngụy chủ tào hoán tâm thần hoàng hốt, ngồi đứng không yên luôn mấy hôm không ra coi chồng. Viêm vào thẳng hậu cung, Hoán vội vàng chụt xuống sập rồng đón vào. Viêm ngồi tử tế rồi hỏi rằng: "Thiên hạ nhà ngụy, do sức ai mà có?" Hoán nói: "Đó là nhờ ơn của tổ phụ Tấn Vương để lại cả đấy." Viêm cười rằng: "Tôi coi bệ hạ, văn không bàn được đạo lý, võ không sửa sang được việc nước. Sao không nhường cho người tài đức làm chủ có được không?" Hoán giật mình, lặng đi không biết nói lại làm sao có hoàng môn thị lang là trương tiết đứng hầu cảnh quát lên rằng tấn vương nói thế không được ngày xưa võ tổ hoàng đế đánh đông dẹp bắc trải bao nhiêu công lao khó nhọc mới có được thiên hạ nay thiên tử nhân đức không tội lỗi gì can chi phải nhường ngôi cho ai viêm nổi giận mà rằng xã tắc này là xã tắc nhà đại hán tào tháo mượn tiếng thiên tử sai khiến chư hầu tự lập làm ngụy vương cướp ngôi nhà hán cha ông ta ba đời giúp nhà ngụy nhà ngụy được thiên hạ, không phải tài cán gì của họ tào, thực là bởi sức họ tư mã ta cả, bốn bề điều biết cả. Tà này há lại không nối được thiên hạ của nhà ngụy hay sao? Tiết lại nói rằng nếu làm thế, thì thật là bọn giặc cướp nước rồi. Viêm giận mà rằng ta báo thù cho nhà Hán, có gì mà chẳng được. Liền quát võ sĩ lôi trương tiết ra đánh chết ngay tại dưới điện. Tào hoán quỳ xuống khóc lóc kêu van. Viêm đứng xuống điện đi ra. Hoán bảo với giả sung, bùi tú rằng việc gấp mất rồi làm thế nào bây giờ sông nói số trời hết mất rồi bệ hạ không nên cưỡng lại hãy bắt chước việc vô hiến đế khi trước sửa sang lại đền thụ thiện nhường ngôi cho tấn vương như thế thì trên hợp lẽ trời dưới thuận tình dân mà bệ hạ cũng được an toàn không ngại gì nữa hoán nghe lời ấy sai giả sung đắp đàn thụ thiện kén ngày giáp tý tháng chạp năm ấy hoán thân bưng ngọc tỷ truyền quốc đứng ở trên đài đại hội trăm quan văn võ, mời tấn vương lên đàn, làm lễ trao nhường, rồi xuống đàn mặc áo trầu đứng hàng đầu các quan. Có thơ than rằng, ngụy cướp viêm lưu, tấn cướp tào số trời qua lại tránh làm sao, thương thay trương tiết trung vì nước, nắm đấm khôn che núi thái cao, từ mã viêm ngồi cao chỉnh trện trên đàn, giả sung, bùi tú cắp gươm đứng đầu hai bên, bắt tào hoán ra lại phục xuống đất nghe chiếu. Giả sung truyền rằng, từ năm kiếm an nhà Hán thứ 25 nhà ngụy chịu môi nhường của nhà hán trải qua 45 năm nay nhà ngụy hết lộc mệnh trời lại trả về nhà tấn công đức họ tư mã trùm khắp trời đất nên lên ngôi hoàng đế nối vào nhà ngụy vậy phong ngươi làm trần lưu vương cho ra ngoại thành kim dung hạn phải đi ngay lập tức nếu không có chiếu đòi không được vào hầu tào hoán khóc lại tả trở ra thái phó là tư mã thu khóc lại trước mặt tào hoán nói rằng thần là tôi nhà ngụy thế nào cũng không bỏ nhà ngụy Đông Viêm thấy thế, phong cho tư mã phu làm an bình vương. Phu không nhận, lui ra, văn võ trăm quan lại ở dưới đàn, cùng gieo vạn tuế. Viêm đổi quốc hiệu là Đại Tấn, cải nguyên là Thái Thủy năm đầu, Đại xá thiên hạ. Từ bấy giờ nhà ngụy mất, người sau có thơ rằng nước tấn sánh tầy với ngụy vương, công tích trần vương tựa sơn dương, phép tắc phong vương theo nghiệp cũ, ngoảnh đầu trông lại vẫn còn thương tân đế tư mã viêm truy tôn tư mã ý là tuyên đế bác là tư mã sư làm cảnh đế cha là tư mã chiêu làm văn đế lập ra bảy miếu thờ tổ tiên bảy miếu ấy thờ từ quan trinh tây tướng quân nhà hán là tư mã quân trở đi quân sinh ra thái thú dự trương là tư mã lượng lượng sinh ra thái thú dĩnh châu là tư mã tuấn tuấn sinh ra kinh triệu doãn là tư mã phường phường sinh ra tuyên đế tư mã ý Ý sinh ra cảnh đế tư mã sư và văn đế tư mã chiêu. Việc lớn xếp đặt đâu đấy rồi, viêm ngày ngày khai chiều, bản định kế đánh ngô. Đó là, giang sơn nhà Hán vừa khi đo, thành quách bên ngô cũng sắp tan, chưa biết đánh ngô ra làm sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 120, tiến đỗ sử, lão tướng dâng mẹo hay, bắt tôn hảo, tam phân lại hợp nhất, lại nói ngô chủ là tôn Hưu nghe tin tư mã viêm đã cướp ngôi nhà ngụy, biết cơ sắp đánh ngô lo lắng thành bệnh, nằm liệt một chỗ không dậy được. Hưu cho vời thừa tướng Bộc Dương Hưng vào cung, sai thái tử tôn quân ra lại. Ngô chủ cần tay Bộc Dương Hưng trỏ vào thái tử rồi mất. Hưng bàn với quần thần, muốn lập thái tử lên nối ngôi. Tả điển quân vạn Úc can rằng thái tử còn thơ ấu lắm, không coi nổi việc nước, không bằng đón ô trình hầu tôn hạo về mà lập lên thì hơn. Tả tướng quân Trương Bố cũng nói, tôn hạo kiến thức cao mà sự đoán minh, có tài làm nổi được đế vương bộc dương hưng không quyết bề nào vào cung tâu với chu thái hậu thái hậu nói ta là đàn bà biết đâu được việc xã tắc các người liệu châm trước lập ai thì lập hưng mới đón tôn hảo về lập làm vua hảo tự là nguyên tôn con của thái tử tôn hòa tức là cháu đại đế tôn quyền tháng 7 năm ấy hảo lên ngôi hoàng đế cải niên hiệu là nguyên hưng năm đầu phong cho thái tử tôn quân làm dự trương vương truy tôn cha là tôn hòa làm văn hoàng đế, tôn mẹ là hà thị làm thái hậu, gia phong cho đinh phụng làm tả hữu đại tư mã. năm sau cải niên hiệu là cam lộ năm đồng, hạo ngày càng hung bạo, say mê tiểu sắc, tin yêu một tên trung thường thị là sầm hôn, bộc dương hưng, trương bố hai người can ngăn, hạo tức giận giết cả hai người và ba họ, bởi thế quần thần buộc miệng, không ai dám hé răng nữa. hạo lại cải niên hiệu là năm bảo đinh cất lục khải, vạn úc làm tả hữu thừa tướng. Hảo đóng ở thành võ xương, nhân dân trong xứ Dương Châu phải ngược thuyền cung cấp, khổ ải trăm bề, tính hạo lại xa xỉ không có chừng mực, của công của tư khan cạn. Lục khải dâng sớ can ngăn rằng, này không gặp tai nạn gì mà tính mạng của dân nguy khốn, không xây dựng gì mà tiền của nhà nước sạch trơn, thần nghĩ đau lòng lắm. Trước kia nhà Hán suy vi, ba nhà đứng lên thành hình chân vạc. Này Tào, Lưu vô đạo, cơ nghiệp về cả nhà tấn, đó là tấm gương tẩy liếp trước mắt vậy. Thần vì bệ hạ mà lo lắng nước nhà, ở vũ xương, ruộng đất cằn cỗi, không phải là chỗ vua chúa đóng đô. Lại có ca dao rằng, nên uống nước kiếm nghiệp, không nên ăn cá vũ xương. Nên về kiếm nghiệp mà chết, không nên ở lì vũ xương. Như thế đủ rõ lòng người cũng hợp với ý trời đó. Này nước không đủ lương thực một năm, co cơ suy yếu dần mòn quan lại quê nhiễu nhân dân mà không hề thương xót, giúp đỡ. Thời đại đế, công nữ không đầy trăm người, từ cảnh đế đến nay, hàng nghìn có lẽ, hao công tốn của vô cùng. Tả hữu lại toàn những người chẳng ra gì, bè kia đảng nọ lấn áp nhau, hại kẻ trung diềm người hiền, đều là mọt nước sâu dân cả. Xin bệ hạ giảm những việc vô ích, bỏ những món quyên góp nặng nề, bớt bỏ cung nữ, lựa chọn trăm quan. Như thế trời đẹp ý dân quy thuận, mà nước sẽ thái bình vậy. Hảo không bằng lòng, lại càng bày nhiều công việc thủ mục, xây cung chiêu minh, sai cả các quan văn võ vào rừng tìm gỗ. Lại sai một người thuật sĩ là Thượng Quảng, bói xem việc lấy thiên hạ thế nào. Quảng thưa rằng bệ hạ bói được quẻ này hay lắm, đến năm canh tí, lọng xanh vào được lạc dương. Hảo mừng lắm, bảo với Trung Hư Thừa là hoa hạch rằng tiền đế nghe lời ngươi, sai tướng chia ra giữ mạn bờ sông. Lập vài trăm đồn, sai lão tướng đinh phụng thống lĩnh. Chậm này muốn đáng chiếm lấy đất nhà Hán, để báo thù cho tục chủ, thì nên lấy sư nào trước bây giờ. Hoa hạch can rằng, nay thành đô thất thủ, xã tắc nhà tục đổ rồi. Tư mã viêm tất có ý muốn nuốt ngô, bệ hạ nên sửa đức yên dân là hơn cả. Nếu miên cưỡng giấy động việc binh, thì chẳng khác gì mặc áo xô nhảy vào cứu lửa. Hóa ra mình lại đốt mình, xin bệ hạ xét cho. Hảo giận lắm nói, chấm muốn nhân dịp này mở mang bờ cõi, ngươi sao dám nói gở miệng ra thế? Nếu không để ngươi là mặt cựu thần, thì quyết chém đầu hiệu lệnh. Liền quát võ sĩ đẩy ra ngoài cửa điện, hoa hạch ra khỏi chiều than rằng, tiếc thay, giang sơn gấm vóc thế này, chẳng bao lâu sẽ về tay người khác. Từ bấy giờ ẩn giật một nơi, không ra làm quan nữa. Hảo sai chấn đông tướng quân là lục kháng đóng quân ở cửa sông, trực lấy tương dương. Có người báo tin về Lạc Dương, Tân đế tư mã viêm nghe tin lục kháng muốn cướp tương dương liền hội các quan lại bàn bạc. Giả sung ra ban tâu rằng tôi nghe tôn hảo ở ngô, không sửa việc nhân đức, mà chuyên một mặt làm những sự vô đạo. Bệ hạ nên sai đô đốc dương hữu đem quân ra chống cự đợi khi nào trong nước sinh biến, sẽ thừa thế mà đánh, thì chỉ dở bàn tay là lấy xong đông ngô. Viêm mừng lắm, liền giáng chiếu sai sứ đem đến tương dương sai dương hữu cất quân ra đánh giặc. Dương hữu phụng chiếu chỉnh đốn quân mã, chuẩn bị đánh giặc. Từ đó, Dương Hữu chấn thủ ở Tương Dương, được lòng quân dân lắm. Người ngô nào đến hàng mà lại muốn về cũng cho về ngay. Hữu lại giảm bớt quân tuần phòng đồn thú, cho phá ruộng cầy cấy, khẩn được hơn 800 khoảnh ruộng, 100 mảnh gọi là một khoảnh. Khi mới đến nhận chức, quân không có lương chữ sẵn trăm ngày. Đến cuối năm đã có thóc chứa đủ dùng được 10 năm. Hữu ở trong quân, thường chỉ mặc áo cừu nhẹ nhàng, đóng bộ đai rộng rãi, không mặc đến áo giáp bao giờ. Quân hầu dưới trướng chỉ vẻn vẹn vài mươi người, một hôm, bộ tướng vào bẩm rằng quân đi tiểu về báo quân ngô trễ nải cả, nên nhân lúc không phòng bị mà đánh bừa đi thì được. Hữu cười rằng các anh khinh lục kháng ư, người ấy lắm chí nhiều mưu, khi trước ngô chủ sai hắn đánh Tây Lăng, chém chết bộ xiền và vài chục tướng sĩ, ta đến cứu không kịp. Người ấy làm tướng, ta chỉ nên giữ kỹ là hơn đợi khi trong nước hắn có biến thì mới đổ được nếu không biết thời thế mà khinh tiến thì chỉ rước lấy thua mà thôi chúng phục lời ấy và chăm chú giữ vững bờ cõi của mình một hôm dương hữu dẫn các tướng sĩ đi săn gặp ngay lục kháng cũng đi săn hữu truyền lệnh cho quân không được lấn sang cõi ngô bởi thế các tướng sĩ bổ vây săn bắn ở bên cõi tấn lục kháng trông thấy than rằng quân của dương tướng quân có phép tắc thế này không thể phạm được đến chiều tối quân tướng bên nào về bên ấy hữu về trải xét hỏi những giống cầm thú nào mà người ngô bắn bị thương trước thì cho mang giả hết quân ngô mừng rỡ vào trình với lục kháng kháng gọi người ấy vào bảo rằng chủ soái mày có biết uống rượu không người ấy bẩm chủ soái tôi có rượu ngon thì mới uống kháng cười rằng ta có một bình rượu lâu nay vẫn để dành nay đưa cho mày cầm về biếu đô đốc rượu này là ta tự nấu ra để uống nay gọi là có chén rượu dâng đô đốc để giả ơn tình nghĩa đi săn hôm qua đấy người ấy vâng lời cầm rượu về tả hữu hỏi kháng rằng tướng quân đem rượu cho bên địch là ý làm sao kháng nói kẻ kia có bụng tử tế với ta chẳng lẽ ta không đáp lại hay sao chúng đều ngạc nhiên đầy nói người ấy về ra mắt dương hữu thuật lại việc lục kháng hỏi han và biếu bình rượu hữu cười rằng hắn cũng biết tính ta hay rượu à liền sai mở rượu ra uống bộ tướng là Trần Nguyên nói rằng, đồ đốc chớ nên uống vội, ngộ có thuốc độc thì sao? Hữu cười rằng, lục kháng không phải là người đánh thuốc độc, bất tất phải nghi làm gì. Nói đoạn, cứ việc rót rượu uống. Tự đấy, hai bên thường cho người đi lại hỏi han nhau. Một bữa kháng cho người lại thăm dương hữu. Hữu hỏi rằng, lục tướng quân dạo này có khỏe không? Sứ giả bẩm chủ soái tôi mấy này yếu không ra ngoài được. Hữu nói, bệnh hắn tất như bệnh ta. Này ta có thuốc đã bào chế sẵn, nên đem về cho chủ soái uống thì khắc khỏi. Sứ giả mang thuốc về bẩm với lục kháng, các tướng thưa rằng Dương Hữu là kẻ địch nhau với ta, thuốc này tất không phải là thuốc tốt. Lục kháng nói, Dương Thúc Tử có đâu lại đánh thuốc độc người ta bao giờ. Các người chớ nghi, nói đoạn, cứ việc đem uống, hôm sau quả nhiên khỏi bệnh. Các tướng đều lại mừng, kháng nói, bên họ dùng nhân đức, bên ta thì hay làm sự bạo ngược, thế là họ không cần đánh mà ta sắp phải chịu rồi đấy từ dày, cũng nên cứ giữ bờ cõi của mình, chớ nên tham lợi nhỏ. Các tướng vâng lệnh, chợt có sứ giả ngô chủ sai đến, kháng ra tiếp vào, sứ giả nói thiên tử truyền cho tướng quân phải tiến binh kíp ngay đi, chớ để người tấn vào cõi ta trước. Kháng nói rằng người cứ về trước đi, ta sẽ có biểu trương tâu lên vua. Sứ giả trở về, kháng cho ngay người mang sớ đến kiến nghiệp tâu với ngô chủ rằng tấn chưa nên đánh và khuyên ngô chủ sửa đức, thận trọng việc hình phạt cốt cho dân được yên, chớ không nên dùng binh thái quá. Ngô chủ tôn hảo xem xong, nổi giận mà rằng chậm nghe kháng ở ngoài biên cảnh tư thông với giặc, nay quả nhiên như thế thực. Bèn sai sứ ra tước binh quyền, giáng xuống làm tư mã, rồi sai tả tướng quân là tôn ký thay lĩnh chức ấy. Quần thần không dám can ngăn gì cả, tôn hảo lại đổi niên hiệu là kiến hành, đến năm phượng hoàng thứ nhất, lại càng rông rỡ làm càn, hết đánh chỗ nọ lại đi thú chỗ kia trên dưới ai cũng ta thán. Thừa tướng Vạn Úc, tướng quân Lưu Bình, đại tư nông Lâu Huyền thấy hạo vô đạo, lấy lời thẳng can ngăn, cũng đều bị giết. Trước sau 10 năm trời, giết mất hơn 40 người trung thần. Hạo ra vào thường đem năm vạn quân thiết kỵ hầu hả, quần thần sợ hãi, không ai dám nói gì cả. Đây nói, Dương Hữu nghe tin Lục Kháng bị bãi chức, mà Tôn Hảo thì thất đức lắm, biết là ngô có cơ lấy được mới dâng biểu về lạc dương xin đánh mô biểu rằng ôi thời vận tuy trời cho nhưng công nghiệp tất phải do người mới nên được nay giang hoài không hiểm bằng kiếm cát mà tôn hạo bạo ngược tệ hơn lưu thiền người ngô khổ hơn người ba thục mà sức binh đại tấn lại thịnh hơn trước kia không nhân dịp này nhất thống cả bốn bể mà cứ đóng quân giữ nhau để cho thiên hạ khổ ải về việc chinh chiến trải hết đời thịnh sang đời suy như thế thì lâu bền sao được. Từ mã viêm xem biểu mừng lắm, bàn việc cất quân, giả sung, tuân húc, phùng thẩm ba người cố sức can ngăn không nên đánh vội, nên việc ấy lại thôi. Hữu thấy vua không nghe lời mình, than rằng việc thiên hạ mười phần thì thường tám chín phần không được như ý, nay trời cho mà không lấy, khá tiếc lắm thay. Đến năm Hàm Ninh thứ tư, Dương Hậu vào chầu, tâu xin từ chức về quê dưỡng bệnh. Viêm hỏi rằng, người có mẹo gì yên được nước? dạy cho chấm không? Hữu tâu rằng, tôn hạo bạo ngược tham quá, có thể không đánh cũng phá được. Nếu hạo bất hạnh mất đi, họ lập được vua hiền khác lên, thì đất đông ngô không bao giờ về tay bệ hạ nữa. Viêm nghĩ ra, nói rằng, này người cất quân sang đánh, thế nào? Hữu thua, tôi năm nay đã giả yếu lắm bệnh, không kham nổi được. Xin bệ hạ kén người trí dũng khác thì hơn, bèn từ trở về, tháng chạp năm ấy, dương hữu mệt nặng gần mất từ mã viêm thân đến tận nhà hỏi thăm, hữu ứa nước mắt khóc nói rằng tôi tuy muốn chết, cũng chưa báo được ơn bệ hạ. Viêm cũng khóc rằng chậm tiếc vì không dùng kế đánh ngô của ngươi, nay có ai nối được trí của ngươi không? Hữu thưa rằng thần chết đến nơi rồi đấy, còn chút lòng thành nào, xin bày tỏ hết, có hiệu tướng quân là đỗ sự đương nổi việc đánh ngô, bệ hạ nên dùng ngay đi. Viêm lại nói, cử kẻ thiện, tiến người hiền, cũng là một việc rất hay người tiến người trong chiều, liền đốt ngay bản tâu đi, không để cho họ biết, là cớ làm sao. Hữu thưa rằng, cử người trong chiều, mà để cho họ đến tận nhà riêng của mình tạ ân, tôi thiết nghĩ không muốn như thế. Nói xong thì mất, viêm khóc ẩm lên, trở về cung, sắc tặng cho làm thái phó cự bình hầu. Chăm họ nghe tin Dương Hữu mất, thương khóc bỏ cả chợ búa không họ. Các tướng sĩ giữ ngoài biên cảnh cũng đau xót, người tương dương thấy Hữu khi còn sống, thường hay ra chơi núi Nghiễn Sơn, mới lập miếu tạc bia bốn mùa cúng tế. Kẻ qua người lại, trông thấy văn bia, đều phải ứa nước mắt, cho nên thành tên là bia, xa nước mắt. Có thơ than rằng, trẻo non ngắm cảnh nhớ người xưa, bia tạc nghìn thu mảnh đá chơ, lác đác ngọn thông xa giọt nước, còn nghi nước mắt tự bao giờ. Tấn chủ vì có lời dương hữu, bèn cất đỗ dự lên làm chấn nam đại tướng quân, đồ đốc cả việc kinh châu. Dỗ dự vào bậc lão thành, từng trải việc đời đã nhiều, tính lại ham học không biết mỏi. Thường hay xem chuyện xuân thu của ông tả kỳ minh, ngồi đứng không rời quyển sách lúc nào, đi đâu thì treo quyền tả chuyện trên đầu ngựa, người bấy giờ gọi là bệnh tả chuyện. Khi ấy đỗ dự phụng mệnh tấn chủ gia chấn thủ tương dương, yên dân nuôi lính, sửa soạn đánh ngô. Bấy giờ đinh phụng, lục kháng bên ngô đã mất, tôn hảo mỗi khi hội quần thần ăn yến, bắt uống rượu thật say lả ra mới thôi lại sai 10 người hoàng môn thị lang làm quan dò xét trong đám uống rượu. Khi tan tiệc, phải tâu các điều nhầm lỗi của các quan, ai phạm phải điều gì, hoặc lột ra mặt, hoặc quét mắt. Bởi thế cả nước ai cũng sợ hãi, thứ sử ích vô bên tấn là vương tuấn dâm sớ xin đánh ngu. Trong sớ nói rằng tôn hảo hoang dâm hung ác, nên đánh ngay đi, nếu một mai hảo mất mà lập vua hiền khác, thì giặc sẽ mạnh mất. Thần đóng thuyền 7 năm nay rồi, mỗi ngày để mục nát dần. Thần nay đã 70 tuổi, chưa biết sống chết dương nào, trong ba việc ấy mà hỏng một điều, thì khó lòng mà đổ được ngu nữa. Vậy xin bệ hạ đừng để lỡ mất cơ hội hay này. Tấn chủ xem sớ, bàn với quần thần rằng lời vương tuấn, hợp với ý dương đô đốc, chậm quyết ý đánh ngô. Thị trung vương hồn tâu rằng tôi nghe tôn hảo muốn cướp trung nguyên, quân ngũ chỉnh tề, thanh thế đang thịnh, khó lòng đánh nổi. Nên hoãn lại một năm nữa đợi cho quân kia mệt mỏi rồi ta sẽ đánh thì mới thành công được tấn chủ nghe lời tâu giáng chiếu hoãn việc cất quân rồi lui vào hậu cung cùng bí thư thừa là trương hoa đánh cờ tiêu khiên cận thần vào tâu ngoài biên đình có biểu gửi về tấn chủ mở ra xem thì là biểu của đỗ sư trong biểu viết đại ý rằng trước kia dương hữu không nói cho triều thần biết mưu kế ấy mà chỉ tâu kín với bệ hạ khiến cho triều thần dị nghị linh tinh phàm việc gì cũng phải so sánh lợi hại, cứ xem phe này có tám chín phần lợi, mà cái hại ở chỗ là không gắng công mà thôi. Từ mùa thu đến nay, tình hình đánh giặc đã gần lộ ra rồi, nếu nửa chừng hoãn lại, thì tôn hạo rời đô vũ xương, sửa sang các thành trì giang nam, di chuyển dân cư, khi ấy thành trì không thể phá vỡ, đồng dụng không còn gì đáng chiếm. Như vậy, việc định sang năm cũng không làm kịp được nữa, tấn chủ xem biểu vừa xong, Trương Hoa đứng phát dậy, đẩy bàn cờ ra một bên, rồi chắp tay tâu rằng, bệ hạ thánh võ, nước giàu dân mạnh, bên ngô chủ thì hoang dâm bạo ngược, nước suy dân khốn. Nếu đánh ngay đi, thì cũng không khó nhọc mà cũng bình định được. Xin bệ hạ đừng nghi ngại nữa, tấn chủ nói, người bày rõ đường lợi hại như thế, chấm còn nghi ngại gì. Lập tức lên điện, sai chấn nam đại tướng quân đỗ sự làm đại đô đốc, dẫn 10 vạn quân ra mặt giang lăng sai trấn đông đại tướng quân lang nha vương tư mã du ra mặt từ trung yên đông đại tướng quân vương hồn ra mặt hoành giang kiến oai tướng quân vương nhung ra mặt vũ sương bình nam tướng quân hồ phấn ra mặt hạ khẩu mỗi người dẫn năm vạn quân tuân theo hiệu lệnh của đỗ Dư. lại sai long nhương tướng quân vương tuấn quảng võ tướng quân đường bân xuôi thuyền xuống phía đông quân mã thủy bộ cả thầy hơn hai mươi vạn chiến thuyền vài vạn lại sai quán quân tướng quân là Dương Tế ra đóng ở Tương Dương để coi xét các mặt. Có người báo tin ấy về Đông Ngô, Ngô chủ Tôn Hạo giật mình, kiếp vời thừa tướng Trương để, tư đồ hà thực, tư không đặng tu vào bàn bạc việc đánh giặc. Để tâu rằng nên sai xa kỵ tướng quân Ngũ Diên làm đô đốc, tiến ra giang lăng, địch nhau với đỗ dự, phiêu kỵ tướng quân Tôn Hâm tiến binh đánh mặt hạ khẩu, tôi thì xin làm quân sư, lĩnh tả tướng quân thẩm oánh hữu tướng quân gia cát nghiễn dẫn 10 vạn quân đóng ở bến ngự trử, để tiếp ứng các mặt quân mã hảo nghe lời sai trương để dẫn quân đi hảo lui vào hậu cung có dáng lo lắng hạnh thần là sầm hôn hỏi cớ làm sao hạo nói quân tấn kéo sang các mặt đã có các quân gia chống cự hết cả duy còn mặt vương tuấn dẫn vài vạn chiến thuyền thuận dòng kéo đến thành thế to lắm nên chấm lo ngại hôn tâu rằng tôi có một mẹo này khiến cho thuyền của Vương Tuấn tan vụn ra như cám. Hạo mừng, hỏi kế gì, sầm hôn tâu rằng giang nam ta nhiều sắt, nên đánh ra hơn 100 cuộn dây xích, mỗi cuộn dài vài trăm trường, mỗi vòng xích nặng hai ba mươi cân. Dọc theo bờ sông, nội chỗ nào khẩn yếu, thì răng dây xích ra mà chắn lối thuyền đi. Lại đúc vài vạn cọc sắt, mỗi cái dài hơn một trường, cắm ngầm ở dưới đáy nước, nếu thuyền của Tuấn nhờ gió lướt sang, chạm phải cọc thì vỡ tan cả còn sang làm sao được. Hảo mừng lắm, chuyên sai thợ rèn ra bờ sông, ngày đêm đúc cọc sắt và xích sắt, đem giàn cắm các nơi hiểm yếu. Nói về Đô đố Đốc Tấn là đỗ dự kéo quân đến Giang Lăng, sai nha tướng Chu chỉ dẫn 800 thủy thủ chờ thuyền nhỏ sang ngầm sông Trường Giang, đêm úp lấy lạc dương, cắm nhiều cờ quạt trong rừng rậm, ban ngày thì phóng pháo khu trống, đêm đốt lửa làm hiệu. Chỉ vâng lệnh, dẫn quân qua sông, phục ở Ba Sơn. Hôm sau, Đỗ Dự tiến quân cả hai mặt thủy bộ. Tiền Tiêu báo rằng Ngô Chủ sai ngũ diện ra mặt bộ, Lục Cảnh ra mặt thủy, Tôn Hâm làm tiên phong. Tất cả ba đường đến Minh Bích. Đỗ Dự dẫn quân tiến đi, gặp ngay thuyền Tôn Hâm tới. Hai bên vừa mới giao chiến, Đỗ Dự đã rút lui ngay. Tôn Hâm mang quân lên bờ đuổi theo, chưa đầy hai mươi dặm, pháo hiệu nổ vang, quân tấn kéo tràn cả đến, quân Ngô vội vàng rút về. Đỗ Dự thừa thế đánh bừa sang quân ngô tổn hại rất nhiều. Tôn Hâm chạy về đến thành, thì 800 quân của Chu chỉ nhân lúc nhốn nháo, cũng chạy lẫn cả vào trong thành, rồi đốt lửa lên. Hâm giật mình mà rằng quân Bắc dễ thường bay qua sông chắc, bèn vội vàng kéo quân chạy, thì đã bị Chu chỉ quát to một tiếng, chém nhào xuống ngựa. Lục cảnh ở dưới thuyền, trông về năm ngạn, một dải lửa đỏ rực. Trên núi Ba Sơn lá cờ to gió bay phấp phới, trông rõ hàng chữ, tấn chấn nam đại tướng quân Đỗ sư Lục cảnh giật mình, toàn chạy lên bờ đi trốn, bị tướng tấn là trương thượng tế ngựa xốc tới chém chết. Ngũ diên thấy quân các mặt thua cả, bỏ thành chạy trốn, bị quân phục tóm được, trói nộp đỗ dự. Dự sai võ sĩ chém nốt, liền hạ được thành giang lăng. Thế là suốt một giải sông ngoan tương đến mãi Quảng Châu, các quận thú tấp nập mang ấn ra hàng. Dự sai người cầm cờ tiết đi phủ dụ nhân dân, không xâm phạm một ly một tí của dân rồi tiến binh xuống hạ thành Vũ Sương. Vũ Sương cũng hàng, từ bấy giờ, quân oai của đỗ sự lừng lẫy, dự mới hội các tướng lại bàn kế lấy kiến nghiệp. Hồ Phấn thưa rằng giặc trăm năm nay, chưa dễ mà trừ cho hết được. Đang lúc nước xuân tràn ngập, khó ở lâu được, nên đợi sang năm, sẽ kéo đại quân sang đánh. Dự nói, ngày xưa nhạc nghị đánh một trận ở Tế Tây, mà lấy được nước tề hùng mạnh. Này quân oai của ta lừng lẫy, ví như trẻ nứa trẻ được vài đóng rồi thì lia mũi dao cũng phải toác không phải khó nhọc gì nữa bèn đưa hịch ước hẹn với các tướng nhất tề tiến binh đến đánh kiến nghiệp bấy giờ long nhương tướng quân vương tuấn dẫn quân thủy thuận dòng xuôi xuống quân tiền tiêu báo rằng người ngô đúc dây xúc xích bằng sắt chắn ngang khắp dọc bờ sông lại dùng cọc sắt cắm ngầm dưới nước để phòng làm người giả cũng mặc áo giáp cầm khí giới đứng chung quanh bè thuận dòng thả xuống quân ngô trông thấy tưởng là người thực, chạy trốn mất cả. Những cọc sắt vướng và bè, đều bị kéo bật cả đi. Trên bè lại có cây đình liệu to, dài vài trưởng, to hơn 10 ôm, trong vẫy dầu mở, phàm chỗ nào có dây xúc xích, thì đốt cây đình liệu lên, hun vào vòng xích, chỉ một lát xích đứt gãy tả tơi. Hai đạo quân kéo sang, đi đến đâu ránh được đến đấy. Đây nói, thừa tướng Đông Ngô là trương để sai tả tướng quân thẩm oánh, hữu tướng quân Gia Cát Nhiễn dẫn quân lại chống cử với quân Tấn. Oánh bảo với Nhiễn rằng các quan trên phía Thượng Lưu không phòng bị gì, tôi chắc quân Tấn tất đến đây. Ta nên cố sức mà đánh, may ra đánh được thì Giang Nam lại được yên ổn. Nếu ta sang sông đánh nhau, bất hạnh mà thua thì việc to hỏng cả. Nhiễn nói, ông nói phải lắm, đang bàn chuyện thì có người báo tin quân Tấn thuận dòng xuôi xuống, thế mạnh lắm không sao địch nổi. Hai người giật mình, vội vàng vào bàn với trương đề. Nhiễn bảo đề rằng đồng ngô nguy đến nơi rồi, sao không trốn đi cho rảnh. Để khóc rằng nước ngô sắp mất, kẻ ngu người hiền ai cũng biết. Này nếu vua tôi hàng cả, không có một người nào chết vì nước, chẳng phải nhục lắm du. Gia Cát Nhiễn cũng ứ nước mắt khóc rồi đi mất, trương đề cùng với thẩm oánh thúc quân vào đánh. Quân tấn vây kín cả chung quanh, chu chỉ sông thẳng vào chạy ngô, trương đề cố sức cầm cử nhưng bị chết trong đám loạn quân. Thẩm oánh cũng bị chu chỉ chém nốt, quân ngô chạy tán lạc mất cả, có thơ khen rằng ba sơn phất phới cờ đỗ sử trường để lừng danh được chết chung, dỡ biết miền nam vương khí hết lẽ nào tham sống phụ giang đông, lại nói quân tấn lấy được bến nhiêu tử, liền tiến sâu vào đất ngô. Vương Tuấn sai người về chiều báo tin thắng trận, tấn chủ tư mã viêm nghe tin mừng lắm, giả sung tâu rằng quân ta mỏi mệt ở ngoài đã lâu, không quen thủy thủ, tất sinh bệnh tật, nên cho đòi về, rồi sẽ liệu kế khác. Trương Hoa tâu rằng, nay quân ta đã vào đến xào huyệt của giặc, người ngu sợ hết vía, không đầy một tháng nữa, tất bắt sống được tôn hào. Nếu đòi về công trước uổng cả, thực đáng tiếc lắm. Tấn chủ chưa kịp nói, giả sung đã mắng hoa rằng, người không biết xét đến thiên thời địa lợi, lại muốn tâm công, làm khổ ải quân sĩ, dẫu chém đầu ngươi cũng chưa đủ tạ được thiên hạ đâu. Tấn chủ nói, ý trẫm cũng hợp ý với trương hoa, can gì phải cãi nhau làm vậy. Chợt lại có biểu đỗ sự đưa về, tấn chủ mở xem, ý trong biểu cũng xin kiếp tiến binh. Tấn chủ bấy giờ mới cương quyết, bèn hạ lệnh tiến quân. Bọn vương tuấn vâng mệnh tấn chủ, tiến cả hai mặt thủy bộ, thế như vũ bão, người Ngô tới tấp ra hàng. Ngô chủ tôn hảo thấy vậy, sợ tái mặt lại, quần thần tâu rằng quân miền bắc kéo tới nơi quân dân giang nam không đánh mà hàng làm thế nào bây giờ hảo hỏi tại sao không đánh chúng thưa rằng tài vạ hôm nay đều do sầm hôn gây ra xin bệ hạ chém chết hắn đi bọn tôi xin ra thành liều một trận sống mái hảo nói một tên thị thần làm lỡ thế nào được việc nước chúng hét to lên rằng bệ hạ không nhớ chuyện hoàng hạo ở thục ư bèn không đợi lệnh ngô chủ mọi người kéo ùa vào cung cắt thịt sầm hôn ăn như ăn gỏi Đào Tuấn tâu rằng, chiến thuyền phát cho tôi đều nhỏ quá, xin cho thêm hai vạn quân cưỡi thuyền lớn mà đánh thì có thể phá được giặc. Hảo nghe theo, cấp quân ngự lâm cho Tuấn dẫn lên thượng lưu minh địch, tiền tướng quân trương tượng dẫn thủy quân xuống hạ lưu chống giặc. Hai đạo quân đang đi, chẳng dè gió Tây Bắc quân đến, cờ quạt quân ngu không cắm lên được, đổ dạp cả trong thuyền, quân sĩ không chịu xuống, chạy toán loạn hết, chỉ còn chơ trương tượng và vài chục tên quân chống nhau với giặc lại nói tướng tấn vương tuấn dương buồm kéo đi qua tam sơn thủy thủ bẩm rằng thành thạch đầu ở ngay trước mắt rồi còn nghỉ lại làm gì bèn đánh trống thúc quân kéo đi ngô tướng trương tượng dẫn quân đến xin hàng tuấn nói nếu ngươi có bụng hàng thực thì phải dẫn binh làm tiền bộ mà lập công trương tượng trở về thuyền mình kéo đến thành thạch đầu gọi mở cửa thành đón quân tấn vào tôn hạo nghe quân tấn đã vào thành muốn tự vẫn trung thư lệnh hồ sông Quang Lộc Huân tiết oánh tâu rằng, bệ hạ sao không bắt trước như an lạc công lưu thiền có được không? Hảo nghe lời, cũng xe một cỗ áo quan và tự trói mình lại, dẫn các quan đến dinh vương Tuấn xin hàng. Người nhà đường có thơ than rằng, thuyền đâu mặt nước cuộn mênh mông, vượng khí kim lăng hết sạch xanh, khóa sắt nhìn tầm chìm đáy nước, cờ hàng một lá rủ đầu thành, cuộc đời dâu bể bao chìm nổi, cảng sắc non sông vẫn biết xanh, qua lại ngắm xem thành lũy trước, gió thu hiu hát cánh buồn tênh. Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www gác sách com gác nhỏ cho người yêu sách. Thế là từ đấy Đông Ngô Bốn Châu, 83 quận, 313 huyện, hộ khẩu 52 vạn 3 nghìn, quan lại 3 vạn 2 nghìn, quần 23 vạn, trai gái già trẻ cả thầy 230 vạn, thóc gạo 280 vạn hộp, thuyền hơn 5 nghìn chiếc, công nữ hơn 5 nghìn người đều về cả nhà đại tấn. Việc lớn yên định đâu vào đấy, Tuấn sai treo bảng yên dân rồi niêm phong các kho tàng lại hôm sau quân đào tuấn cũng tan vỡ hết bấy giờ lương gia vương là tư mã chu và vương nhung dẫn đại quân đến thấy vương tuấn thành công rồi ai nấy mừng rỡ hôm sau đỗ dự cũng đến nơi mở tiệc to khao thưởng ba quân rồi mở kho lấy thóc gạo phát trần cho dân bởi thế dân ngô yên cư lạc nghiệp cả duy có thái thú ở kiến binh là ngô ngạn cố sức giữ thành sau nghe tin ngô mất mới chịu hàng Vương Tuấn dâng biểu về triều đình báo tin thắng trận, quần thần thấy đã bình xong ngô rồi, cùng mừng dâng rượu thọ. Tấn chủ cầm chén rượu, giỏ nước mắt khóc rằng đây là công của Dương Thái Phó, tiếc thay, ông ấy không được trông thấy. Phiên kỵ tướng quân bên ngô là tôn tú, lui trầu về nhà, mảnh mặt về hướng nam khóc rằng ngày xưa thảo nghịch tướng quân xuất thân là một chức hiệu quý mà gầy dựng nên cơ nghiệp. Này tôn hảo đem vứt cả giang nam đi, vì đâu mà ra nông nổi này, trời hỡi trời. Lại nói, Vương Tuấn rút quân, đem ngô chủ về Lạc Dương chầu tấn chủ. Hảo lên điện dập đầu bái kiến, tấn chủ cho ngồi, nói rằng chấm kê chỗ ngồi này để đợi ngươi đến đã lâu rồi. Hảo tâu rằng tôi ở Nam Phương, cũng kê chỗ ngồi như thế để đợi bệ hạ. Tấn chủ cười ầm lên, giả sung nói rằng người ở phương Nam thường hay khoét mắt và lột ra mặt người ta, đó là hình pháp gì thế? Hảo đáp rằng bể tôi mà giết vua cùng làm những kẻ gian tà bất trung, thì xử tội ấy. sung nín lặng, có ý thổ thẹn, tấn chủ phong tôn hảo là quy mệnh hầu, con cháu làm trung lang, quan lại theo sang, đều được phong tước hầu cả. Thừa tướng trương để chết trận, cũng phong cho con cháu làm quan, lại phong cho vương tuấn làm phụ quốc đại tướng quân, các quan khác đều được thường cả. Tự đấy ba nước thuộc về nhà tấn cả, từ mã viêm nhất thống thiên hạ, đó là đại thế thiên hạ, hợp lâu phải chia chia lâu phải hợp là thế đấy. Về sau, hán đế lưu Thiền mất vào năm thái thủy thứ bảy nhà tấn. ngụy chủ tào hoán mất vào năm thái an thứ nhất. Ngô chủ tôn hảo mất vào năm thái khang thứ tư. Ba vị cùng được trọn vẹn cả. Người sau có bài ca tóm tắt đầu đuôi chuyện tam quốc như sau này. Gươm cao tổ hàm dương thùa nọ. Vầng phù tang soi đỏ góc trời. Chân nhân bạch thủy nối ngôi. Quả vàng bay bổng tuyệt vời mây xanh. Vẫn suy bỉ, thương tình hiến đế, mảnh kim ô đã xế non đoài, tiếp thay hà tiến vô tài, gian thần đồng chắc, giữ ngôi chiều đường, vương tư đồ mưu toan quật khởi, đảng dĩ. Thôi lại nổi đùng đùng, bốn phương trộm giặc như ong, ầm ầm sáu cõi anh hùng kéo ra, chi tôn sách đánh qua giang tả, cánh họ viên giữ ngả hà lương, ba tây có gã lưu trương, cảnh thăng chiếm giữ kinh tương xưng hùng, yên với lỗ đóng vùng nam trịnh, toại cùng đăng giữ tỉnh lương châu, công tôn toàn, lã ôn hồng, nọ thành tương tú kia lầu khổng dung, tào tháo mới gian hùng quỷ quyệt, khéo dùng người, thu hết anh hào, đường đường tướng phủ ngôi cao, uy quyền hống hách ai nào dám đương, huyền đức gặp quan, trương kết ngãi, thề cùng nhau đem lại sơn hà, chỉ thương bốn bể không nhà, nay đông, mai bắc, lân la cõi trần, cầu gia cát, ân cần quyến cố, dãi tấm lòng gắn bó nhỏ to, rồng bay, hổ nhảy, tranh đua, tây xuyên gây dựng cơ đồ một nơi thành bạch đế mấy lời thấm thoát tình thác cô chua xót nhường bao kỳ sơn trỏ ngọn cờ đào một tay mong chống trời cao nghìn trung ngờ đâu vẫn đã cùng khôn gượng nửa đêm gò ngũ trưởng sao xa khương duy cậy sức làm già chín phen đánh ngụy kể đà uổng công đường vào thục đẳng trung kéo đến vận viêm lưu phút biến thành tào tào kia cũng chẳng được bao lại đem thiên hạ mà trao tay người đền thu thiện ngất trời mây phủ, sông Tam Giang sóng gió êm dòng, hàng vương xiết nỗi thẹn thùng, công hầu may cũng thong dong trọn đời. Ngẫm thế sự bời bời ngán nỗi, cuộc tang thương biến đổi khôn lường, tam phân một giấc mơ màng, viếng đời gọi có mấy hàng nôm nay.